Dương Nghị Vân không có đi quản trong sân chiến đấu. Cho rằng giữa sân chỉ có Tổ Kế Thiên một cái là Thông Ngộ Bát Trọng Thiên, lại là Tạp Mao Điểu cùng Hoa Sen Đen hai cái cùng đi đối phó rồi. Năm đó Tạp Mao Điểu ở Tổ Kế Thiên trên tay ăn qua lỗ nặng, nói muốn đích thân tìm Tổ Kế Thiên báo thù, hiện tại Tạp Mao Điểu thực lực như thế nào Dương Nghị Vân rất rõ ràng, tuyệt đối có thể đạt tới Thông Ngộ Bát Trọng Thiên, trên thực lực chỉ biết so Tổ Kế Thiên cường, sẽ không nhược. Lẽ ra Tạp Mao Điểu một cái là có thể ứng đối Tổ Kế Thiên, nhưng Hoa Sen Đen cũng đi qua, đây là 10 phần nắm chắc. Mà những người khác, liền càng không nói. Dương Nghị Vân chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền không đi chú ý, bởi vì hắn thấy được Tổ Kế Thiên từ lúc bắt đầu đã bị Tạp Mao Điểu cùng Hoa Sen Đen gắt gao áp chế. Cho nên trận này chiến đấu không hề trì hoãn. Hơn nữa căn bản là không cần phải hắn ra tay. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn mang theo cá trạch đi tới sao băng điện hộ sơn đại trận trước. Hắn phải làm một lần đồ tể. Muốn phá sao băng điện hộ sơn đại trận, đem bên trong sở hữu sao băng điện đệ tử xử lý. Hắn phải cho 7-8 vạn bị sao băng điện chém giết phân môn đệ tử báo thù, phải cho 3 cái lão bằng hữu báo thù. Đương nhiên Tổ Kế Thiên là đầu sỏ gây tội, nhưng Tổ Kế Thiên kết cục là chú định, mà hoàn toàn diệt cho nên sao băng điện đệ tử, làm sao băng điện hôm nay từ tiên giới hoàn toàn biến mất. Đây mới là hắn báo thù. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân, ngay sau đó từ cá trạch trên đầu nhảy dựng lên, trực tiếp phi thăng tới rồi sao băng điện sơn môn trên không cây số nơi dừng lại. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhắm lại hai mắt, chậm rãi duỗi khai hai tay, làm ra một cái song trưởng ép xuống thu tay lại. Giờ phút này hắn toàn thân 10 ánh sáng màu mang đại tác phẩm, thiên địa 4 phương 8 hướng năng lượng hội tụ, gió nổi lên mây di chuyển, lôi điện lập lòe hội tụ tới rồi trên người hắn. Ngay lập tức phía trước Dương Nghị Vân thân thể nhìn không tới, hoàn toàn bị vân lôi bao vây ở trong đó. Nơi ở xuất hiện một số cây số thật lớn mây đen, nội loại tiếng sấm từng trận, lôi điện lập lòe, như là độ kiếp giống nhau, nhưng trường hợp thoạt nhìn so với thiên kiếp còn muốn thật lớn. Đang ở trong đó Dương Nghị Vân, trong lòng vừa động dưới, trong cơ thể tiên tinh trong vòng, 10 viên đạo chủng tức khắc bộc phát ra các màu vầng sáng tán phát đi ra ngoài, bỗng nhiên hội tụ ở song trường. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt khẽ quát một tiếng, phá. Song trường ép xuống. Tức khắc tại ngoại giới nhìn lại lại là khổng lồ mây đen chung, bỗng nhiên hai đại mang theo lôi điện mây đen gió lốc, xoay tròn nhanh chóng rớt xuống, mục tiêu đó là sao băng điện hộ sơn đại trận. Hai đầu mây đen long cuốn thật dài rơi xuống, thô tráng trăm trượng. Oanh! Gần một chút, sao băng điện hộ sơn đại trận đã bị tan rã. Một cái phi thường thật lớn núi non xuất hiện. Phía dưới đó là một tảng lớn kiến trúc đàn, bên này là sao băng điện tổng bộ nơi. Chỉ là kiến trúc liền kéo dài 500 dặm, hơn nữa một ít ngọn núi toàn bộ sao băng điện tổng bộ kỳ thật đạt tới hơn 1000 dặm xa. Hộ sơn đại trận phá vỡ lúc sau, sao băng điện nơi vô số lưu quang dựng lên. Toàn bộ sao băng điện hơn 20 vạn đệ tử môn nhân, kinh hoàng phi lạc, kêu thảm thiết không ngừng. Bởi vì phía chân trời phía trên giáng xuống hai đại trăm trượng long cuốn mang theo hủy thiên diệt địa nơi. Cuốn tịch toàn bộ sao băng điện, nơi đi qua quét ngang dựng lên, xoay tròn chung bay ra đi những cái đó sao băng điện đệ tử đều bị cuốn tịch đi vào, không có một cái đào tẩu. Sơn băng địa liệt, kiến trúc đàn hóa thành hôi phi yên diệt. Chân chính máu chảy thành sông, đất cằn ngàn dặm. Kêu trời khóc đất thanh, rằng co không đến 3 phút sốt cuộc kết thúc. Sỏ xuyên qua thiên địa lưỡng đạo gió lốc thuận nghịch mà chuyển, cuốn tịch hủy diệt toàn bộ sao băng điện. Hết thảy thanh âm biến mất. Kiến trúc hôi phi, ngọn núi san thành bình địa. Toàn bộ sao băng điện triệt triệt để biến mất, đồng thời biến mất còn có hơn 20 vạn sao băng điện đệ tử môn nhân. Phía chân trời phía trên, mây mù chậm rãi biến mất. Dương Nghị Vân thân hình xuất hiện, trên người ngũ quang thập sắc biến mất. Hắn mở hai mắt nhìn phía dưới biến mất sao băng điện, trong không khí phát ra gai mũi mùi máu tươi, lẩm bẩm, chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi là sao băng điện đệ tử. Muốn trách sao băng điện giết ta vân môn 7-8 vạn đệ tử, ta thực bao che cho con, càng thêm ích kỷ, ta phải cho bị các ngươi sao băng điện chém giết 7-8 vạn vân môn đệ tử báo thù. Năm đó vân môn thành lập thời điểm, ta hứa hẹn quá, phải đối mỗi một cái vân môn đệ tử phụ trách, giết các ngươi đây là ta đối ta vân môn đệ tử phụ trách, cái này đồ tể ta làm được. Bên kia chiến đấu tiếp cận kết thúc. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua, sao băng điện những cái đó thông ngộ không đến 10 người. Có điểm ngoài ý muốn chính là, Tổ Kế Thiên cư nhiên còn sống, tuy rằng nhìn qua thực chật vật, nhưng lại ở Tạp Mao Điểu cùng Hoa Sen Đen vây sát chung, còn ở ngạnh trống.
toàn thân cháy đen, thảm không nỡ nhìn, vừa thấy chính là tạp mao điểu phóng hỏa thiêu ra tới. Nhưng Dương Nghị Vân dừng tay lúc sau, sao băng điện giờ lúc sau, tổ kế thiên hoàn toàn hỏng mất. Bi phẫn giống giận mắng, Dương Nghị Vân ngươi, ngươi hảo tàn nhẫn, hơn 20 vạn sao băng điện đệ tử a. Ngươi là ma quỷ, ngươi là đồ tể, ngươi sẽ tao trời phạt. A lão phu cùng các ngươi liều mạng. Oanh! Ngay sau đó dứt lời, tổ kế thiên cư nhiên trực tiếp tự bạo. Tiểu tâm Dương Nghị Vân trước tiên cảm nhận được xem tổ kế thiên thể nội pháp lực tối loạn, liền biết muốn tự bạo, sắc mặt biến đổi hô to làm tạp mao điểu hoa sen đen cẩn thận. Nhưng tổ kế thiên tự bạo cơ hồ là nháy mắt tại chỗ nổ mạnh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang lúc sau, một đóa mây nấm bay lên không. Tạp mao điểu cùng hoa sen đen thân ảnh bị cắn nuốt đi vào. Vèo. Dương Nghị Vân trong lòng cú sốc nháy mắt vọt vào tổ kế thiên nổ mạnh pháp lực chung. Hắn không biết tổ kế thiên tự bạo hoa sen đen cùng tạp mao điểu có thể hay không chặn lại tới. Đây chính là thông ngộ bát trọng thiên cường giả tự bạo, uy lực phóng thích nháy mắt, Dương Nghị Vân đều cảm giác tim đập nhanh. Ở trong lòng hắn, hoa sen đen cùng tạp mao điểu cùng hoa sen đen rớt một cái tóc đều không được, hắn đều sẽ đau lòng. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân toàn thân ngũ quang thập sắc xuất hiện ở tổ kế thiên tự bạo năng lượng chung, trong cơ thể càn khôn đạo chủng công vận chuyển tới cực hạn. Hắn hai mắt là 10 sắc tinh quang. Ở chói mắt pháp lực nổ mạnh chung bạch quang chung xuất hiện Dương Nghị Vân trong ánh mắt 10 sắc ánh sáng, dị thường lóa mắt. Bùm bùm. Vô cùng cường đại đến mức tận cùng tạc nứt, đây là tổ kế thiên tự bạo uy lực, Dương Nghị Vân liền như vậy vọt vào tới, hắn thừa nhận tự bạo uy lực. Toàn thân pháp y phục trực tiếp bạo liệt hóa thành sẽ phi. Nhưng Dương Nghị Vân trên người ngũ sắc 10 quang bùng nổ tới rồi cực hạn, trong cơ thể tiên tinh 10 viên đạo chủng quang mang đại tác bùng nổ tới rồi cực hạn, ngăn cản tổ kế thiên tự bạo uy lực. Dương Nghị Vân mày nhăn lại, trên người hắn có vết máu ra tới, hồn nhiên bất giác. Hắn chỉ nghĩ hoa sen đen cùng tạp mao điểu an ủi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn thấy được một đóa thật lớn hoa sen đen. Hắn biết hoa sen đen hóa ra bản thể, nhìn qua hoa sen đen bản thể không có gì thương thế, đã nói lên vấn đề không lớn. Ngay sau đó hắn toàn thân bùng nổ dưới, đem tổ kế thiên tự bạo năng lượng xua tan. Lúc này hắn mới tặng khẩu khí vội vàng nói, quả đen. Hoa sen đen. Tuy rằng không thấy được tạp mao điểu thân ảnh nhưng Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được tạp mao điểu hơi thở còn ở. Nghĩ đến hẳn là ở hoa sen đen bản thể đài sen chung. Vèo vèo vèo. Từng đạo thân ảnh vọt lại đây, là Tiểu Phượng Hoàng cùng Tử Kim Công Công đám người, kết thúc chiến đấu lúc sau, trước tiên lại đây, đại gia cũng đều bị tổ kế thiên tự bạo hoảng sợ. Tân mệt ngay từ đầu tạp mao điểu cùng hoa sen đen đối chiến tổ kế thiên chiến đấu đều khoảng cách xa, nếu không lần này tự bạo một chút, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn, hiện tại còn không biết hoa sen đen cùng tạp mao điểu tình huống thế nào. Bọn họ một đám kết thúc chiến đấu chạy tới, tới rồi Dương Nghị Vân bên người, chẳng qua giờ phút này trường hợp có điểm xấu hổ, Dương Nghị Vân ở tự bạo uy lực hạ vọt vào đi toàn thân quần áo toàn không có. Dương Nghị Vân đối chính mình giờ phút này bộ dáng hồn nhiên không biết, một lòng đều ở lo lắng hoa sen đen cùng tạp mao điểu an ủi vấn đề. Đương nhiên liền tính là hắn biết, cũng sẽ không để ý tới, không rảnh lo. Tạp mao điểu cùng hoa sen đen an ủi ở trong lòng hắn so cái gì đều quan trọng. Hy sinh điểm bán tương không sao cả. Kêu to một tiếng, Dương Nghị Vân nhìn màu đen đại đài sen. Ngay sau đó màu đen đài sen ô quang chợt lóe, lại là nở rộ. Qua nha nha lão tử thiếu chút nữa treo. Đương đài sen nở rộ thời điểm, một đạo kim quang tùng chung mà ra, lại là tạp mao điểu thanh âm vang lên, ngay sau đó hóa thành tam túc kim ô. Hô! Không có việc gì. Dương Nghị Vân trong lòng một viên cục đá rơi xuống đất. Trong tầm mắt màu đen đài sen cũng hóa thành hình người, như cũ là một thân hắc y nữ tử. Hoa sen đen nhìn qua sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể ở hơi hơi phát run, không hề nghi ngờ vừa rồi tổ kế thiên tự bạo đều bị hoa sen đen ngăn cản xuống dưới, hơn nữa còn che chở tạp mao điểu. Đương nhiên nhìn qua hoa sen đen cũng đã chịu không dưới đánh sâu vào. Dương Nghị Vân trước tiên đi qua đi, duỗi tay nâng nàng nói, thế nào? Đích xác hoa sen đen thân thể ở lay động. Nhưng lại lắc đầu nói, không quan trọng. Ngắn gọn ba chữ, kỳ thật bày ra chính là nàng thực lực thể hiện. Vừa rồi tổ kế thiên tự bạo, nàng hóa ra bản thể ngăn cản xuống dưới, thuyết minh thực lực của nàng so với tổ kế thiên cường đại. Ăn vào. Dương Nghị Vân không chút do dự,
vung tay lên một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy xuất hiện, trên người hắn cuối cùng hai giọt, hiện tại lấy ra một giọt cấp hoa sen đen, không hề có thịt đau. Ngàn năm trước bế quan thời điểm Dương Nghị Vân tự nhiên cũng đã cho hoa sen đen một giọt, cho nên hoa sen đen biết Dương Nghị Vân này một giọt tử kim sinh mệnh chi thủy công hiệu, lại cũng không khách khí, một trương miệng phục đi xuống, bởi vì nàng cũng đích xác yêu cầu, một người kháng hạ tổ kế thiên tự bảo uy lực, còn bảo hộ tạp mao điều, kỳ thật là ăn lỗ nặng. Ăn vào tử kim sinh mệnh chi thủy sau, hoa sen đen cũng không kịp nói chuyện, đương trường liền bắt đầu khôi phục. Dương Nghị Vân cảm nhận được hoa sen đen hơi thở dần dần vững vàng lúc sau, rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Lúc này mới ngẩng đầu vừa thấy, bốn phía mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở trên người hắn, ánh mắt có chút cổ quái. Hảo đi, lúc này Dương Mẫu Nhân mới phát hiện chính mình trên người trạng huống, vừa rồi vọt vào tự bạo lốc xoáy chung, toàn thân quần áo đã sớm hôi phi yên diệt, trách không được đại gia ánh mắt cổ quái. Bất quá Dương Mẫu Nhân hiện tại ra mặt lão dày, bất động thần sắc vung tay lên ở trên người mặc vào một bộ quần áo. Tiểu sư đệ hoa sen đen cô nương không có việc gì đi. Vân Trường Sinh tiến lên hỏi, vừa rồi bọn họ đều đứng ở nơi xa, không lại đây, bởi vì có điểm xấu hổ không phải. Không có việc gì, nàng khôi phục điều dưỡng hẳn là thì tốt rồi, đại sư huynh nhưng có thương vong xuất hiện. Dương Nghị Vân nhìn chung quanh một vòng, mọi người đều ở. Có một ít tiểu thương, mọi người đều không có việc gì, này chiến thắng tuyệt đối, tiểu sư đệ kế tiếp đâu? Vân Trường Sinh hỏi, chờ Tuyết Miêu trở về, chờ hoa sen đen khôi phục lại. Dương Nghị Vân nói, phía trước Tuyết Miêu rời đi cũng không phải là đi sao băng điện, mà là đi tiêu giao cung, hắn đối sao băng điện một trận chiến này đấu vẫn chưa để ở trong lòng. Mà là trong lòng đều có kế hoạch. Tiêu diệt tiêu giao cung lúc sau, trực tiếp đối mặt cửu trọng thiên nơi tam đại thiên tôn thế lực, cho đến lúc này hẳn là mới là trận đánh ác liệt. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, kế hoạch của hắn đó là như thế. Mấy thế lực lớn chung, cường đại nhất đó là tam đại thiên tôn thế lực. Mà sao băng điện cùng tiêu giao cung thứ chi? Tiêu diệt sao băng điện có lẽ cũng là tam đại thiên tôn đối hắn thế lực một lần thử. Kế tiếp tiêu giao cung có lẽ mới là chân chính đại chiến. Được xưng tiên giới chúa tể tam đại thiên tôn thế lực, tuyệt đối sẽ không làm Vân Môn đánh tới cửa đi, nếu bị hắn mang theo người xông lên cửu trọng thiên đi, bản thân chính là một loại nhục nhã cùng thất bại. Cho nên sao băng điện lần này thử lúc sau, tiếp theo chiến tiêu giao cung chiến đấu. Dương Nghị Vân tin tưởng được xưng là tiên giới chúa tể tam đại thiên tôn thế lực, mặc kệ là vì mặt mũi vẫn là sinh tồn trở vấn đề, tất nhiên sẽ ở tiêu giao cung phái ra cường giả, có lẽ đến lúc đó sẽ là không ngừng một cái tổ kế thiên bực này thông ngộ bát trọng thiên trình tự cường giả. Đối với tam đại thiên tôn thế lực có hay không tổ kế thiên bực này thông ngộ bát trọng thiên cường giả, Dương Nghị Vân tin tưởng tuyệt đối có, liền xem có bao nhiêu đại thiếu vấn đề. Đương nhiên thông ngộ cửu trọng thiên cường giả có tồn tại hay không? Điểm này thật đúng là khó mà nói, cho nên Tuyết Miêu trước tiên đã đi tiêu giao cung tìm hiểu tình báo đi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối với tiêu giao cung một trận chiến, hắn rất coi trọng, cứ việc sao băng điện một trận chiến này thắng tuyệt đối, hắn cũng thân thủ phá hủy sao băng điện hủy diệt sao băng điện 20 vạn đệ tử, phá hủy sao băng điện căn cơ, nhưng đối mặt tiêu giao cung thời điểm, hắn tin tưởng là không dễ dàng. Bởi vì tam đại thiên tôn thế lực sẽ không làm hắn như vậy dễ dàng. Còn có chính là tiêu giao cung chính là môn hạ đệ tử âm dương sung sướng tu đạo, nhất nhân mạch rộng lớn một nhà tiên giới đứng đầu thế lực, cùng rất nhiều tiên môn tiên tông đều là có đệ tử liên hôn. Một khi hắn động tiêu giao cung, đến lúc đó sợ là muốn nhảy ra rất nhiều cường giả rất nhiều tiên môn tới. Tam đại thiên tôn thế lực không cần phải nói, tuyệt đối sẽ phái ra thực vì cường đại tiên nhân xuất hiện ở tiêu giao cung, trừ cái này ra đó là mặt khác mấy nhà siêu cấp thế lực lớn, tỉ như Bất Lão Sơn, Thiên Địa Môn, Phi Tiên Điện, Quỷ Quật, này tứ đại siêu cấp thế lực, đến lúc đó có thể hay không trộn lẫn tiến vào, thật đúng là nói không chừng. Bởi vì tiêu giao cung chính là một cái liên hôn võng thiên môn, khổ tâm kinh doanh vô số năm quan hệ, vì chính là ở nguy nan thời khắc bảo hộ tiêu giao cung. Năm đó Vân Môn thành lập thời điểm, sao băng điện cùng tam đại thiên tôn thế lực liền tới hơn người làm khó dễ, kết quả tiêu giao cung trở thành liền đứng ở Vân Môn mặt đối lập. Mà dư lại tam đại thế lực chung. Chỉ có Bất Lão Sơn cùng Quỷ Quật lựa chọn đứng ở Vân Môn một bên, Phi Tiên Điện cùng Thiên Địa Môn người còn lại là lựa chọn trung lập. Hiện tại lại là một lần chiến đội lựa chọn. Sở bất đồng chính là, lần này một khi lựa chọn, sẽ là diệt môn đại giới. Lại là không biết dư lại mấy nhà sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn tới. Dương Nghị Vân cũng chờ mong a.
Lần này hắn muốn hoàn toàn lật đổ tiên giới tam đại thiên tôn thế lực, liền đại biểu lật đổ một cái thời đại tiên giới trật tự, hắn Dương Nghị Vân phải làm tân tiên giới trật tự. Chỉ mong mặt khác năm thế lực lớn nhưng đừng cùng hắn đứng ở mặt đối lập, nếu không cũng đừng trách hắn. Đương nhiên trong đó quỷ quật thế lực, có lẽ ở hắn nghĩ đến hẳn là sẽ không chiến đội đi. Bởi vì Thu Nhi đều là quỷ quật đời sau người nối nghiệp, hơn nữa quỷ quật thực lực cũng không dài với tiên giới tranh phong. Đến nỗi mặt khác mấy nhà thật đúng là nói không chừng. Trừ bỏ mấy ngày nay siêu cấp thế lực ở ngoài, dư lại tiên môn tiên tông lựa chọn hắn không để bụng. Thần chắn sát thần tiên chắn hắn giết tiên. Hiện tại liền xem Tuyết Miêu tìm hiểu tình báo như thế nào. Dù sao hoa sen đen ở khôi phục, hắn chờ đó là. Dương Nghị Vân nói, đại sư huynh phân phó đi xuống, quét tước chiến trường đi. Tuy rằng hắn lưỡng đạo thật lớn thiên địa long cuốn đem sao băng điện tổng bộ hoàn toàn san thành bình địa, nhưng tiên nhân rất nhiều đều là có càn khôn chứa đựng tiên khí, nhưng dễ dàng hủy diệt không được, hơn nữa pháp khí đều là có linh lực, thần thạch tản mát ra đi là có thể tìm được. Hủy diệt một cái sao băng điện tự nhiên phóng bất quá thiên tài địa bảo. Như cũ đều sẽ trở thành vân môn đệ tử tu luyện tài nguyên. Vân Trường Sinh gật đầu phân phó người tứ tán mở ra lại tìm tìm rơi dụng chứa đựng pháp khí cùng sao băng điện thiên tài địa bảo. Thời gian nhất đẳng chính là 3 ngày qua đi, ngày thứ tư thời điểm, hoa sen đen khôi phục như lúc ban đầu, ẩn ẩn chung nàng hơi thở có cường đại rồi một ít, bên này là tử kim sinh mệnh chi thủy uy lực. Cũng là tại đây một ngày, Tuyết Miêu đã trở lại. Ngân quang một tiếng, Tuyết Miêu bản thể xuất hiện. Thế nào, Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng hỏi Tuyết Miêu. Trừ bỏ không có quỷ quật người xuất hiện ở ngoài, dư lại thiên địa môn, phi tiên điện, bất lão sơn người đều xuất hiện, tất cả đều là cường giả, thông ngộ bát trọng thiên, ta có thể cảm nhận được liền có 100 người chi thuật, trong đó bát trọng thiên không dưới 10 người, là tam đại thiên tôn thế lực người chủ đạo, ta đi xem xét thời điểm cũng không có phát hiện có thông ngộ cửu trọng thiên tồn tại. Trừ cái này ra, hội tụ ở Tiêu Giao Cung thông tiên môn không dưới mấy vạn, nhân số đạt tới ít nhất 50 vạn chi số. Thấp nhất tu vi đều là tiên đế cấp bậc, dựng lên còn ở có một đám tán tu đi trước Tiêu Giao Cung. Nghe Tuyết Miêu giảng thuật, Dương Nghị Vân thở dài một tiếng nói, quả nhiên a, tam đại thiên tôn thế lực cùng Tiêu Giao Cung nhân mạch vượt quá tưởng tượng, không nghĩ tới dư lại tam gia siêu cấp thế lực đều xuất hiện, bất lão sơn cũng chưa ngoại lệ, thật là không nghĩ tới a. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, chậm rãi, Tuyết Miêu nhỏ giọng nói. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, người sợ. Tuyết Miêu không nói chuyện. Không sợ đó là giả, thượng vạn tiên môn, hội tụ ít nhất 50 vạn tiên nhân, trong đó thông ngộ cường giả đạt tới hơn 100, còn có không dưới 10 người là thông ngộ bát trọng thiên, bực này quy mô cường giả tập kết, ai có thể không sợ đâu. Nghe được xong Tuyết Miêu tình báo giảng thuật, Dương Nghị Vân bên người tất cả mọi người lo lắng, bao gồm Mai Tỷ cùng Hoa Sen Đen này mấy cái thực lực đứng đầu tồn tại. Nói đến cùng các nàng mấy cái thực lực chính là thông ngộ bát trọng thiên cấp bậc. Hơn nữa là thăng cấp không lâu, đương nhiên các có thiên phú, liền tính đối thượng nhãn hiệu lâu đời tồn tại, cũng đều có thể ứng phó. Khá vậy liền giới hạn trong này, nếu là đối phương xuất hiện số lượng thượng chiếm cứ ưu thế cường giả, đến lúc đó chém giết đã có thể thực sự có khó khăn. Nhưng là không có người ta nói ra tới, bởi vì mọi người đều biết, hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát nông nỗi, hơn nữa hết thảy đều xem Dương Nghị Vân ý chí. Liền tính Dương Nghị Vân nói nhảy biển lửa. Đại gia cũng đều sẽ không nhíu mày. Đương nhiên nói trở về, liền tính là đối phương tập kết thượng trăm thông ngộ, chân chính chém giết, kỳ thật mọi người đều sẽ không có chút nào sợ hãi, thậm chí thắng mặt vẫn là rất lớn. Trọng điểm là không biết có thể hay không xuất hiện thông ngộ cửu trọng thiên cường giả, nếu thực sự có đâu. Trước mắt bọn họ một phương cũng chính là Dương Nghị Vân một cái thông ngộ cửu trọng thiên, nếu là đối phương xuất hiện hai cái nói, Dương Nghị Vân liền nguy hiểm. Tất cả mọi người lo lắng chính là Dương Nghị Vân. Đương nhiên, chung quy vẫn là xem Dương Nghị Vân đi. Mà Tuyết Miêu lo lắng cũng không phải không đạo lý, kỳ thật cũng là cái hảo kiến nghị, dựa theo Tuyết Miêu kiến nghị làm đại gia dẹp đường hồi phủ, lại qua cái mấy ngàn thượng vạn năm, đến lúc đó ở báo thù chẳng phải là càng có nắm chắc. Rốt cuộc đối với bọn họ cái này trình tự tới nói, mấy ngàn thượng vạn năm cũng không phải quá dài thời gian. Không sợ. Tuyết Miêu trả lời sạch sẽ lưu loát. Nàng không có giải thích cái gì. Kỳ thật Dương Nghị Vân cũng biết Tuyết Miêu ý tứ, đều là hảo ý. Nhưng lúc này, căn bản không có khả năng có đường rút lui, hắn cũng không cho phép quay đầu lại. Các ngươi mọi người đều có sợ không?
Dương Nghị Vân nhìn chung quanh bốn phía hỏi, hắn còn mang theo ý cười, sắc mặt không có chút nào lo lắng. Tiểu sư đệ, lợi kiếm đều ra khỏi vỏ, tự nhiên không có sợ đạo lý, giết qua đi lại nói, có thể diệt sao băng điện, là có thể diệt mặt khác. Sao trời tử nói chuyện khí phách vô song, hắn kiếm đạo ở ngàn năm thời gian chung trải qua hoa sen đen chỉ điểm sau, lại một lần đánh tiến, hiện tại chính là toàn thân chiến ý vô song. Hận không thể hiện tại liền sát hướng Tiêu Giao cung đi. Chủ tử, lão nô ta có thể đạt được tân sinh, hiện giờ đã có thông ngộ bát trọng thiên tu vi, liền tính là cửu trọng thiên xuất hiện, cũng là không sợ, chủ tử yên tâm lão nô thể sống chết bảo hộ ngài. Tử Kim công công mặc kệ khi nào chỗ nào đều ở vuốt mông ngựa. Vua nịnh nọt đều không sợ, chúng ta càng không sợ cá trạch loại nhếch miệng nói. Ta nói cá trạch đại nhân, tuy rằng ngươi là côn bằng, nhưng cũng đừng nói chuyện như vậy khó nghe ta, lão nô ta đối chủ tử trung tâm thiên địa chứng giám, như vậy có thể nói là mông ngựa đâu. Tử Kim công công vẻ mặt khó chịu. Nhược Kê, ngươi sợ là còn không biết đi, chúng ta những người này thêm lên thực lực, có thể so 10 cái thông ngộ bát trọng thiên cường, đừng nói cái gì vô nghĩa, một chữ chính là, làm. Thần ma điểu nói chuyện thực kiêu ngạo. Đúng vậy, làm hắn. Một loại đại yêu mồm năm miệng 10, dù sao không có một cái sợ. Dương Nghị Vân ha ha cười nói, hảo, vậy làm bọn họ. Dương Mỗ Nhân cười lớn nói xong nói, kỳ thật đều ở trong khống chế, từ chúng ta tuyên chiến kia một khắc khởi, liền chú định muốn cùng toàn bộ tiên giới là địch, Tiêu Giao cung chờ đợi chúng ta trên cơ bản có thể nói là toàn bộ tiên giới lực lượng. Trừ bỏ quỷ quật người không có xuất hiện ở ngoài, mặt khác mấy đại siêu cấp thế lực xem như đến đông đủ. Bất quá, thì tính sao? Đừng nói là thông ngộ bát trọng thiên, liền tính là thông ngộ cửu trọng thiên, ta cũng có biện pháp thu thập, như thế, vậy xuất phát đi, mấy chục vạn tiên nhân, ha ha, chính là trăm vạn ngàn vạn, ta cũng giết tuyệt bọn họ. Đi! Đại đội nhân mã lại lần nữa xuất chinh. Lúc này đây đi, càng thêm phong cách. Mọi người có thể hóa hình hóa hình. Đại yêu đều là bản thể. Có côn bằng cá trạch đi đầu, Mai tỷ hóa thân ngũ trảo kim long, phía sau đi theo 9 điều chân long, tiểu phượng hoàng thần cầm thân thể ngọn lửa thiêu đốt, trông rất đẹp mắt lại cũng hơi thở lệnh nhân tâm giật mình. Như thế chỉnh dung dọa đều có thể hù chết người. Dương Nghị Vân đi đầu hạ, lại là không chuẩn bị phi hành mà đi, bởi vì quá xa, bạo giống một tiếng trực tiếp vận dụng không gian, ở đại sư huynh Vân Trường Sinh dưới sự trợ giúp, mở ra không gian môn hộ. Mọi người bay vọt đi vào. Ngay sau đó, ngàn vạn dặm xa Tiêu Giao cung nơi Tiêu Giao núi non trên không, một đạo tiếp theo một đạo cường đại hơi thở xuất hiện, Dương Nghị Vân mang theo mọi người hiện thân. Mà ở Tiêu Giao cung sơn môn bên ngoài, dài đến ngàn dặm Tiêu Giao núi non đen nghìn nghịt tất cả đều là người. Đương nhiên là có người cũng có cường đại tọa kỵ. Trong đó có một đầu hình thể dài đến 100 mét loài chim bay hung thú, phi cánh giao long dị thường bắt mắt. Mặt trên là khoanh chân ngồi một cái một thân bạch y áo dài thanh niên. Bỗng nhiên thanh niên mở hai mắt, hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía 10 dặm ở ngoài phía chân trời. Đạo thật là có điểm thủ đoạn, cư nhiên ngạnh sinh sinh định vị ngàn vạn dặm không gian, như thế khổng lồ thần hồn chi lực, cùng lão phu đều không phân cao thấp. Người này lầm bầm lầu bầu. Treo không sư huynh như thế nào? Lúc này một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở tên này bạch y thanh niên bên người hỏi. Bạch y thanh niên nói, lại là có thần thú thần cầm a, thật sự là không nghĩ tới, trách không được a, kia tiểu tử có thể tiêu diệt sao băng điện, nhiều ít năm không nhúc nhích gân cốt, thật là có chút chờ mong, chỉ mong kia tiểu tử đừng làm cho ta thất vọng mới hảo, nhìn như là thông ngộ cửu trọng thiên, đến không giống phía trước truyền đến tin tức, là cái ảo giác giàn hoa. Khanh khách Huyền ca ca, muội muội ta Tiêu Giao cung này đó đồ tử đồ tôn hôm nay có thể hay không tránh thoát trận này mầm tai họa. Đã có thể muốn dựa vào các ngươi ba vị ca ca a. Lúc này một thân hồng y một nữ tử, tuổi chừng 30 diện mạo, ăn mặc vô cùng bại lộ, xuất hiện ở một đoàn màu đỏ sương mù chung, mang theo nũng nịu nói chuyện thanh. Khương sư muội chớ lo lắng, liền tính kia tiểu tử thật là thông ngộ cửu trọng thiên cũng không sao, hắn phiên không được thiên, ta chờ những người này, ở tiên ma bí cảnh cổ chiến trường 10 vạn năm đều bất tử, lớn lớn bé bé sinh tử đại chiến vô số, làm theo sống sót. So sánh với này đó thần thú cùng cái gì thông ngộ bát trọng chín tiên nhân, tiên ma bí cảnh trung cổ lão U Linh đều không làm gì được chúng ta, một đám tiểu bối còn không đáng giá nhắc tới. Hôm nay ta chờ 10 cái thông ngộ lão quái, gần 100 vạn tiên nhân, nếu là thu thập không được một đám hậu bối, truyền ra đi chẳng phải là bị người chê cười, yên tâm đó là, tất nhiên bọn họ có đến mà không có về. Không tồi, nói đến cùng chính là một cái có thể khống chế yêu tộc tiểu gia hỏa mà thôi.
hắn thông ngộ cửu trọng thiên cảnh giới, sợ là tràn ngập hư ảo, không cần khẩn trương. Đúng là này lý. Cái kia Kim Long lão phu muốn định rồi. Kia chỉ ba chân ô không tồi. Kia một con tuyết miêu ta. Lão phu muốn kia chỉ phượng hoàng. Tử kim chuột tất cả đều là chúng ta. Nói chuyện chi gian, ở phi cánh giao long trên lưng xuất hiện 9 người, hoặc là nói ở bạch y thanh niên bên người xuất hiện 9 người. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ. Đương nhiên kỳ thật không thể xem diện mạo, bởi vì tất cả đều là lão quái vật. Từ tiên ma bí cảnh chung đi ra lão quái vật, cùng tổ kế thiên giống nhau, đều là lịch đại tiên ma bí cảnh tiến vào sau bị nhốt ở trong đó lão quái vật, chẳng qua là gần ngàn nhiều năm lục tục đi ra người. Những người này chung thực hiển nhiên này đây bạch y thanh niên cầm đầu, cũng chính là mọi người trong miệng treo không sư huynh, người này xuất thân từ tam đại thiên tôn thế lực chung lôi phạt thiên tôn môn hạ, chính là lôi phạt thiên tôn sư đệ chi nhất, tên đầy đủ kêu lôi treo không, thực lực cùng tu vi bao gồm thân phận địa vị đều không thấp, cho nên xưng là 10 người đứng đầu. Mà giữa sân duy nhất nữ tử áo đỏ, còn lại là xuất thân tiêu giao cung, chính là tiêu giao thiên tôn sư tỷ, hiện tại xem như tiêu giao cung đệ nhất nhân. Một tiếng quyến rũ phong tao, cũng là treo không nhân tình, nàng kêu Khương Bích Liên. Lần này Dương Nghị Vân mang theo một loại đại yêu tuyên chiến lúc sau, mới đầu này mấy nhà cũng chưa rốt cuộc, nói biết trong nháy mắt, Dương Nghị Vân liền diệt sao băng điện. Tiếp theo Dương Nghị Vân mục tiêu đó là tiêu giao cung, đối với tiêu giao cung hậu bối cùng vân môn ân oán, Khương Bích Liên là rõ ràng, vốn dĩ không để ý, hiện tại lại là biết Dương Nghị Vân cùng vân môn không dễ chọc, nàng chỉ có thể dựa lôi treo không. Đương nhiên Khương Bích Liên bản thân cũng là thông ngộ bát trọng thiên đạo hạnh, có thể nói rất cường đại, nhưng Dương Nghị Vân ở sao băng điện một trận chiến, các nàng thông qua pháp lực thấy được toàn quá trình, đối với Dương Nghị Vân một hơi thông ngộ cửu trọng thiên kinh diễm thực sự dọa tới rồi Khương Bích Liên, tuy rằng không thể tin được, nhưng sao băng điện khoảnh khắc chi gian ở Dương Nghị Vân trong tay hủy diệt, đây là sự thật, cho nên chỉ có thể tìm thế lực khác hỗ trợ. Mà tam đại thiên tôn thế lực tự nhiên cũng không hy vọng diệt tiêu giao cung. Cuối cùng thật sự đánh thượng cửu trọng thiên đi, diệt tam đại thiên tôn thế lực. Vì thế lôi treo không xuất hiện tiến đến hỗ trợ về công về tư đều là tất nhiên. Khương Bích Liên cũng phát ra tiêu giao lệnh, sốt ruột mấy vạn gia tiên môn tiên tông tiến đến, hơn nữa tam đại thiên tôn thế lực, bất lão sơn, thiên địa môn, phi tiên điện triệu tập, lần này đến trước mắt đã hội tụ gần trăm vạn tiên nhân tập kết ở tiêu giao núi non. Như thế lực lượng dưới, lôi treo không nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ đảo cũng bình thường. Lại là không biết hắn thật sự có thể hay không đối phó Dương Nghị Vân dẫn dắt 90 đại yêu, phải biết rằng chính là có thần cầm thần thú. Bất quá nói trở về, các nàng 10 cái người đích đích xác xác ở tiên ma bí cảnh chung trải qua quá cũng kiến thức quá quá nhiều quỷ dị cường đại sinh linh, có thể sống đến bây giờ ra tới, thật sự cũng là nhất đẳng nhất cường giả, thậm chí sao băng điện tổ kế thiên đều là thông ngộ bát trọng thiên, kia cũng là không thể so sánh với. Một đám nhìn đến Dương Nghị Vân mang theo đại yêu xuất hiện lúc sau. Không hề có để ở trong lòng, ngược lại đối Dương Nghị Vân bên người đại yêu đều rèn luyện ba thước, lời nói chi gian đều phải bắt lấy tới. Chiến đấu không bắt đầu cũng đã ở phân chia ích lợi. Hoặc là thực lực thật sự cường hãn, hoặc là chính là mắt cao hơn đỉnh. Dương Nghị Vân xuất hiện lúc sau ngừng ở mười mấy ở ngoài, hắn nhìn trăm vạn tiên nhân đại quân, đến là thật sự trong lòng thoáng chấn động. Phía trước diệt sát sao băng điện 20 vạn đệ tử môn nhân, còn cảm thấy không có gì. Nhưng hiện tại trăm vạn tiên nhân đại quân tập kết ở bên nhau sái thành như trường thành giống nhau hình ảnh, thị giác đánh sâu vào là phi thường mãnh liệt. Hắn cũng là không khỏi ngẩn ngơ. Rốt cuộc ở số lượng thượng, hắn mới mang theo 90 người, mà đối phương là trăm vạn tiên nhân đại quân. Hơn nữa, so với tuyết miêu điều ti a còn nhiều, tuyết miêu nói là 50 vạn chi thuật, liên tục gia tăng, hiện tại vừa thấy không sai biệt lắm trăm vạn. Đương nhiên tu vi rất nhiều tiên vương tiên đế tiên tôn khởi bước. Trong đó thông ngộ đích xác đạt tới trăm người tả hữu. Nhất bắt mắt còn lại là một cái trăm mét trường sinh hai cánh giao long, toàn thân là hoa đốm sắc, hắn rõ ràng cảm nhận được hung hãn hơi thở, tất nhiên cũng là dị chủng hung thú giao long. Ở giao long trên lưng 10 cái thân ảnh, trong đó một người bạch y thanh niên đứng ở phía trước, hiển nhiên là làm người dẫn đầu. Đây là cá nhân ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung. Hơi thở so với trước kia tổ kế thiên cường đại nhiều, cư nhiên đều có thể có hoa sen đen hơi thở cấp bậc, trong đó cái kia bạch y thanh niên, càng là sâu không lường được giống nhau. Bất quá sao? Dương mỗ nhân như cũ nhìn bọn họ, sắc mặt chút nào bất biến. Hắn huyền phù ở không,
Buông ra cường đại thần thức thấy rõ cũng nghe đến rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Đương hắn nghe thế là cái vương bát đản cư nhiên bắt đầu phân quát chính mình bên người Mai tỷ tiểu Phượng Hoàng các nàng thời điểm, sắc mặt rốt cuộc âm trầm đi xuống. Lại là hư không đạp bộ mà đi, tiến lên mà đi, đi tới cây số chỗ. Lúc này mới dừng lại hướng về giao long trên đầu khoanh tay mà đứng, vẻ mặt cao ngạo bạch y thanh niên nhìn lại, Dương Nghị Vân rõ ràng nhìn người nọ cũng ở đánh giá hắn, nhưng là vẻ mặt khinh thường. Hai người đối diện lúc sau, lại là đối phương mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng thiên địa. Tiểu gia hỏa hậu sinh khả úy a, lão phu lôi phạt thiên tôn sư đệ lôi treo không, từ tiên ma bí cảnh đi ra không lâu, nói thật, ngươi thoạt nhìn thực không tồi, tuy rằng bước vào thông ngộ cửu trọng thiên, nhưng ngươi không trải qua quá chân chính sinh tử, nhưng lão phu những người này trải qua quá, chân chính cường đại không nhất định là cảnh giới. Lão phu có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi không phải lão phu đám người đối thủ, chẳng sợ ngươi phía sau có thần thú thần cầm cũng không phải, lão phu đám người nếu là động thủ, ngươi cùng ngươi phía sau đại yêu nhóm, chỉ có tan xương nát thịt một cái lộ có thể đi. Cho nên lão phu cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự bảo, mà ngươi phía sau những cái đó đại yêu tất cả đều thần phục, như thế nhưng ôm lấy chúng nó tánh mạng, hơn nữa lão phu làm chủ, bất diệt ngươi vân môn, chỉ cần ngươi vân môn giải tán, lão phu dám cam đoan. Tiên giới sẽ không có bất luận cái gì thế lực đuổi giết vân môn đệ tử, ngươi nhưng đáp ứng. Này một phen nói ra tới, lôi treo không là muốn nhiều cao ngạo có bao nhiêu cao ngạo, phảng phất Dương Nghị Vân sinh tử liền ở hắn nhất niệm chi gian, hắn chính là trong thiên địa chúa tể giả giống nhau. Nhưng Dương mẫu nhân lại là ha hả cười. Ha hả, lão bất tử, ta cũng nói cho ngươi một câu, các ngươi ở ta trong mắt tất cả đều là, rác rưởi. Oanh! Dứt lời Dương Nghị Vân trên người một tiếng nổ vang, bộc phát ra chói mắt vô cùng mười sắc ánh sáng. Dương Nghị Vân trên người bùng nổ dựng lên hơi thở, tràn ngập toàn trường, một câu ở đây tất cả đều là rác rưởi, xem thường lôi treo không đám người mở màn. Các ngươi coi rẻ ta, khinh thường ta, ta mẹ nó còn khinh bỉ các ngươi đều là rác rưởi đâu. Đều là thành tinh hồ ly, trang người nào. Cho rằng 10 cái thông ngộ bát trọng thiên liền ghê gớm a. Lão tử cho các ngươi cảm thụ một chút, thông ngộ cửu trọng thiên hơi thở lại nói. Giờ khắc này lôi treo không đám người sắc mặt thay đổi. Đích xác Dương Nghị Vân trên người phát ra cường đại hơi thở, là chân chân thật thật thông ngộ cửu trọng thiên. Hơi thở chi cường đại, thật sự là trước nay chưa từng có, trọng điểm là cư nhiên cảm nhận được thiên địa chi gian sở hữu thuộc tính lực lượng ở hội tụ. Toàn bộ là từ Dương Nghị Vân trên người phát ra mà ra. Này đã có thể đáng sợ. Mọi người đều biết thông vô cấp bậc cường đại là thuộc tính lực lượng cùng pháp tắc viên mãn, thân thể kiêm dung càng nhiều càng cường đại, nhưng cực hạn ở ngũ hành trong vòng. Mà bình thường dưới tình huống, đại đa số người lựa chọn chính là chỉ một thuộc tính tu luyện, sẽ tu luyện cực hạn, đây cũng là đơn giản nhất trực tiếp cùng hữu hiệu lực lượng phương thức. Rất ít có người có thể tu luyện vượt qua 5 loại pháp tắc 5 loại thuộc tính lực lượng, nhưng giờ khắc này lôi treo không đám người rõ ràng từ Dương Nghị Vân trên người cảm nhận được 10 đại thuộc tính lực lượng. Quả thực có chút không thể tưởng tượng, chưa từng có người có thể thân cụ thiên địa 10 đại lực lượng thuộc tính. Nhưng trong tầm mắt tiểu tử này, chính là sống sờ sờ ví dụ. Mạc Danh lôi treo không trong lòng nhảy lên, hắn cảm giác chính mình có phải hay không coi thường tiểu tử này. Có một cổ bất an từ trong lòng dâng lên. Nhưng lúc này, đã là tên đã trên dây không thể không phát, mặc kệ thế nào, cũng đều phải đi đi xuống, thân là lôi phạt thiên tôn thế lực, không cho phép có bất luận kẻ nào khiêu khích. Uy nghiêm không thể phạm. Lại nói bọn họ một phen cũng không phải mềm quả hồng, hơn trăm thông ngộ, bọn họ 10 cái càng là từ tiên ma bí cảnh đi ra cường giả, xa không phải tiên giới đại tân sinh cùng cấp bậc thông ngộ có thể so, hơn nữa trăm vạn tiên nhân đại quân, đủ để quét ngang toàn bộ tiên giới thế lực. Dương Nghị Vân tiểu tử này ở quá cường đại có thể như thế nào, hắn có rất nhiều đại chiêu chờ. Nghĩ đến đây, lôi treo không hừ lạnh một tiếng nói, rác rưởi. Ha ha. Vô số năm qua, tiểu tử ngươi là cái thứ nhất dám ở lão phu trước mặt như thế cản rỡ người. Một khi đã như vậy vậy làm lão phu nhìn xem thực lực của ngươi cùng mồm mép có phải hay không tương xứng đôi. Lôi treo không dứt lời, vung tay lên nói, tới nha, liệt vạn tiên đại trận. Ầm ầm ầm. Dứt lời lúc sau, toàn bộ thiên địa phong vân đại biến. Tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Phạm vi ngàn dặm trong vòng chu thiên đại biến. Ngay lập tức chi gian trăm vạn tiên nhân vây quanh Dương Nghị Vân đám người. Một cái kéo dài ngàn dặm đại trận hình thành. Đây là lôi treo không là trước liền chuẩn bị tốt đại trận,
lấy bọn họ 10 cái thông ngộ bát trọng thiên vì mắt trận trung tâm, lấy 100 vạn tiên nhân vị phụ vạn tiên đại trận. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy, bốn phía đại yêu hội tụ ở hắn bên người. Lúc này Lôi Treo không mở miệng cười nói, tiểu tử giờ phút này thượng cổ đại trận, vạn tiên trận, ý vì vạn danh tiên nhân khởi bước đại trận, hôm nay 100 vạn tiên nhân bày trận, ta chờ thao tác thiên địa bát phương, âm dương lưỡng nghi, đủ để chu tiên thí thần. Vốn dĩ không chuẩn bị vận dụng trận này, nhưng nếu ngươi như thế kiêu ngạo, vậy làm ngươi nếm thử cái gì là tuyệt vọng tư vị, chỉ mong tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng mới hảo. Lời này lạc bế, Lôi Treo không miệng phun, hợp. Một cái hợp tự rơi xuống, ngàn dặm phạm vi 100 vạn tiên nhân bắt đầu co rút lại. Ngay sau đó mây mù nổi lên bốn phía, Dương Nghị Vân đám người phát hiện trong tầm mắt 100 vạn tiên nhân biến mất không thấy, thay thế chính là mây mù cuồn cuộn mà đến, không ngừng hướng về bọn họ mau theo đẩy mạnh, hắn biết đây là muốn đem bọn họ vây hợp ở nhất định trong phạm vi. Ha ha, bắt đầu đi, đóng cửa đánh chó. Lôi Treo không mang theo trào phúng thanh âm vang lên. Tiểu sư đệ trận này không đơn giản, chúng ta muốn thử xem. Sao trời tử sắc mặt ngưng trọng nói chuyện. Liền như vậy ngắn ngủn ngay lập tức công pháp, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất cuồn cuộn mây đen đã khoảng cách bọn họ 100 dặm không đến, đã như cũ còn ở vây hợp mà đến. Hiện tại bọn họ huyền phù ở giữa không trung, nhưng bốn phương tám hướng đỉnh đầu dưới chân tất cả đều là vây hợp bước tiến cuồn cuộn mây đen. Không hề nghi ngờ, này đó mây đen đó là vạn tiên đại trận công kích, là bụi gai. Mặc kệ nói như thế nào, mọi người đều không có khả năng ngồi chờ chết. Hảo, nhị sư huynh các người cứ việc đi thử thử, nhưng là không thể vì vậy đừng cưỡng cầu, ta tự do tính kế. Dương Nghị Vân sắc mặt chút nào bất biến nói. Đại gia vừa thấy Dương Nghị Vân như thế bình tĩnh, trong lòng hoảng loạn cũng vì này tiêu tán hơn phân nửa. Sao trời tử đầu tiên ra tay? Sao trời chi kiếm, chảm? Lộng lẫy vô biên kiếm khí mà là, chính là nhất kiếm lực phách hoa sơn mà ra, ngân bạch kiếm khí tung hoành ngàn trượng, hướng về vân môn bổ ra. Ầm vang! Sao trời tử nhất kiếm dừng ở cuồn cuộn mây đen chung. Nhưng tại hạ một khắc, mây đen rung trời sấm sét ầm ầm, gần chỉ là rung chuyển một chút, lại là ngạnh sinh sinh đem sao trời tử ngàn trượng kiếm khí cấp nuốt lấy. Vây hợp mà đến mây đen gần chỉ là rung chuyển một chút, liền khôi phục bình thường, tiếp tục đối với bọn họ đẩy mạnh vây hợp mà đến. Đại gia đồng loạt ra tay, công kích một chút thử xem. Vân Trường Sinh lớn tiếng nói chuyện. Ngay sau đó mọi người ra tay, từng người bạo phát mạnh nhất một kích, công kích một phương hướng. Đầy trời năng lượng dao động tức khắc làm cho cả không gian đều vặn vẹo lên, hội tụ hợp nhất công kích sao trời một đường, phá khai rồi không gian đều có không gian cái khe xuất hiện. Có thể thấy được Vân Trường Sinh chờ mọi người công kích là cỡ nào cường đại. Mà tại hạ một khắc, mây mù trung vang lên Lôi Treo không thanh âm nói, vạn tiên thiên địa thuẫn. Ầm 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 oanh, cuồn cuộn vân lôi thật sự là thanh chấn cửu thiên dựng lên. Vân Trường Sinh đám người công kích hung hăng công kích ở mây đen một chỗ, nhưng tuy Lôi Treo không thanh âm lạc bế, mây đen chung quay cuồng bùng nổ vân lôi tia chớp từng trận rung chuyển vang lên. Một công một thủ chạm vào nhau. Trời sụp đất nứt giống nhau. Nhưng, thất bại. Một đợt công kích, như cũ bị mây đen cắn nuốt đi xuống. Giờ phút này vạn tiên đại trận hình thành cuồn cuộn mây đen giống như là một đầu viễn cổ hung thú, nhưng nuốt vạn vật thiên địa hết thảy giống nhau, đối với Vân Trường Sinh đám người công kích không sợ chút nào, hóa giải vô hình. Đúng lúc này Lôi Treo không kiêu ngạo cuồng tiếu tiếng vang lên, ha ha ha. Tiểu tử ngươi chờ, 100 vạn tiên nhân đại trận, ngươi chờ thật sự tưởng bài trí không được, đừng nói ngươi dưới tòa này đó đại yêu điểm này lực lượng, chính là ở tới gấp đôi, cũng mơ tưởng nề hà vạn tiên đại trận, công kích hai bát. Hiện tại lão phu cũng cho các ngươi nếm thử vạn tiên đại trận công kích, oa ha ha. Tuy rằng Lôi Treo không cười to lạc bế, ngay sau đó liền đại a, vạn tiên mưa gió, khởi. Hô hô hô, ngay lập tức chi gian bốn phương tám hướng, cuồng phong gào thét. Vô số lưỡi dao gió xuất hiện, mắt thường có thể thấy được. Đồng thời trong đó hỗn loạn giọt mưa, đầy trời mà hàng. A, phòng ngự, Vân Trường Sinh giống to. Mọi người mở ra xem phòng ngự. Nhưng là vô số lưỡi dao gió cùng giọt mưa như cũ rừng ở trên người. Lả tả. Ầm ầm ầm. Từng tiếng kêu rên vang lên. Như là Mai tỷ cùng Hoa Sen Đen từ từ đều còn chỉ là nhíu mày, thông ngộ ngũ trọng thiên một chút đại yêu cùng trưởng lão đoàn liền thừa nhận rồi thật lớn áp lực, một đám kêu rên vang lên, có chút khóe miệng đều có máu để lại ra tới.
Dương Nghị Vân cũng không ngoại lệ bị lưỡi dao gió thêm thân, giọt mưa nện ở trên người, như vạn quân chi trọng cự thạch nện ở trên người. Hắn khẽ nhíu mày mở miệng nói, mọi người hướng ta dựa sát. Tức khắc mọi người tụ tập ở Dương Nghị Vân bên người. Mà Dương Nghị Vân còn lại là duỗi khai hai tay, cả người chấn động dưới, 10 đạo ngũ quang thập sắc từ trong cơ thể phát ra mà ra, ngay sau đó ở khuếch tán ở 4 phương 8 hướng. Hình thành một cái ngũ quang thập sắc kết giới, có cây số phạm vi đem cho nên người bao phủ ở bên trong. Tức khắc lưỡi dao gió cùng giọt mưa bị ngăn cản ở Dương Nghị Vân bày ra 10 sắc kết giới ở ngoài, tùy ý vô số lưỡi dao gió công kích giọt mưa tạp lạc, chút nào không chịu ảnh hưởng. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, vạn tiên đại trận sao? Có điểm điểm phiền toái a. Dương Nghị Vân tuy rằng nói là phiền toái, khá vậy chính là có điểm điểm. Đứng ở hắn tả hữu đại sư huynh Vân Trường Sinh giờ phút này nhẹ nhàng thở ra, xuyên thấu qua Dương Nghị Vân bày ra 10 sắc kết giới, nhìn bên ngoài 4 phương 8 hướng đã tới gần 50 dặm không đến mây đen, hoặc là nói vạn tiên đại trận lực lượng, lòng còn sợ hãi. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, nhịn không được hỏi, tiểu sư đệ trận này thật sự không giống bình thường, lôi treo không nói không sai, chúng ta lực lượng ở gia tăng gấp đôi sợ là đều phá không được trận này, nhưng có biện pháp. Vân Trường Sinh nghe được ra tới tiểu sư đệ ngữ khí như cũ thực nhẹ nhàng, tựa hồ định liệu trước. Đại sư huynh, mọi người đều không cần khẩn trương, tuy rằng trận này phá lên phiền toái điểm, nhưng cũng không phải phá không được, bất quá ta muốn thử xem một cái khác biện pháp, có lẽ càng thêm bất việc. Ha ha, trăm vạn tiên nhân a, nếu là toàn bộ chết, trường hợp hẳn là thực đồ sộ đi. Dương Nghị Vân nói chuyện chung nâng lên tay phải. Nhưng Vân Trường Sinh đám người nghe hắn nói chuyện, lại là mạc danh trong lòng run lên. Nghe tới tiểu sư đệ muốn tàn sát trăm vạn tiên nhân. Ngay sau đó liền nhìn đến tiểu sư đệ tay phải trên cổ tay một đạo xanh thảm quang mang lóng lánh, lại là sống lại đây, hóa thành một cái một thước lớn lên con rắn nhỏ, chẳng qua ở Vân Trường Sinh trong mắt con rắn nhỏ này diện mạo phi thường đặc biệt, càng như là mãng xà, nhưng có không giống, bởi vì cư nhiên là một cái bụng sinh trưởng ngũ trảo mãng xà. Này vẫn là mãng xà sao? Liền như vậy một con rắn nhỏ. Tiểu sư đệ muốn làm mãn. Trông cậy vào cái này vật nhỏ. Mặc kệ là Vân Trường Sinh, ở đây mọi người, đều nghĩ như vậy, chẳng lẽ Dương Nghị Vân liền phải dùng như vậy một cái chỉ là thoạt nhìn độc đáo con rắn nhỏ phá vạn tiên trận. Đương nhiên những người này bên trong không bao gồm Mai Tỷ, trừ bỏ Dương Nghị Vân chỉ có Mai Tỷ biết Tiểu Lam tồn tại. Những người khác liền tính phía trước nhìn đến, cũng không lưu ý. Chỉ là nhìn đến quá Dương Nghị Vân trên cổ tay có một cái màu xanh thẳm vòng tay. Lúc này lại là không nghĩ tới là một cái độc đáo tiểu mãng xà. Tê tê, Tiểu Lam xoay quanh ở Dương Nghị Vân lòng bàn tay miệng phun xong xoa đầu lưỡi, nhìn rất là đáng yêu. Lúc này tiểu sư tỷ cơ tím hà rốt cuộc nhìn không được nói, tiểu sư đệ ngươi. Ngươi sẽ không dùng như vậy một con rắn nhỏ phá trận đi. Những lời này hỏi ra mọi người tiếng lòng. Bởi vì đại gia ở Tiểu Lam trên người chút nào không cảm thụ nói cường đại hơi thở. Bất quá lúc này Tử Kim Công Công nhìn Tiểu Lam trong lòng vừa động hỏi, chủ tử chẳng lẽ con rắn nhỏ này là kia viên trứng? Năm đó được đến mãng xà chi trứng thời điểm Tử Kim Công Công mấy cái đều gặp qua, nhưng phu hóa thời điểm chỉ có Mai Tỷ ở đây, lúc này Tử Kim Công Công đến lúc đó phản ứng lại đây, nếu thật là lời nói, nhưng thật ra thực sự có điểm mong đợi. Ha ha, đây là Tiểu Lam, viễn cổ mãng xà. Lần này phá trận liền xem Tiểu Lam, đại gia đừng có gấp rửa mắt mong chờ đi, kỳ thật ta cũng thực chờ mong. Dương Nghị Vân cười nói. Ngay sau đó đối với trong lòng bàn tay Tiểu Lam nói, Tiểu Lam đi thôi, làm ta nhìn xem ngươi độc, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, làm trăm vạn tiên nhân nếm thử cái gì là viễn cổ mãng xà độc. Tê tê, Tiểu Lam thực nhân tính hóa gật gật đầu, ngay sau đó vèo một chút trực tiếp từ Dương Nghị Vân lòng bàn tay biến mất không thấy. Tốc độ cực nhanh đều không có người nhìn đến Tiểu Lam tung tích, bao gồm Dương Nghị Vân cũng không thấy rõ, Tiểu Lam đã không thấy tăm hơi, bất quá chỉ có hắn có thể cảm nhận được Tiểu Lam đã từ hắn 10 sắc kết giới trận pháp bay đi ra ngoài, tiến vào vạn tiên trận chung. Dương Nghị Vân khóe miệng giơ lên lên, người vạn tiên đại trận đích xác thực nhiêu ích, trăm vạn tiên nhân rất mạnh, nhưng người chính là cái trận pháp, ta có Tiểu Lam độc khí, vô khổng bất nhập, người thử xem. Đương nhiên chủ yếu là Tiểu Lam độc. Đến tột cùng có bao nhiêu cường, Dương Nghị Vân đều không thể phán đoán, hiện tại làm Tiểu Lam tiến vào vạn tiên đại trận chung, trăm vạn tiên nhân tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Có khả năng trăm vạn tiên nhân đều phải xong đời. Nếu không phải đối phương dùng trăm vạn tiên nhân tổ kiến đại trận đối phó bọn họ,
Dương Mỗ Nhân cũng không dám thả ra Tiểu Lam đi, rốt cuộc độc sát trăm vạn tiên nhân, đây là phi thường nghe rợn cả người sự, ngày sau muốn tao trời phạt. Nhưng đây là địch nhân. Những người này lựa chọn đứng thành hàng, vậy phải có chết giác ngộ, không thể trách hắn tàn nhẫn độc ác. Vân Tử cái kia con rắn nhỏ có thể thành. Vân Trường Sinh vẫn là nhìn không được mở miệng hỏi một tiếng. Dương Nghị Vân nói, đại sư huynh nói như thế, Tiểu Lam là cái đại độc vật, phi thường bất đồng đại độc vật, hiện tại không phải có được hay không vấn đề, ta hiện tại chỉ lo lắng ta đem Tiểu Lam thả ra đi, tương lai sẽ thừa nhận bao lớn trời phạt vấn đề. T. Vân Trường Sinh rốt cuộc khí lạnh, nói như thế tới, chẳng phải là trăm vạn tiên nhân đều sẽ bị độc chết. Trăm vạn A. Kia chính là trăm vạn tu đạo thành công tiên nhân, không phải trăm vạn súc vật, cho dù là trăm vạn súc vật, cũng không phải đùa giỡn. Nếu ngày sau có trời phạt giáng xuống, Vân Trường Sinh không dám tưởng tượng uy lực có bao nhiêu đại. Oanh! Đúng lúc này một đạo lôi điện đánh rớt mà xuống, trực tiếp bổ vào Dương Nghị Vân bày ra 10 sắc kết giới thượng. Bất quá, Dương Mỗ Nhân cái này kết giới chính là 10 đại thuộc tính lực lượng căn cơ cấu thành, trong thiên địa bất luận cái gì lực lượng tiến đến đều đừng nghĩ có cái gì ảnh hưởng. Đang ở trong đó hắn cùng mọi người không có cảm giác đều không có. Chỉ nghe được lôi treo không đắc ý thanh âm lần thứ hai vang lên nói, tiểu tử cho rằng bày ra một cái tiểu phá trận là có thể ngăn trở lão phu vạn tiên đại trận. Thật sự là chê cười, người chờ tụ ở cùng nhau càng tốt, hiện tại khiến cho các ngươi nhìn xem vạn tiên đại trận chi uy, nhìn xem cái gì là trăm vạn tiên nhân lực lượng, vạn tiên đại trận thí thần sát tiên, cũng không phải là nói mà thôi. Lôi treo không lời nói muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo, mang theo không gì sánh kịp tự tin. Đối vạn tiên đại trận tự tin. Nói xong, hừ lạnh nói, lôi đình vạn quân, cấp lão phu diệt. Rầm rập, răng rắc sát. Đầy trời lôi đình tia chớp rớt xuống, trực tiếp đánh rớt ở Dương Nghị Vân 10 sắc kết giới đại trận thượng. Ngốc bức, Dương Nghị Vân trả lời liền này hai chữ. Vô số đạo lôi đình đánh rớt ở kết giới, gần là làm Dương Nghị Vân 10 sắc kết giới từng đợt run rẩy, nhưng chết chút nào đều không có dao động căn cơ. Vạn tiên trảm. Lôi treo không mang theo phẫn nộ thanh âm vang lên, lão phu đảo muốn nhìn ngươi trận pháp kết giới có thể căng bao lâu. Một câu vạn tiên chém xuống hạ. Tức khắc vô số đến pháp lực công kích từ bốn phương tám hướng mà đến. Đâu chỉ là vạn đạo, đây là suốt trăm vạn tiên nhân công kích. Lần này có thể phá Dương Nghị Vân 10 sắc kết giới đại trận sao? Nhìn đầy trời pháp lực công kích càng ngày càng gần, Dương Nghị Vân bên người Vân Trường Sinh đám người sắc mặt đều bắt đầu thay đổi, nhìn không được lo lắng. Đây chính là trăm vạn tiên nhân công kích A. Nhưng mà Dương Nghị Vân lại là ngũ quang thập sắc đại tác phẩm, 10 đạo các màu lưu quang bộc phát ra đi, chống đỡ ở kết giới trận pháp phía trên. Oanh! Toàn bộ 10 sắc kết giới đại tác phẩm dựng lên. Ở đong đưa. Tất cả mọi người nhéo một phen hừ lạnh, này nếu là kết giới phá rớt, đại gia liền phải thừa nhận trăm vạn tiên nhân công kích, trọng điểm là trăm vạn tiên nhân chung còn có 8 thông ngộ bát trọng thiên đứng đầu cường giả công kích. Cũng may Dương Nghị Vân cũng không nhàn rỗi, toàn thân vầng sáng bùng nổ, duy trì 10 sắc kết giới. Toàn bộ quá trình rằng có ước chừng suốt 5 phút, rốt cuộc hết thảy kết thúc, trở về bình tĩnh. Này 5 phút đối đại gia tới nói chính là dày vò, một đám đều đem trạng thái điều chỉnh tới rồi lớn nhất, chuẩn bị một khi kết giới rách nát, liền ở trước tiên lao ra đi liều chết phản kích. Này một đợt công kích ngừng. Dương Nghị Vân cũng dừng lại, trên người 10 ánh sáng màu vượng tan đi. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cảm nhận được đại gia khẩn trương, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, đại gia không cần khẩn trương, điểm này công kích còn không làm gì được ta. Vân Trường Sinh đám người thẳng trợn trắng mắt. Cái này tiểu sư đệ A, thật không biết là tâm đại vẫn là sao mà. Trăm vạn tiên nhân tổ hợp mà thành trận pháp, ở ngươi trong miệng liền như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Hảo hảo hảo, tiểu tử ngươi quả nhiên có điểm ý tứ, lão phu xem ngươi có thể căng bao lâu, lại đến. Lại là lôi treo không mang theo tức muốn hộc máu thanh âm vang lên. Mà Dương Nghị Vân lúc này lại là ha hả cười lớn tiếng nói, lão đông tây uy phong chơi đủ rồi, kế tiếp nên ta, Tiểu Lam động thủ đi. Lời này một chỗ, đang ở mây mù chung lôi treo không đám người, lại là sửng sốt, cảm giác có chút không ổn a. Nghe tới Dương Nghị Vân tiểu tử này nói chuyện quá mức bình tĩnh, hơn nữa là có cái gì sát chiêu khẩu khí. Bất quá. Nhìn xem đã bị bọn họ trăm vạn tiên nhân tạo thành vạn tiên đại trận duy cùng ở 10 dặm trong vòng, co đầu rút cổ ở kết giới trận pháp trung Dương Nghị Vân đám người sau, lôi treo không có thả lỏng xuống dưới.
Đích xác Dương Nghị Vân kết giới trận pháp lợi hại, khả năng chống đỡ được một lần, người có thể chống đỡ được 10 lần. 100 lần. Phục hồi tinh thần lại sau, Lôi Treo không cất tiếng cười to nói, ha ha ha. Tiểu tử cố lộng huyền hư, ngươi chờ hiện tại chính là bản thượng thịt cá mà thôi, kế tiếp lão phu sẽ làm ngươi sinh tử không được, tới nha, cấp lão phu tiếp tục công. Lôi huynh không thích hợp. Liền ở lúc này, Vu Thiên Tôn thế lực chung một người mở miệng đánh gãy Lôi Treo không. Có cái gì không thích hợp, Lôi Treo không nói. Hắn vừa dứt lời, lại là bốn phía tiên nhân chung có người đột nhiên nói, như thế nào có màu lam sương mù. Không hảo, này sương mù chung có. Độc, a, à. Một người tiên nhân lời nói cũng chưa nói xong, kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp hóa thành một đạo sương khói bốc hơi. Giờ khắc này Lôi Treo không chờ 10 đại cường giả, cũng rốt cuộc phát hiện không ổn, toàn bộ vạn tiên đại trận chung không biết khi nào cư nhiên tràn ngập ra xanh thẳm sương mù, bao phủ toàn bộ vạn tiên đại trận. A a a a a a. Một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trăm vạn tiên nhân một tảng lớn trực tiếp hóa thành hôi biến mất thất. Hoặc là nói là trực tiếp ở màu lam sương mù chung bốc hơi. Không hảo là kịch độc, mau mau giải tán đại trận, tản ra, tản ra. Lôi Treo không hoảng sợ chung lớn tiếng giống giận. Hắn cảm nhận được, bực này màu lam độc khí, chính là hắn đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Lôi Treo không đám người phản ứng lại đây, nhưng là đã muộn rồi. Bọn họ vạn tiên đại trận thực khổng lồ, mây mù bao vây lấy bọn họ. Nhưng màu xanh thẳm sương mù bất chi bất giác thẩm thấu tới rồi toàn bộ vạn tiên đại trận chung. Từ Dương Nghị Vân hạ lệnh Tiểu Lam thời điểm, liền chú định trăm vạn tiên nhân hủy diệt. Đầy trời đều là tiếng kêu thảm thiết, ngoan khóc sói tru giống như địa ngục. Tu vi thiếu chút nữa điểm tiên vương tiên đế tiên nhân trực tiếp hóa thành hôi yên, bị Tiểu Lam độc khí bốc hơi, căn bản là không có chút nào ngăn cản chi lực. Đã mắt thường thấy được tốc độ ở tảng lớn bốc hơi biến mất chung. Lôi Treo không kia đầu giao long tỏa kỵ đứng mũi chịu sào trực tiếp bốc hơi. Mà đạt tới tiên tôn tu vi tiên nhân, đích xác cường đại hơn một ít, còn có thể ngăn cản một chút Tiểu Lam độc khí, khá vậy chính là ngăn cản một chút. Nhưng tiên tôn trung tu vi tối cao cũng chỉ là có thể chống đỡ 10 tức thời gian, cũng sẽ bị Tiểu Lam độc cấp công hãm, liên tục ở trong cơ thể 10 tức thời gian độc, đối này đó tiên tôn phá hư, còn không bằng trực tiếp đã chết đau đớn, chỉ biết càng thêm đau đớn. Địa ngục kêu thảm thiết vang vọng ở toàn bộ phía chân trời. Trăm vạn tiên nhân đội ngũ, ở lấy mắt thường thấy được tốc độ biến mất. 3 phút lúc sau, trăm vạn tiên nhân hoàn toàn hôi phi yên diệt, trực tiếp bốc hơi ở Tiểu Lam độc khí dưới. Một cái viễn cổ mãng xà, độc sát trăm vạn tiên nhân đại quân. Khủng bố đã không phải dùng ngôn ngữ có thể miêu tả. Đương nhiên này trăm vạn tiên nhân chung, không bao gồm thông ngộ cấp bậc. Toàn trường trăm vạn tiên nhân cũng liền dư lại trăm tới danh thông ngộ còn ở kiên trì chống cự Tiểu Lam độc. Nhưng tu vi nhược một chút, tỉ như thông ngộ 1-2-3 trọng thiên cấp bậc cũng kiên trì không được bao lâu, tam trọng thiên trở lên đem ngăn cản trụ Tiểu Lam độc tố, cũng chính là Lôi Treo không chờ 10 cái người mà thôi, nhưng nhìn qua cũng không chịu nổi. Có thể thấy được Tiểu Lam độc tố chi cường đại, là viễn siêu tưởng tượng. A a a, giống giống, mấy chục danh thông ngộ như cũ ở kêu thảm thiết. Hơn nữa thị phi người cái loại này kêu thảm thiết, tràn ngập thống khổ, truyền khắp toàn trường. Một lát sau rốt cuộc có một cái thông ngộ kêu thảm hóa thành hôi yên, hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa. Như thế tình huống bắt đầu không ngừng lan tràn, một cái tiếp theo một cái thông ngộ bắt đầu hóa thành cho phi yên diệt. Bực này tình huống kỳ thật so vừa rồi trăm vạn thông ngộ dưới tiên nhân tảng lớn tử vong còn muốn khủng bố, bởi vì hiện tại bắt đầu chết chính là thông ngộ cấp bậc cường giả. Thông ngộ cấp bậc. Mặc kệ là kia nhất trọng thiên cấp bậc, hoàn toàn có thể nói là toàn bộ tiên giới tối cao người, là chân chính đứng ở cường giả chi lâm tiên nhân, chết một cái cùng ra đời một cái đều là thiếu một cái cùng không dễ dàng. Cho nên càng thêm chấn động. Thông ngộ cấp bậc, thượng vạn tiên tôn bên trong không nhất định sinh ra một cái tới. Lúc này ngã xuống thông ngộ là thực chấn động nhân tâm. Đừng nói Lôi Treo không một phương, liền tính là Dương Nghị Vân chính mình cũng đều trong lòng nhảy lên. Đương nhiên hắn không phải mềm lòng, mà là chấn động Tiểu Lam độc, thật sự là nghịch thiên. Nháy mắt độc chết trăm vạn tiên nhân, hiện tại bắt đầu chết thông ngộ. Vạn tiên đại trận tan rã. Che trời mây đen cũng đều tiêu tán. Giữa sân chỉ có xanh thẳm độc tố ở tràn ngập. Tiểu Lam có thể. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi đối với đầy trời xanh thẳm độc khí kêu gọi, hắn cùng tất cả mọi người không có nhìn đến Tiểu Lam thân ảnh tồn tại, nhưng lại biết chính là Tiểu Lam thả ra độc.
hơn nữa đối mặt xanh thẳm độc khí Dương Nghị Vân bọn họ thần thức quét tới đều nhìn không thấu. Căn bản là nhìn không tới nội loại tình huống, bất quá có thể khẳng định Tiểu Lam giấu ở xanh thẳm độc khí bên trong. Nếu là này đó độc khí không tiêu tan đi, Dương Nghị Vân cũng không dám triệt rớt bày ra 10 sắc kết giới trận pháp, hắn sợ Tiểu Lam độc khí người một nhà đều độc. Ngay sau đó đầy trời xanh thẳm độc khí bắt đầu nhanh chóng thu nạp. Mấy cái hô hấp công pháp, sở hữu xanh thẳm độc khí biến mất chạy nhanh, phía chân trời chung lại là xuất hiện tiểu mãng xà Tiểu Lam thân ảnh. Xanh thẳm nhóc con, liền một thước trường, manh manh đát bộ dáng thoạt nhìn rất là đáng yêu. Cơ hồ mọi người thực hiện đều đặt ở Tiểu Lam trên người. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, độc chết trăm vạn tiên nhân đầu sỏ gây tội, chính là toàn bộ vật nhỏ. Độc khí bị Tiểu Lam thu hồi sau, Dương Nghị Vân vung tay lên triệt bỏ kết giới trận pháp. Phía chân trời phía trên, Tiểu Lam hóa thành một đạo lam quang chợt lóe mà đến. Đứng ở Dương Nghị Vân bên người Vân Trường Sinh đám người nhìn Tiểu Lam bay tới, cơ hồ đều là theo bản năng từ Dương Nghị Vân bên người kéo ra khoảng cách. Thật là đáng sợ. Này tiểu mãng xà phóng độc chết trăm vạn tiên nhân a. Thậm chí bao gồm Thông Ngộ Bát Trọng Thiên Lôi Treo không đều bị độc đến, lúc này còn khoanh chân ngồi ở giữa không trung ngăn cản độc tố đâu. Có thể độc sát Thông Ngộ tiểu mãng xà a. Ai không sợ hãi? TT. Tiểu Lam mang theo đắc ý chi sắc bơi lội tới, quay chung quanh Dương Nghị Vân bơi lội. Dương Nghị Vân có chút run rẩy vươn tay đi, mở miệng khen nói, Tiểu Lam giỏi quá làm không tồi. TT. Giờ phút này tiểu độc vật, giống như là một cái đã chịu đại nhân khen tiểu hài tử phát ra hoan hô, lam quang chợt lóe về tới Dương Nghị Vân trên cổ tay, hóa thành xanh thẳm vòng tay. Nơi xa cá trạch có chút run lên, nhỏ giọng đối Điêu Nhi nói, Điêu Nhi lão đại, tiểu độc vật bá chiếm ta địa phương A, về sau ta không trở về chủ nhân thủ đoạn, muốn rời xa nó, thật là đáng sợ. Chi chi, người đường đường côn bằng có thể hay không có điểm tiền đồ. Sợ một cái tiểu rắn độc. Điêu Nhi chi chi một kêu miệng phun nhân ngôn. Điêu Nhi lão đại nó cũng không phải là bình thường tiểu rắn độc A, là khai thiên tích địa vạn vật sinh linh ra đời chi sơ mãng xà, nó tổ tiên hẳn là có thể ngược dòng đến ta côn bằng nhất tộc cái kia bối phận đi. Đương nhiên ta đường đường côn bằng tự nhiên là không sợ, nhưng là dù sao cũng là độc vật A, âm trầm trầm ta không quá thích, chờ ta ở tiến hóa một lần liền không sợ nó độc tố. Cá trạch kiên cường nói. Kỳ thật nội tâm là thực chột dạ. Thiết. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, nó lại lợi hại còn không phải muốn nghe ta ca. Điêu Nhi thuận miệng nói. Điều này cũng đúng a, chủ nhân mới là thế gian người lợi hại nhất, bất quá dù sao ta về sau không trở về chủ nhân thủ đoạn đi. Không tiền đồ. Điêu Nhi cùng cá trạch bên này nhỏ giọng đối thoại, kỳ thật đại đa số người đều nghe được, vẫn là thực nhận đồng cá trạch nói chuyện, tiểu độc vật quá lợi hại, tránh xa một chút hảo. Cơ hồ tất cả mọi người nhận đồng Tiểu Lam này tiểu mãng xà địa vị. Dương Nghị Vân sau khi nghe được, cũng chỉ là cười cười, không nói chuyện, hắn biết Tiểu Lam là sẽ không dễ dàng phóng độc. Đem Tiểu Lam cái này đại công thần thu hồi thủ đoạn lúc sau, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, đi bước một đạp hư không hướng về Lôi Treo không chờ Thông Ngộ đi đến. Một hồi nghiền áp kết thúc. Tuy rằng Lôi Treo không chờ Thông Ngộ còn hoặc là, nhưng cũng là bản thượng thịt cá. Bởi vì Tiểu Lam độc đã tiến vào bọn họ trong cơ thể. Dương Nghị Vân phía trước thấy được rõ ràng. Tiểu Lam độc chi bá đạo, có thể nói nghịch thiên, liền tính là đạo hạnh thâm hậu Thông Ngộ Bát Trọng Thiên toàn thân che kín pháp lực cũng vô pháp ngăn cản trụ, như cũ thẩm thấu tới rồi bọn họ trong cơ thể. Độc tố nhập thể lúc sau, liền càng thêm không có biện pháp, dư lại chính là tử lộ một cái, có thể chống cự bao lâu, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá Dương Nghị Vân đi bước một đi đến, lại là thần thức quan sát đến, Lôi Treo không chờ 10 cái Thông Ngộ Bát Trọng Thiên tồn tại, thật là có điểm đạo hạnh. Cư nhiên mạnh mẽ đem trong cơ thể Tiểu Lam độc tố áp chế ở trong cơ thể một góc, cũng không có khuếch tán ở toàn thân, đã suy nghĩ biện pháp luyện hóa độc tố, chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Đến nỗi trong sân kêu thảm thiết như cũ ở vang lên, Thông Ngộ 1-2-3 trọng cấp bậc người đã chết xe không nhiều lắm, trên dưới đó là 4 trọng thiên đến 7 trọng thiên chi gian ở thống khổ kiên trì. A, giống giống, rốt cuộc có Thông Ngộ 4 trọng thiên cấp bậc bắt đầu tử vong. Kết cục đều là giống nhau hóa thành hôi phi yên diệt. Thật là chết không toàn thây kết cục. Dương Nghị Vân rốt cuộc tới rồi những người này trước mắt 10 mét nơi dừng lại, dư lại không đến 40 người, bao gồm Lôi Treo không ở bên trong cũng liền 38 người. Dương Nghị Vân nâng lên tay, bỗng nhiên đối với bọn họ cách không áp xuống một trường, hắn trong tay 10 ánh sáng màu vượng đại tác phẩm.
ta đưa các ngươi đoạn đường, nếu có kiếp sau nhớ rõ đừng cùng ta là địch. Dứt lời, hắn bỗng nhiên ấn xuống bàn tay. Phốc phốc phốc, từng tiếng kêu rên không ngừng vang lên, như trọng lực đè ép dưa hấu giống nhau, giữa sân ngồi xếp bằng ở trên hư không chống cự độc tố thông ngộ tiên nhân, một đám nổ tan xác. Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi không chết tử tế được. Lại là lôi treo không bạo khởi lui về phía sau đếm đếm trăm mét, đồng thời hắn bên người mặt khác 9 người đồng dạng lui về phía sau, né tránh Dương Nghị Vân diệt sát. Bọn họ 10 cái là né tránh, nhưng tiết kiệm được 29 mệnh thông ngộ một cái tiếp theo một cái nổ tan xác. Sôi nổi bị Dương Nghị Vân diệt sát chạy nhanh. Ha ha, cư nhiên còn có thể hoạt động, không hổ là thông ngộ bát trọng thiên tu vi, hành, ta một đôi 10, đánh các ngươi 10 cái, cùng lên đi, nếu là các ngươi liên hợp lại, chẳng sợ có thể gặp được ta một góc, ta đều tha các ngươi một con đường sống. Giờ phút này Dương mẫu nhân đó là nhìn xuống tư thái nhìn lôi treo không chờ 10 cái thông ngộ bát trọng thiên, ngữ khí tràn ngập nghiền ngẫm, đi chơi chính là miêu diễn lão thử ánh mắt. Phốc, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, lôi treo không một ngụm lão huyết phun tới. Tiểu tử này quá mẹ nó khi dễ người. Ta chờ 10 người đều chúng ngươi thả ra cái kia tiểu mãng xà chi độc, tuy rằng áp chế xuống dưới, nhưng là căn bản không dám phân thần đi vận dụng pháp lực, một khi phân thần động pháp lực đánh nhau, trong cơ thể độc tố trước tiên sẽ phản phệ, một khi độc tố phản phệ toàn thân tiến vào tiên hạch bên trong, thần thượng hải cứu không được. Lúc này tiểu tử ngươi coi rẻ chúng ta một đôi 10, khi dễ người không phải như thế đi. Đương nhiên cũng có thể trốn chạy, nhưng là ở Dương Nghị Vân trước mặt, bọn họ biết chạy không được. Không hề nghi ngờ Dương Nghị Vân là thật đánh thật thông ngộ cửu trọng thiên, sao có thể thoát được. Dương Nghị Vân nhìn lôi treo không hộc máu, trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại là lạnh băng một mảnh, trong lòng đang nói, ta các lão bằng hữu, ta cho các người báo thù. Hắn chờ lôi treo không 10 người liều chết phản kích, nhưng lại không nghĩ tới ngay sau đó, 10 cái người trung nữ nhân duy nhất đi ra, mở miệng nói một câu nói, lại là làm hắn nửa ngày không phản ứng lại đây. Ngươi, ngươi đều đường đường thiên tôn, như thế nhục nhã ta chờ, có xấu hổ hay không mặt? Dương Nghị Vân nghe nàng nói chuyện, tức khắc sửng sốt, ta. Thiên tôn sao? Thực mau hắn cũng phản ứng lại đây, thông ngộ cửu trọng thiên cảnh giới, thường thường liền được xưng thiên tôn, này đảo cũng không kỳ quái. Ha ha, thiên tôn. Nghe tới không tồi, ta hẳn là được xưng càn khôn thiên tôn đi. Dương Nghị Vân trong lòng tự nói, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng là như cũ mở miệng nói, hôm nay ta. Chính là không biết xấu hổ, thần thượng hải cứu không được các ngươi. Dương Nghị Vân nói, làm lôi treo không đám người thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng là này lại trách ai được. Dương Nghị Vân vừa xuất hiện chính là thông ngộ cửu trọng thiên, chính là thiên tôn cấp bậc, nhưng bọn họ không tin a, đều cho rằng là ảo giác giả dối cửu trọng thiên. Trực tiếp chính là vạn tiên đại trận đối đãi. Đánh vỡ đầu cũng chưa nghĩ đến chính là, đối mặt vạn tiên đại trận, Dương Nghị Vân cũng chưa ra tay, gần thả ra một con rắn nhỏ tới, liền độc sát trăm vạn tiên nhân. Hiện tại ngay cả bọn họ này đó thông ngộ bát trọng thiên tồn tại, cũng đều là độc khí nhập thể, căn bản là hóa giải không được trong cơ thể độc khí. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân phất tay chi gian liền diệt mấy chục cái thông ngộ, giữa sân chỉ còn lại có bọn họ 10 cái người. Đối mặt bản thượng thịt cá tình huống, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Dương Nghị Vân cái này thông ngộ cửu trọng thiên ngại với mặt mũi có thể hay không thả bọn họ một con ngựa. Kết quả, tiểu tử này thật không lấy mặt mũi đương hồi sự a. Tốt xấu là đường đường thiên tôn, đạt tới cửu trọng thiên chính là thiên tôn biết không? Thiên tôn là tiên giới tu vi tối cao tồn tại, thật sự là trăm triệu tiên phía trên nhân vật, ngươi liền không thể cố kỵ một chút thể diện a. Chúng ta mấy cái hiện tại đều không thể vận dụng pháp lực, ngươi nếu là hiện tại giết bọn họ, truyền ra đi ngươi thiên tôn mặt mũi hướng nơi nào phóng đâu. Khụ khụ. Lôi treo không giờ phút này sắc mặt thanh hồng giao nhau, nhưng cũng biết tình thế so người cường đạo lý, sống mau 10 vạn năm. Nếu là thật liền như vậy đã chết, kia mới là thiên đại oan uổng. Vẫn là, cúi đầu đi. Ho khan, nhìn Dương Nghị Vân nói, Dương, thiên tôn. Nghe Dương Nghị Vân khóe miệng vừa kéo trừ, lập tức đánh gãy lôi treo không nói, lão tử trước kia có cái phong hào là càn khôn, xưng hô thượng có chú ý hiểu sao. Hảo đi, lôi treo không đám người tâm đều trừ, tiểu tử này thật đúng là không biết xấu hổ, phong hào đó là thiên đạo ban cho, nào có chính mình sách phong. Toàn bộ tiên giới 10 đại thiên tôn phong hào, liền 10 cái người, đáng tiếc đều đi lên trời lộ. Mấy ngàn năm thiên đạo dị biến, đã xảy ra biến hóa lớn, thiên đạo có biến,
không có thiên đạo giám thị, kỳ thật phong hào vấn đề đã không tồn tại, chính mình được xưng cũng không có gì không thể. Dù sao đều là thiên tôn. Thực hiển nhiên Dương Mẫu Nhân đây là ở Trương Hiển A. Muốn cho bọn họ tôn xưng đâu. Lôi Treo không hít sâu một hơi nói, càn khôn thiên tôn. Cái này Dương Mẫu Nhân cuối cùng là vừa lòng. Gật gật đầu nói, cho các ngươi nói chuyện cơ hội, có cái gì di ngôn muốn công đạo nhanh lên. Lôi Treo không đám người trong lòng tức giận Nga, luận tư lịch bọn họ những người này mới là lão tư cách, người một cái hậu bối tiểu tử, đắc thế không buông tha người A. Nhưng là, nhẫn đi, hiện tại tổng quan trọng là bảo mệnh. So cái gì đều cường. Lôi Treo không hít sâu một hơi nói, càn khôn thiên tôn, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, ngươi dẫn dắt phân môn thực lực cũng cường đại, nhưng là. Nhưng là chúng ta tam đại thiên tôn thế lực mấy nhà, chính là truyền thừa vô số năm tồn tại, luận nội tình truyền thừa, thật ra mà nói, ngươi vân môn so không được, hơn nữa trọng điểm là, chúng ta tam đại thiên tôn thế lực, cùng thượng giới có liên hệ, còn có chính là thiên tôn cấp bậc cường giả, tuy rằng thế hệ trước đều đi lên trời lộ, nhưng không sợ nói cho ngươi. Ta chờ tam gia đồng dạng có thiên tôn tồn tại. Lão bất tử người uy hát yêu ta. Dương Nghị Vân đạm đạm cười nói. Lôi Treo không lắc đầu nói, loại này thời điểm ngươi cảm thấy ta sẽ uy hát yêu ta ngươi sao? Hôm nay ngươi độc sát trăm vạn tiên nhân, đích xác ngược dòng căn nguyên là thù hận, chúng ta thua, cũng nhận thua, không trách ngươi. Chỉ cần ngươi phóng ta chờ rời đi, sau này việc xóa bỏ toàn bộ, ta chờ cũng thề, phía sau thiên tôn tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền toái. Sẽ không liên lụy ngươi vân môn bất luận cái gì đệ tử, ta tam đại thiên tôn thế lực, cũng đem thừa nhận ngươi vân môn vì tiên giới ngày thứ tư tôn thế lực. Nhưng là có một chút ngươi muốn rõ ràng, một khi ngươi hôm nay giết chúng ta, kia cũng thật chính là không chết không ngừng cục diệt, ngươi tiến giai vì thiên tôn cấp bậc, nhưng cũng chính là ngươi một người mà thôi, mà chúng ta tam đại thiên tôn thế lực, có tam đại thiên tôn tồn tại. Hơn nữa là so ngươi lão tư cách thiên tôn, tuy rằng so ra kém thế hệ trước phong hào thiên tôn. Nhưng chúng ta tam đại phía sau thiên tôn, chính là thật đánh thật lão tổ cấp bậc. Thật ra mà nói, đều là 10 vạn năm đi tới nhập tiên ma bí cảnh chung, ngàn năm trước mới ra tới tuyệt đỉnh cường giả, ngươi cho rằng ngươi một người có thể đối kháng tam đại ông trời tôn sao? Không thể đi, chỉ cần ngươi không giết ta chờ, chúng ta phía sau ông trời tôn tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay, bọn họ một lòng tìm hiểu chính là đại đạo, đối với tiên giới tranh phong là không có bất luận cái gì hứng thú. Cho nên sẽ không so đo ngươi độc sát trăm vạn thiên nhân, nhưng chúng ta mấy cái bất đồng, không nói đến những người khác, chỉ cần ta, bên người hai vị này, phân biệt đến từ, lôi phạt thiên tôn thế lực, phu thiên tôn thế lực cùng hạo mỗi ngày tôn thế lực, người sát không được, bởi vì chúng ta cùng hiện có ông trời tôn là trực hệ quan hệ huyết thống quan hệ. Cho nên còn thỉnh càn khôn thiên tôn suy xét lợi và hại, buông tha chúng ta, đổi lấy ngươi vân môn ngày sau truyền thừa trăm triệu năm hòa bình, vẫn là nói. Giết chúng ta. Ngươi một người đối mặt ta chờ tam gia ông trời tôn lửa giận, lão phu có thể dám thề, chỉ cần ngươi giết chúng ta, ba vị ông trời tôn tất nhiên hiện thân chu sát ngươi, lão phu lời nói tuyệt phi hư ngôn, hy vọng càn khôn thiên tôn suy xét. Lôi Treo không này một phen nói ra tới, kỳ thật toàn trường người sắc mặt đều ở đại biến. Mọi người mặc kệ là địch là bạn, tu vi cảnh giới nhưng đều là thông ngộ cấp bậc, nói chưa nói dối, mọi người đều nhìn ra được tới, đáp án là Lôi Treo không chưa nói dối. Nói cách khác tam đại thiên tôn thế lực sau lưng có thiên tôn tọa chấn. Điểm này trừ bỏ Lôi Treo không ba cái tới tam đại thế lực người biết ở ngoài, những người khác đều không biết. Một phen lời nói cũng làm Tiêu Giao cùng Khương Bích Liên cùng mặt khác mấy nhà minh hữu người đều cao hứng lên, không nghĩ tới tam đại thiên tôn thế lực chung cư nhiên có ông trời tôn tồn tại, hơn nữa thêm lên chính là ba cái. Đây chính là tuyệt đối cường giả. Dương Nghị Vân tiểu tử này tuy rằng cũng là thiên tôn, nhưng hắn chính là một người. Đồng dạng là thiên tôn, một đôi tam ngươi thử xem. Ở những người khác xem ra Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể buông tha bọn họ. Bởi vì tam đại ông trời tôn, hắn Dương Nghị Vân một người tuyệt đối không phải đối thủ, một khi tam đại thiên tôn đồng thời ra tay, vân môn liền phải gặp tai họa ngập đầu. Hơn nữa Lôi Treo không cấp ra điều kiện cũng không tồi, thừa nhận vân môn vì tiên giới đệ tứ thế lực, thừa nhận Dương Nghị Vân vì ngày thứ tư tôn, tương đương là về sau nhưng cộng đồng chúa tể tiên giới. Thực sự là một bước đỉnh thiên. Đây là chuyện tốt, tin tưởng đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ đáp ứng đi. Ngay cả Vân Trường Sinh đám người, cũng đều cân nhắc lên. Đương nhiên cuối cùng lựa chọn quyền, còn ở tiểu sư đệ trong tay. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong, nhìn Lôi Treo không nói, tí tí tí.
không nghĩ tới a, ta suy đoán các ngươi Tam gia có thiên tôn tồn tại, không nghĩ tới thật là có. Điều kiện cũng thực mê người a, làm sao bây giờ đâu? Đúng là làm người rối rắm, Tam đại thiên tôn chi uy, rốt cuộc mạnh như thế nào đâu? Kỳ thật đi, ta thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Dương Nghị Vân lời này một chỗ, lôi treo không đám người sắc mặt đại biến. Tiểu tử ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật đúng là tưởng đối kháng Tam đại thiên tôn? Ngươi có cái kia thực lực sao? Càn Khôn thiên tôn, ngươi sợ là không biết Tam đại thiên tôn chi uy ý nghĩa cái gì đi, tu đạo không dễ, thả quý trọng mới là, nếu là đã chết, mới là oan, huống chi ngươi một khi làm ra sai lầm quyết định, người phía sau người đều đem bởi vì ngươi nghĩ sai thì hỏng hết mà chặt đứt tánh mạng, cần phải nghĩ kỹ lôi treo không lúc này đã mang lên uy hát yêu ta, tiểu tử này quá làm giận, nếu không phải trong cơ thể có độc không dám động pháp lực, hắn liền đua mạng ra. Đương nhiên nội tâm là không dám đua, tồn tại mới quan trọng. Ha ha ha, Dương Nghị Vân phá lên cười, điên cuồng cười to, tiếng cười thanh dung trời tế, đến cuối cùng nước mắt đều xuống dưới. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên im tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng, dùng băng hàn vô cùng ngữ khí nói, lão tử nói, hôm nay thần thượng hải cứu không được các ngươi chết chắc rồi, sau lưng có Tam đại thiên tôn sao? Tính cái dám, tới một cái lão tử sát một cái, tới hai cái sát một đôi, thiên tôn. Thực như sao, thiên giới dưới, ở cường đại thiên tôn đều là con kiến mà thôi, đừng nói ba cái, chính là 30 cái tiến đến, lão tử chiếu sát không lầm. Ngươi chờ không biết xấu hổ tạp toái, giết ta vân môn đệ tử, giết ta bằng hữu huynh đệ thời điểm, như thế nào không nghĩ tới nhỏ yếu vấn đề. Hiện tại trở thành tù nhân liền nghĩ tới thiên tôn. Ta phi cùng các ngươi này mấy nhà vương bát đản thù hận, từ lão tử lúc trước nhỏ yếu bị đuổi giết thời điểm, cũng đã chú định, tiên giới có ta vân môn, không các ngươi này đó vương bát đản, về sau tiên giới trật tự đem từ ta Dương Nghị Vân tới đúc lại. Hiện tại lão tử trước đưa các ngươi xuống địa ngục, chờ các ngươi phía sau thiên tôn tiến đến, nhìn xem có cùng thủ đoạn, chết. Dương Nghị Vân nói chuyện chung, bỗng nhiên song trưởng đối với lôi treo không đám người bùng nổ trong cơ thể đạo chủng chi lực ấn xuống. Oanh! Trong thiên địa nổ vang đại tác phẩm. Dương Nghị Vân tiểu tử ngươi không chết tử tế được. A! À, lôi treo không mắng, lại là tại hạ một khắc ầm 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 nổ tan xác, 10 cái thông ngộ bát trọng thiên tan thành mây khói. Căn bản là không có phản kháng cơ hội. Hoàn toàn bị Dương Nghị Vân song trưởng chi gian lực lượng gắt gao áp chế, ngạnh sinh sinh áp bạo tiêu tán thiên địa. Tiểu sư đệ có thể hay không có việc? Đại sư huynh Vân Trường Sinh tiến lên hỏi một câu. Kỳ thật cũng là những người khác đều muốn hỏi tiếng lòng. Đại sư huynh các ngươi không cần lo lắng, ta đều có so đo, an bài người xong việc đi. Dương Nghị Vân đạm đạm cười, lại là tại hạ một giây, bỗng nhiên hướng về phía dưới một phách. Ầm vang, tiêu giao cung sơn môn trực tiếp phá vỡ, lộ ra một tảng lớn kiến trúc đàn, so sánh với sao băng điện, tiêu giao cung tổng bộ quy mô còn muốn to lớn. Từng tiếng kinh hô từ phía dưới vang lên, tứ tán bay đi. Không hề nghi ngờ này đó đều là tiêu giao cung tiên vương cấp bậc dưới đệ tử. Tuy rằng những người này đều ở sơn môn trong vòng, nhưng bên ngoài phát sinh sự tình, bọn họ đều xem rành mạch. Trăm vạn tiên nhân hủy diệt, thông ngộ cường giả cũng đều xong đời. Bọn họ những người này tránh ở sơn môn trong vòng đều xem như tép diêu, không trốn chờ chết sao. Sư đệ các ngươi, Vân Trường Sinh nhìn toàn bộ tiêu giao cung như là con kiến người bay khỏi nói, ý tứ là như thế nào? Là sát là lưu. Không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không phải thích giết chóc người, các ngươi đi xuống rửa sạch chiến trường, hoàn toàn hủy diệt tiêu giao cung, chỉ cần thoát đi những người đó, chỉ cần không ra tay, liền từ bọn họ đi thôi. Dương Nghị Vân nói, là... Vân Trường Sinh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ tiêu giao cung ít nói cũng còn có mười mấy vạn đệ tử, nếu là tiểu sư đệ thật nói một cái sát tự, bọn họ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh, đến lúc đó lại là máu chảy thành sông, vi phạm lẽ trời. Tuy rằng là tiêu giao cung đệ tử, cũng không phải là mọi người cùng vân môn là địch người, đều đã chết. Đã không có cường giả tồn tại, hủy diệt tiêu giao cung căn cơ lúc sau, này đó chạy đi đệ tử, cũng thành không được khí hậu. Không uy hát yêu ta. Ngay sau đó Vân Trường Sinh mang theo đại yêu nhóm tất cả đều vọt đi xuống, bắt đầu đối tiêu giao cung hủy diệt, đương nhiên trọng điểm cướp đoạt thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch từ từ. Toàn bộ tiêu giao cung đa số là nữ đệ tử, liền tính là có nam đệ tử, cũng phần lớn đều là này đó nữ đệ tử tuyển nhận đạo lữ. Thật muốn là làm Vân Trường Sinh đám người đi sát này đó nũng nịu nữ tu, thật là có chút không hạ thủ được.
nhân số quá nhiều, tuy rằng không có thể đi giết người nhưng là như cũ vẫn là đụng phải một ít phản kháng, bất quá đều bị trấn áp. Dương Nghị Vân bên người là Hoa Sen Đen cùng Mai Tỷ mấy cái không đi xuống, như cũ đang ở giữa không trung phía trên. Không có người đi xem phía dưới tình huống như thế nào, lại là tất cả đều nhìn phía chân trời phía trên. Nhưng có nắm chắc sao? Hoa Sen Đen không thể hiểu được hỏi một câu. Có đi nhưng không nhiều lắm, đến lúc đó còn phải xem bọn họ thủ đoạn mà định, nếu chỉ là tầm thường cửu trọng thiên, vấn đề không lớn. Dương Nghị Vân nhìn phía chân trời trả lời. Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Lại là Mai Tỷ nói. Không cần, nếu thật tới, các ngươi không thể giúp, đến lúc đó nhớ rõ bảo vệ tốt đại gia, các ngươi chính mình không bị thương chính là tốt nhất. Dương Nghị Vân trả lời nói. Mai Tỷ cùng Hoa Sen Đen không đang nói chuyện, đích xác các nàng biết, thông ngộ cửu trọng thiên cấp bậc chiến đấu, các nàng là giúp không được gì, hơn nữa các nàng cũng tin tưởng Dương Nghị Vân, là có nắm chắc, bởi vì hiện tại Dương Nghị Vân các nàng nhìn không thấu chút nào. Mà ba người lời nói, tự nhiên là chỉ tam đại thế lực sau lưng tam đại thiên tôn. Dương Nghị Vân lời nói cũng là thật, ở không có nhìn thấy chân nhân phía trước, hắn thật là không có 10 phần nắm chắc, rốt cuộc nếu là đối phương có cái gì đặc thù thủ đoạn, cũng là thực khó giải quyết sự. Bất quá nói trở về, Dương Mỗ Nhân tự tin cũng là tương đương 10 phần, bằng không hắn cũng sẽ không chút do dự tiêu diệt lôi treo không đám người. Tam đại thiên tôn sao? Hắn hiện tại mặt ngoài xem cũng là thiên tôn cấp bậc, thông ngộ cửu trọng thiên, chính là Dương Mỗ Nhân còn có đại át chủ bài, tự nhiên không sợ cái gì tam đại thiên tôn. Dựa theo lôi treo không cách nói, hắn nếu là giết bọn họ lúc sau, tam đại thiên tôn sẽ xuất hiện, tiến đến giết hắn, giờ phút này hắn đang ở giữa không trung phía trên, chính là đang chờ đối phương tiến đến. Phía dưới Tiêu Giao Cung, quét tước chiến trường tiến vào kết thúc, sở hữu cung điện đàn trên cơ bản đều hủy diệt. Mà Tiêu Giao Cung những cái đó đào tẩu đệ tử, Dương Nghị Vân cũng không khó xử, tùy ý bọn họ toàn bộ rời đi. Khởi phong. Hoa Sen Đen đột nhiên mở miệng. Đích xác phía chân trời phía trên khởi phong. Đi thôi, các người bảo vệ tốt đại gia, bảo vệ tốt chính mình, đừng lo lắng ta. Dương Nghị Vân nhìn nơi xa phía chân trời, híp mắt nói chuyện. Theo sau Hoa Sen Đen, Mai Tỷ cùng Tiểu Phượng Hoàng đám người phi rơi xuống. Chủ nhân ta bồi người cá trạch thân là Dương Nghị Vân ngự dụng tọa kỵ, lại là giờ phút này dám định nói chuyện. Dương Nghị Vân sửng sốt, người cảm nhận được. Ân, bất quá chủ nhân yên tâm, ta sẽ không có việc gì, cũng không chết được, tốt xấu ta là côn bằng, không như vậy nhược. Cá trạch nói. Ha ha, cá trạch ngươi thật sự trưởng thành, hảo, vậy lưu lại đi, bất quá không ta cho phép ngươi không cho phép ra tay, bực này đại chiến nhìn đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Dương Nghị Vân ngẫm lại làm cá trạch giữ lại. Vô cớ khởi phong, chính là dấu hiệu. Dương Nghị Vân đuổi rồi Mai Tỷ các nàng, giờ phút này cùng cá trạch đang ở phía chân trời, ngẩng đầu nhìn phương xa. Hắn biết tam đại thiên tôn tới. Cá trạch toàn thân quang mang chợt lóe, hóa thân tới rồi 10 mấy mét, xoay quanh ở Dương Nghị Vân dưới chân, đây là cấp chủ nhân căng mặt mũi. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ vang vang lên, ở Dương Nghị Vân nghiêng phía trên vài trăm thước ra. Ba đạo kim quang xuất hiện. Lại là hóa thành ba người. Ba cái tào lão nhân, đầu tóc hoa râm cái loại này. Nhưng không hề nghi ngờ hơi thở đều là cái loại này nghịch thiên tồn tại. Xa không phải phía trước lôi treo không đám người có thể so. Giờ phút này phía dưới đại địa thượng, Hoa Sen Đen đám người đã thu nạp hội tụ ở cùng nhau, nhìn phía chân trời phía trên xuất hiện ba cái lão giả, một đám tâm đều huyền lên. Bởi vì này ba người hơi thở thật sự là quá cường đại. Này ba người một chỗ hạ, đó là che trời lấp đất uy áp, làm Hoa Sen Đen cùng Mai Tỷ mấy cái đều cảm nhận được thật lớn uy lực. Bùm bùm, mà tám phi ưng thân vệ cùng vân môn trưởng lão đoàn thành viên còn lại là trực tiếp bùm bùm sụi lơ ở trên mặt đất. Cường, quá cường đại. Vân Trường Sinh đám người trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, thông ngộ cửu trọng bọn họ đương nhiên gặp qua, sư phụ cùng sư nương đó là, chính là sư phụ sư nương chưa từng có ở bọn họ trước mặt bày ra không thực lực uy áp. Cho nên cũng không biết thông ngộ cửu trọng thiên cấp bậc thiên tôn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Nhưng là hiện tại bọn họ cảm nhận được, chỉ cần như thế thiên địa uy áp, khiến cho bọn họ khởi không được phản kháng, mà giờ phút này đang ở giữa không trung tiểu sư đệ hiển nhiên thừa nhận áp lực đầu đương trong đó, cho nên Vân Trường Sinh cùng Sao Trời Tử đều lo lắng lên. Liều mạng, Cơ Tím Hà lại là cắn răng nói. Không được, nghe Vân Tử, đều cho ta ngoan ngoãn đợi. Lúc này không cho hắn thêm phiền chính là đối hắn lớn nhất trợ giúp.
Hoa Sen Đen Túc Mục mở miệng. Không tồi, đều nghe Hoa Sen Đen tỉ tỉ, đại gia phải tin tưởng Vân Tử, lúc này chúng ta không ra vấn đề, chính là đối Vân Tử lớn nhất trợ giúp, ta tin tưởng Vân Tử có thể thắng. Mai tỷ cũng mở miệng nói chuyện. Này hai nữ nhân một mở miệng, đại gia cũng đều bình tĩnh xuống dưới, một đám ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía trên. Bất quá lúc này Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi, Hầu Đậu Đậu chờ thật là kinh hô lên. Đó là, ta thấy thế nào như là ngé con đâu. Còn có Vân Lôi Thú A. Thật đúng là đừng nói rất giống là bọn họ hai cái, tuy rằng bộ dạng biến hóa rất lớn, nhưng hơi thở không thay đổi nhiều ít, chính là ngé con cùng Vân Lôi Thú chúng nó. Sao lại thế này, chúng nó như thế nào cùng Tam Đại Thiên Tôn thế lực giảo hợp ở một khối. Giữa sân đại bộ phận người chưa thấy qua ngé con cùng Vân Lôi Thú, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi mấy cái gặp qua, đương nhiên Hoa Sen Đen cùng Mai Tỷ đồng dạng gặp qua, bởi vì đều là tại hạ giới Vân Môn thời điểm. Lúc này Hoa Sen Đen cùng Mai Tỷ đôi mắt đẹp định thần vừa thấy, thật đúng là ngé con cùng Vân Lôi Thú, cũng là Dương Nghị Vân vẫn luôn đang tìm kiếm hai đại thần thú. Trách không được vẫn luôn không tin tức, nguyên lai là bị Tam Đại Thiên Tôn thế lực chộp tới. Hiện tại thực rõ ràng đã trở thành xuất hiện ở phía chân trời Tam Đại Thiên Tôn tọa kỵ. Không nói đến phía dưới nổ tung chảo, giữa không trung Dương Nghị Vân đương kim quang tan đi lúc sau, đầu tiên là thấy được ba cái lão giả, ngay sau đó hắn lại là đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thấy được ba người có tọa kỵ. Hai tròng mắt dừng ở trong đó hai đầu trên người, rốt cuộc không rời đi. Hơn nữa cả người ở phát run. Song toàn gần nhéo lên, xương tay phát ra tí tách vang lên. Hắn thấy được một đầu kỳ lân, thấy được một đầu vân lôi thú. Nhưng còn không phải là hắn ở vẫn luôn tìm kiếm ngé con cùng vân lôi thú sao? Trách không được vẫn luôn đều tìm không thấy bất luận cái gì tung tích, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai là bị Tam Đại Thiên Tôn thế lực chộp tới, trở thành người khác tọa kỵ. Đối với ngé con cùng vân lôi thú, nhưng đều là hắn tại hạ giới thời điểm sống chết có nhau đồng bạn, Dương Nghị Vân thật đúng là không có đưa bọn họ trở thành tọa kỵ. Hơn nữa ngé con cùng thần mộ viên kia đầu kỳ lân chi hồn có sâu xa, càng là có khả năng ngày sau dẫn hắn tìm được U Minh giới mấu chốt, đối ngé con Dương Nghị Vân là vô cùng coi trọng. Vân lôi thú cũng đồng dạng quan trọng, xem như lão nhân lưu tại hạ giới thần thú. Hiện giờ đều phi thăng tiên giới, vân lôi thú biến hóa không lớn, nhưng ngé con lại là từ năm đó tại hạ giới kỳ lân ấu thú, trưởng thành chân chính kỳ lân thần thú. Kỳ lân thần thú giới lão đại. Ở hắn lý giải chung chỉ này với côn bằng tồn tại. Nghe con, vân lôi thú. Dương Nghị Vân thanh âm phát run hô một câu. Nhưng là không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Chủ nhân chúng nó chính là ngài vẫn luôn tìm kiếm đồng bạn. Cá trạch thân là Dương Nghị Vân tọa kỵ, có linh hồn thượng nổ vang cảm nhận được Dương Nghị Vân cái này chủ nhân cảm xúc dao động rất lớn. Đương nhiên cũng biết Dương Nghị Vân vẫn luôn đang tìm kiếm một đầu kỳ lân cùng một đầu vân lôi thú. Ân. Kỳ lân cùng vân lôi thú, một khác đầu thanh giao không phải. Dương Nghị Vân nhìn cây số ở ngoài, ba gã lão giả ngồi xuống tam đại tòa kỵ nói, trừ bỏ ngé con cùng vân lôi thú, một người khác tòa kỵ là một cái màu xanh lá giao long, nhưng thật ra không quen biết. Hắn đang nói chuyện thời điểm thanh âm có điểm phát run, bởi vì hắn thấy được ngé con cùng vân lôi thú trong ánh mắt đều tràn ngập lệ khí cùng si ngốc chi sắc, hiển nhiên là bị người dùng bí pháp mạnh mẽ khống chế. Chủ nhân chúng nó thực lực cùng ta không sai biệt nhiều, thậm chí còn so với ta cường một ít, muốn hay không làm Hoa Sen Đen tỉ tỉ các nàng tới hỗ trợ. Cá trạch nhỏ giọng nói ra hắn đối ngé con cùng vân lôi thú cảm giác. Không cần, đi, qua đi gặp đi, nhà ngươi chủ nhân ta hiện tại đặc biệt sinh khí, muốn đem ba cái tao lão nhân đánh bạo. Dương Nghị Vân trầm thấp mở miệng. Ngay sau đó cá trạch bơi lội mà đi, ngay lập tức liền đến ba cái thiên tôn trăm mét chỗ dừng lại. Dương Nghị Vân gần gũi thấy được ngé con cùng vân lôi thú, rất muốn ở kêu một tiếng, nhưng là hắn biết vô dụng, ngé con cùng vân lôi thú bị người khống chế, cũng sẽ không nhận ra hắn tới, bởi vì chúng nó hai mắt đều là si ngốc lệ khí, thực giữ dằn bộ dáng. Đây là một loại bị người khống chế sau, bản năng chống cự thần sắc. Trung quy Dương Nghị Vân đem ánh mắt đặt ở ba cái lão giả trên người. Mở miệng nói, ba vị thiên tôn thương lượng sự tình như thế nào? Ba cái đầu bạc râu bạc trắng lão giả, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Ngay sau đó trong đó một cái mở miệng nói, tiểu gia hỏa lá gan không phải giống nhau đại, độc sát trăm vạn thiên nhân, dứt khoát lưu loát diệt sát ta Tam Đại Thiên Tôn thế lực người, không chỉ có không chạy, dựng lên nhìn qua ngươi tựa hồ cố tình đang đợi chúng ta đã đến,
hiện tại còn dám ở ta chờ trước mặt đề điều kiện, đến lúc đó cái thú vị nhân nhi, nói, ngươi tưởng thương lượng cái gì? Thả Kỳ Lân cùng Vân Lôi thú, ta có thể tha các ngươi bất tử, các ngươi bình yên rời đi, có cơ hội đi lên trời lộ, có cơ hội vấn đỉnh thiên giới, đối với các ngươi tới nói, kỳ thật chính là tọa kỵ, đối ta mà nói, chúng nó đã từng là ta đồng bạn, ta vẫn luôn đang tìm kiếm chúng nó, chỉ là không nghĩ tới bị các ngươi khống chế thành tọa kỵ, cái này làm cho ta thực tức giận. Dương Nghị Vân gằn từng chữ một nói chuyện. Cạc cạc cạc. Một cái khác lão giả lên tiếng mà cười, thanh âm khàn khàn cực kỳ khó nghe. Ngay sau đó im tiếng hừ lạnh nói, tiểu gia hỏa tuy rằng ta chờ nhìn không thấu ngươi trong cơ thể tình huống, nhưng chung quy liền tính là thông ngộ cửu trọng thiên, là thiên tôn cấp bậc, nhưng cũng là mới vừa tiến giai thiên tôn mà thôi. Nhưng ngươi có biết hay không, chúng ta ba người ở 10 vạn năm đi tới nhập tiên ma bí cảnh, bị nhốt 10 vạn năm chung, đã sớm ở 4 vạn nhiều năm trước tiến giai tới rồi thông ngộ cửu trọng thiên thành tựu thiên tôn. Đồng dạng là thiên tôn, nhưng là thực lực chênh lệch chính là khác nhau như trời với đất, trước sau có khác đạo lý ngươi sẽ không hiểu đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào một kích chi lực đánh thắng chúng ta? Thật ra mà nói, vốn dĩ ngươi có thể không cần chết, chúng ta ba cái lão gia hỏa cũng không ý tranh chấp tiên giới tranh phong, chẳng sợ chính là ngươi độc sát trăm vạn tiên nhân, ở chúng ta trong mắt cũng đều không sao cả, nhưng ngươi không nên cuối cùng còn giết lôi treo không, rốt cuộc chúng ta các có truyền thừa. Ngươi giết bọn họ mấy cái chính là chặt đứt chúng ta tam đại thế lực truyền thừa, điểm này không thể tha thứ. Cho nên ngươi hôm nay hẳn phải chết, mà Kỳ Lân cùng Vân Lôi thú đã sớm tồn tại với ta chờ tông môn trong vòng, chẳng qua hiện tại xưng là ta chờ tỏa kỵ mà thôi. Tiểu gia hỏa ngươi tự sát đi, không phải lão phu nói mạnh miệng, đối phó ngươi, chúng ta chung bất luận cái gì một người là có thể dễ dàng diệt sát, thật sự không đến đánh. Hoặc là ngươi làm phía dưới đám kia đại yêu cùng nhau thượng. Lão phu ta có thể cho ngươi cơ hội, làm ngươi chết được nhắm mắt chút, thật không biết ngươi lấy tới tự tin. Cạc cạc, mở miệng nói chuyện thiên tôn, ngữ khí phi thường bình đạm, nhẹ nhàng bâng quơ, căn bản là không có để mắt quá Dương Nghị Vân, nhưng bọn hắn ba người cũng thật là có thực lực tự tin. 4 vạn năm trước liền vào thông ngộ cửu trọng thiên nhân vật, đích xác không phải Dương Nghị Vân cái này tân tiến phía sau lưng có thể so sánh với. Nghe lão gia hỏa nói chuyện. Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung tinh quang lập lòe lên. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, lại là một thanh âm vang lên, mang theo không gì sánh kịp bá đạo. Ba cái lão bất tử, thật lớn khẩu khí, khi dễ ta huynh đệ thế đơn lực mỏng, vẫn là ngươi vì các ngươi vô địch tiên giới. Dương Nghị Vân nghe thanh âm này cả người đều là chấn động, tràn ngập kích động, buột miệng thốt ra nói, Lục Nhĩ đại ca. Giữa sân lưu quang chợt lóe, vẫn luôn toàn thân kim mao con khỉ xuất hiện. Đúng là Lục Nhĩ mi hầu. Hiền đệ ta tới. Lục Nhĩ vẫn là cái kia Lục Nhĩ, đối hắn vẫn luôn đương huynh đệ chiếu cố tình cảm đại ca, lời nói thiếu, nhưng như cũng tràn ngập quan tâm. Hơn nữa mỗi lần ở hắn cùng đại địch đối cầm thời điểm mấu chốt liền xuất hiện. Dương Nghị Vân cảm động cũng kích động. Năm đó từ biệt, không sai biệt lắm vài ngàn năm đi qua, tái kiến Lục Nhĩ lại là phát hiện Lục Nhĩ càng cường đại hơn. Cường đại tới rồi trực tiếp mở miệng có thể dỗi tam đại thiên tôn nông nỗi, dám như thế trắng trợn táo bạo, đã nói lên Lục Nhĩ hiện tại có đối kháng thiên tôn cấp bậc thực lực. Mặt khác, Lục Nhĩ cũng là thiên tôn cấp bậc. Điểm này thật đúng là làm Dương Nghị Vân kinh hỉ. Đương nhiên Dương Nghị Vân kinh hỉ chính là Lục Nhĩ xuất hiện, cũng không phải Lục Nhĩ thiên tôn thực lực, trên thực tế hắn Dương mẫu nhân đối mặt tam đại thiên tôn căn bản liền chưa sợ qua. Năm đó hắn còn làm đại sư huynh đi cửu trọng thiên các nơi tìm kiếm quá Lục Nhĩ, đáng tiếc đều không có bất luận cái gì tin tức, không nghĩ tới hôm nay chính hắn xuất hiện. Đại ca! Dương Nghị Vân tiến lên cho Lục Nhĩ một cái ôm. Ha ha, hảo tiểu tử ta tu vi đã thực nghịch thiên, không nghĩ tới ngươi thực biến thái, không tồi không tồi. Lục Nhĩ cười lớn nói chuyện. Bát hầu! Liền ở Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ nói chuyện hết sức. Tam đại thiên tôn chung một người lão giả nghiến răng nghiến lợi hô lên một tiếng bát hầu. Dương Nghị Vân sửng sốt, không hề nghi ngờ này một tiếng bát hầu là đối Lục Nhĩ kêu, liếc mắt một cái xem qua đi, hắn liền minh bạch, tựa hồ Lục Nhĩ cùng cái này ba cái lão bất tử từng có tiết ha. Hắc hắc, ba cái lão bất tử, không nghĩ tới ta có thể xuất hiện đi, vừa lúc chúng ta chi gian ăn Tết hôm nay cùng nhau chấm dứt. Lục Nhĩ không chút khách khí nói chuyện. Không nghĩ tới người này bát hầu còn có thể tồn tại ra tới. Như thế cũng hảo, hôm nay đem ngươi cùng nhau cấp thu thập rớt. Trong đó một cái ông trời tôn âm trầm nói. Đại ca ngươi cùng bọn họ chi gian. Dương Nghị Vân hỏi một câu.
năm đó ta và ngươi ở hỗn loạn tiên vực phân biệt lúc sau, liền đi cửu trọng thiên, kết quả không đi thành, đi nửa đường thời điểm, đột ngộ biến cố không nghĩ tới tiến vào tiên ma bí cảnh. Ở nơi nào đánh bậy đánh bạ tiến vào bí cảnh chỗ sâu trong, gặp phải này ba cái lão bất tử, cùng bọn họ đấu mấy ngàn năm, ở, cuối cùng ta bị ba cái lão bất tử bước tiến một chỗ hiểm địa, cũng may đại nạn không chết, ta ra tới, này bút chướng hôm nay chậm rãi tính. Lục Nhĩ dăm ba câu giảng thuật một lần chính mình tao ngộ cấp Dương Nghị Vân nghe. Dương Nghị Vân thế mới biết Lục Nhĩ cư nhiên tiến vào tiên ma bí cảnh, trách không được vẫn luôn đều không có tin tức, lại còn có ở tiên ma bí cảnh trung hòa ba cái thiên tôn kết hạ thù hận. Tuy rằng Lục Nhĩ không có nói chi tiết, nhưng là lấy Dương Nghị Vân đối Lục Nhĩ hiểu biết, tất nhiên là động ba cái thiên tôn cái gì thịt đau đổ vật, ba người mới đối Lục Nhĩ triển khai trả thù, kết quả lại là Lục Nhĩ không chỉ có không chết, ngược lại tu vi đại tiến, hiện tại càng là từ tiên ma bí cảnh ra tới. Nói đủ rồi đi, nói đủ rồi cùng lên đi. Lúc này một người thiên tôn trầm giọng mở miệng. Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ đối diện giống nhau, mở miệng nói, đại ca nghé con cùng Vân Lôi Thú, ta muốn liền xuống dưới, người hỗ trợ, bọn họ ba cái lão đông tây, ta tới ứng đối. Lục Nhĩ nghe Dương Nghị Vân nói chuyện tức khắc chính là sửng sốt. Nghe đi lên Dương Nghị Vân lời này là cuồng vọng đến không giới hạn, một đôi tam. Phải biết rằng đó là ba cái thiên tôn, thông ngộ cửu trọng thiên lão bất tử đứng ở tiên giới đứng đầu cường giả. Dương Nghị Vân dám nói loại này lời nói, là thật sự có thực lực, vẫn là nói mạnh miệng đâu. Ngay từ đầu Lục Nhĩ không chú ý Dương Nghị Vân biến hóa, bất quá lúc này nghe Dương Nghị Vân nói chuyện lúc sau, hắn liền nhìn không được nhìn Dương Nghị Vân một chút, này liếc mắt một cái xem đi xuống. Lục Nhĩ nội tâm tức khắc liền chấn kinh rồi. Hắn huyết mạch ở tiên ma bí cảnh chung có cơ duyên lúc sau, tiến hóa rất nhiều lần, lúc này mới có tin tưởng đối kháng tam đại thiên tôn, lại nói tiếp cũng coi như là thiên tôn cấp bậc, nhưng hắn xem Dương Nghị Vân cư nhiên chút nào nhìn không thấu, phát hiện ở Dương Nghị Vân nội thể có một cổ lực lượng ngăn cản, căn bản không biết Dương Nghị Vân tình huống. Bất quá có một chút Lục Nhĩ lại là có thể cảm nhận được, Dương Nghị Vân trên người tản ra 10 đại thuộc tính lực lượng. Đây là đem trong thiên địa lực lượng đều dung với một thân. Trong tam giới hắn đều không có gặp qua nghe qua có người có thể thân cư thiên địa 10 đại lực lượng. Như thế, Lục Nhĩ cho rằng cái này ngày xưa tiểu đệ, đích xác thực nghiêu. Nhìn Dương Nghị Vân gật đầu nói, hảo, ta đã biết, bất quá huynh đệ, vạn không thể đại ý, ba cái lão bất tử thông ngộ cửu trọng thiên, chính là thiên tôn cấp bậc, tuy rằng người ta đều là, nhưng thiên tôn cũng có mạnh yếu chi phân. Ân, đại ca yên tâm đó là. Dương Nghị Vân biết Lục Nhĩ là quan tâm chính mình, cũng không có làm nhiều đều là, hết thảy đều là thực lực nói chuyện. Dương Nghị Vân nói xong, nhìn về phía Tam Đại Thiên Tôn nói, nếu không thể thiện, ba vị đi sao trời hải đi. Hừ, đi, vèo vèo vèo. Ba cái Thiên Tôn hóa thành ba đạo kim quang, thừa kỵ tỏa kỵ trực tiếp bay về phía sao trời hải. Dương Nghị Vân là bởi vì phía dưới có một chúng thủ hạ ở không nghĩ lan đến, đề nghị đi sao trời hải một trận chiến. Mà Tam Đại Thiên Tôn còn lại là bởi vì đem thiên đạo tuần hoàn. Bọn họ cái này cấp bậc đại chiến, nhưng không phải là nhỏ, hủy diệt một tòa tiên sơn đều là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó lan đến càng nhiều vô tội sinh linh, này đối bọn họ tu đạo cũng bất lợi. Sở hữu tiếp thu Dương Nghị Vân đề nghị, muốn đánh liền đi sao trời chi hải. Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ ngay sau đó hóa thành lưỡng đạo lưu quang bay vọt mà đi. Ngay sau đó, chạy ra khỏi tiêu giao tiên vực lúc sau, tiến vào vô tận cuồn cuộn biển sao bên trong. Nơi này tinh tinh điểm điểm, mỗi một cái tinh điểm đều đại biểu một tòa tiên sơn thế giới, sở không thông chính là có chút tiên sơn là có sinh linh, mà có chút là không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Tuy rằng là đối địch hai bên, nhưng lại đều có ăn ý, trực tiếp đi tới sao trời chi hải chỗ sâu trong, lựa chọn một mảnh tiên sơn thiếu, liền tính là có tiên sơn tồn tại. Nhưng tiên sơn bên trong lại không có bất luận cái gì sinh linh địa phương. Hai bên đối cầm dưới, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói, niệm ở các ngươi tu vi không thôi, cuối cùng lại cho các ngươi một lần cơ hội, thả Kỳ Lân cùng Vân Lôi Thú, ngươi chờ ba người trực tiếp đi lên trời lộ, đem các ngươi sau lưng tam đại mỗi ngày tôn thế lực giải tán, ta bảo đảm không đuổi giết. Cạc 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 tiểu gia hỏa chết đã đến nơi còn đang nói mạnh miệng, đừng tưởng rằng tới này chỉ bát hầu làm giúp đỡ là có thể xoay chuyển cục diện. Nói thật cho ngươi biết, chính là tới 10 cái bát hầu, đang đợi trong mắt đều không làm nên chuyện gì. Thiên tôn chi cảnh chênh lệch không phải các ngươi vừa mới bước vào ngạch cửa hạng người có thể hiểu biết, hiện tại cũng bất hòa các ngươi nhiều lời, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Tên này thiên tôn dứt lời lúc sau,
tức khắc thân hình chợt lóe. Lại là tại hạ một khắc, Tam Đại Thiên Tôn tách ra thành phẩm tự hình, đem Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ vây quanh ở trong đó. Hạo Hải sao trời chi hải, năm người đều là huyền phù ở không. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Thuộc về Thiên Tôn chiến đấu tùy thời bùng nổ. Đã có thể ở ngay lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm vang lên nói, vài vị hà tất nổi giận, có không cấp lão thái bà một cái mặt mũi, đều dừng lại, hảo hảo thương lượng thương lượng. Tiên giới trung quy là tam giới trung địa giới mà thôi, nói thật xuất hiện một cái thiên tôn cấp bậc đều không dễ dàng, mỗi một cái thiên tôn đều đem sẽ là lên trời lộ một phần lực lượng, chỉ có bước lên thiên lộ, mới có thể mở ra thiên giới chi môn, đối với ta chờ hạ giới người tu đạo, mới là phúc âm. Nếu không tiên giới sinh linh vĩnh viễn cũng chạm đến không đến thiên giới chi môn, vấn đỉnh không được càng cao giai đại đạo, chư vị có này một phần lực, không bằng lưu trữ đi lên trời lộ, chẳng phải là càng tốt. Hiện giờ chư vị chém giết, kỳ thật thật sự tiêu hao tiên giới chỉnh thể lực lượng mà thôi, đánh tới đánh lui, cuối cùng không hề ý nghĩa. Mấy ngàn năm hôm trước Tà Chí Tôn, không phải cũng là buông xuống thù hận sao? Tam Đại Thiên Tôn đương ra người, cùng Thiên Tà Chí Tôn có thù oán. Cuối cùng Thiên Tà Chí Tôn trở về tiên giới đánh một trận, chung quy vẫn là không có sát Tam Đại Thiên Tôn, mà là bảo lưu lại thực lực mang theo thế hệ trước Thiên Tôn đi lên trời lộ. Như thế mới có mấy ngàn năm trước thiên địa dị tượng, có tiên giới pháp tắc toàn diện, ở lên trời lộ sáng lập một phen cục diện, đây là kiểu gì không thôi. Nhưng cứ việc như thế, khoảng cách hoàn toàn đả thông thiên giới chi môn con đường, vẫn là kém khá xa, ta chờ này đó lưu tại tiên giới người, cũng càng hẳn là ra một phần lực, đi lên trời lộ. Đi mở ra một phen cục diện, mở ra thiên giới chi môn, vấn đỉnh thần giới, làm tiên giới sinh linh có một cái càng vì cao xa mục tiêu. Chư vị hiện tại chém giết, thật sự ý nghĩa không lớn, không bằng dừng tay đi. Tiên giới tranh phong, đối với thiên tôn cấp bậc tới nói, đã không hề ý nghĩa, lại là hà tất đúng không? Bốn phương tám hướng vang lên thanh âm, thực rõ ràng là cái bà lão sinh ý. Người chưa xuất hiện, nhưng thanh âm lại là truyền khắp biển sao. Cái này bà lão thanh âm xuất hiện, làm Dương Nghị Vân trong lòng đều kinh ngạc, cái thứ nhất ý niệm chính là hai chữ, cao thủ. Lục Nhĩ cũng căng chặt thân thể. Đang xem đối diện Tam Đại Thiên Tôn, cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm túc lên, ai cũng không nghĩ tới, lúc này còn sẽ xuất hiện một cái khác Thiên Tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa vô thanh vô tức, chỉ nghe thấy thanh âm, nhưng lại cảm thụ không đến chút nào dị thường, có thể sử dụng như vậy khẩu khí nói chuyện, hiển nhiên là cái cùng cấp bậc cường giả. Bất quá đối phương này một phen lời nói nghe là ở khuyên can, nhưng Tam Đại Thiên Tôn không cho là như vậy, bởi vì trong sân tình huống thực rõ ràng, là bọn họ ba cái chiếm cứ ưu thế, thanh âm này xuất hiện ngăn cản, từ nào đó góc độ đi lên giảng, là ở giúp Dương Nghị Vân. Cái này làm cho Tam Đại Thiên Tôn sắc mặt rất khó xem, tức khắc âm trầm đi xuống. Mà Dương Nghị Vân ngẫm lại là giật mình, hắn tự nhiên minh bạch, cái này bà lão thanh âm là có điểm hướng về hắn ý tứ, nhưng không phải toàn bộ. Bất quá hắn là tán thành cái này bà lão thanh âm lời nói, bởi vì lão nhân sở làm việc, kỳ thật chính là tự cấp hạ giới sinh linh mưu phúc lợi. Bà lão ngôn luận, là nhận đồng lão nhân việc làm, cũng thuyết minh cái này bà lão là cái lão quái vật, hơn nữa từ trong giọng nói nghe tới, tựa hồ rất có tư lịch. Là cái nhân vật thần bí. Tiên giới còn có bực này nhân vật tồn tại sao? Có điểm lời nói như thế nào không đi lên trời lộ, cố tình lúc này xuất hiện, nghe tới là khuyên can. Nhưng cẩn thận tưởng tượng tựa hồ là có điểm ở giúp hắn ý tứ. Bởi vì trước mắt tình huống, ở bất luận kẻ nào xem ra, kỳ thật hắn cùng Lục Nhĩ là nhược thế, mà Tam Đại Thiên Tôn là cường thế. Cái này bà lão mở miệng dùng đại nghĩa khuyên nhủ, trên thực tế chính là đối hắn hỗ trợ. Bất quá hiện tại, Dương Nghị Vân còn không dám kết luận, không biết cái này cường giả xuất hiện, rốt cuộc là địch là bạn. Kỳ thật nhất buồn bực chính là Tam Đại Thiên Tôn một phương, đều là nhân tinh giống nhau nhân vật. Đối với cái này bà lão thanh âm lý do thoái thác, bọn họ đều cho rằng là ở thiên vị Dương Nghị Vân. Trong đó một cái thiên tôn âm trầm mở miệng nói, thần thánh phương nào, nếu tới, sao không hiện thân vừa thấy. Cuồn cuộn sao trời hải, tại hạ một khắc đột nhiên trống rỗng quát lên âm phong, người trong sân độ ấm đều cực có giảm xuống. Ngay sau đó ở đây chung một bên có màu xám vầng sáng đại tác phẩm, bà lão thanh âm lần thứ hai vang lên nói, quỷ quật hoàng tuyền lão tổ, gặp qua chư vị đạo hữu. Nghe được đối phương tự báo danh hào, ở đây năm người trừ bỏ Lục Nhĩ, cơ hồ đều là cả người chấn động. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, quỷ quật hoàng tuyền lão tổ tên này, ảnh hưởng khắc sâu chính là, năm đó Vân Môn Đại Điển Thượng, quỷ
quỷ quật người tới, đối mặt tam đại thiên tôn thế lực cùng sao băng điện Tiêu Dao cung làm khó dễ, quỷ quật người đứng ở hắn một bên. Thời điểm Dương Nghị Vân mới đến quỷ quật sứ giả tiến đến là bởi vì Thu Nhi là quỷ quật đời sau đương gia người, hơn nữa Thu Nhi cơ duyên xảo hợp dưới bị quỷ quật Hoàng Tuyền lão tổ thu làm quan môn đệ tử. Đến tận đây Dương Nghị Vân mới biết được Hoàng Tuyền lão tổ nhân vật này. Đương nhiên sau lại Đại sư Huynh cũng đối hắn giảng thuật quá Hoàng Tuyền lão tổ nhân vật này, ở Đại sư Huynh Vân Trường Sinh giảng thuật chung, Hoàng Tuyền lão tổ vô cùng thần bí, thậm chí còn có thể là so sư phụ trời cao tà còn muốn xa xăm người, tu vi đạo hạnh sâu không lường được, hơn nữa trước nay liền không tham dự tiên giới bất luận cái gì phân tranh, thậm chí đều không thế nào rời núi hành tẩu. Ngay cả quỷ quật thượng một thế hệ thiên tôn đều là nàng đệ tử. Một cái có thể bồi dưỡng ra phong hào thiên tôn nhân vật, tuyệt đối là nhất đẳng nhất cường giả. Hiện tại lại là không nghĩ tới xuất hiện ở sao trời chi hải, hoặc là nói ra hiện tại Dương Nghị Vân cùng tam đại thế lực thiên tôn chiến trường. Không thể không nói có điểm quái dị. Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói, Hoàng Tuyền lão tổ xuất hiện, hắn mơ hồ có thể đoán được tình huống, trong đó nguyên nhân vô cùng có khả năng là bởi vì Thu Nhi. Bởi vì Thu Nhi là Hoàng Tuyền lão tổ quan môn đệ tử. Tam đại thiên tôn sắc mặt rất khó xem, bọn họ đều là sống 10 vạn năm lão quái vật, đối với Hoàng Tuyền lão tổ tự nhiên là biết đến, thậm chí bọn họ biết quỷ quật Hoàng Tuyền lão tổ so với bọn hắn biết đến còn muốn thần bí xa xăm một ít. Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ xuất hiện ngăn cản bọn họ chém giết Dương Nghị Vân, không hề nghi ngờ là ở giúp đỡ một bên. Nhưng mà ở Hoàng Tuyền lão tổ trước mặt ba cái thiên tôn thật đúng là không dám vọng động. Màu xám quang mang lập lòe lúc sau, giữa sân xuất hiện hai người. Một già một trẻ. Bà lão lưng còng cầm trong tay quải trượng, nhìn qua chính là cái lão thái bà, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo một phần từ thiện, kỳ thật thực bình thường, giống như là một cái nhà bên lão thái thái. Trên người cũng không có bất luận cái gì hơi thở dao động, nhưng càng là bình phương liền càng là đại biểu vượt quá bình phàm. Một cái khác là cái diệu nữ nữ tử, một thân hắc y ăn mặc, trầm ổn đại khí, khí chàng cường đại, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu vương miệt, trên quần áo thêu thùa một đám cổ xưa ký hiệu, phụ trợ ra nàng một khác phân thần bí. Nương này một già một trẻ xuất hiện lúc sau, Dương Nghị Vân tầm mắt lạc qua đi, liền rốt cuộc không rời đi. Chuẩn xác mà nói hắn tầm mắt là dừng ở một thân hắc y nữ tử trên người. Đồng dạng cái này hắc y nữ tử cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cả người run nhẹ nhẹ. Nàng trong ánh mắt có nước mắt ở lập lòe, run giọng nói, trước. Tiên sinh, Thu Nhi, Dương Nghị Vân cũng kích động ra tiếng. Trước mắt hắc y nữ tử không phải người khác đúng là hắn nữ nhân chi nhất, Ngô Mặc Thu. Cứ việc năm đó liền từ quỷ quật sứ giả trong miệng đã biết Thu Nhi ở quỷ quật bế quan tu luyện, hắn biết Thu Nhi rơi xuống lúc sau, trong lòng cũng kiên định vài phần, chuẩn bị từ dị vực giới trở về đi quỷ quật nhìn một cái nàng, nhưng lại là đụng phải sao băng điện mấy nhà tấn công vân môn việc, vẫn luôn không đi thành. Hiện tại Thu Nhi lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với Thu Nhi cái này đơn thuần nữ quỷ tu, Dương Nghị Vân kỳ thật nội tâm là thực thích, hơn nữa cũng biết nhà đầu này đối hắn thực ỷ lại. Hai người chi gian trên cơ bản có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau mãi cho đến hiện tại, bởi vì lúc trước phát hiện Thu Nhi tỉ muội cùng Kiều Phúc là ở địa cầu kia tòa biệt thự hạ đại mộ phát hiện. Từ đó về sau liền mang theo các nàng đi lên tu chân chi lộ, một đường tới rồi tu chân giới. Nhà đầu này kỳ thật là một chúng nữ nhân chung lá gan nhỏ nhất cũng là lá gan lớn nhất, đối hắn trung thành nhất một cái, đã từng một lần giống như là bóng dáng của hắn giống nhau cùng tử hắn bên người, cũng là thiên phú tuyệt luân quỷ tu. Ngay cả lão nhân đều nói Thu Nhi tương lai sẽ trở thành một thế hệ quỷ đế. Hiện giờ xem ra, Thu Nhi thành tựu không chỉ như vậy. Dương Nghị Vân nhìn lại Thu Nhi hơi thở đã sớm thông ngộ cấp bậc, thậm chí không thể so Mai tỷ thấp. Vèo! Ngô Mặc Thu hóa thành một trận đăm đăm tiếp nhào vào Dương Nghị Vân trong lòng ngực. Tiên sinh ta rất nhớ ngươi. Một câu tràn ngập vô tận tưởng niệm. Ta cũng tưởng ngươi a. Dương Nghị Vân run rẩy ôm nàng. Đã bao nhiêu năm kỳ thật hắn rất tưởng niệm Thu Nhi nha đầu này. Vẫn luôn đều tràn ngập lo lắng. Hiện tại hảo, rốt cuộc gặp được, còn hảo nàng không có việc gì, cũng thực hảo, treo mấy ngàn năm lâu tâm yên tâm. Hai người ôm vài phút. Khụ khụ. Lại là Hoàng Tuyền lão tổ ho khan một chút. Giữa sân bên kia tam đại thiên tôn bởi vì có Hoàng Tuyền lão tổ ở cũng không dám lỗ mãng, mà Lục Nhĩ Mi Hầu liền càng không cần phải nói. Hắn ở nam nữ tình cảm phương diện cơ hồ là miễn dịch. Nghe được sư phụ Hoàng Tuyền lão tổ ho khan thanh, Thu Nhi đỏ mặt lên cùng Dương Nghị Vân tách ra.
lúc này mới nói, tiên sinh vị này Hoàng Tuyền lão tổ, là sư phụ ta, lúc trước phi thăng tiên giới gặp nạn thời điểm, chính là sư phụ đã cứu ta. Thu Nhi vội vàng đem sư phụ Hoàng Tuyền lão tổ giới thiệu cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nghe được ra tới, Thu Nhi đối Hoàng Tuyền lão tổ thực tôn kính, cái này làm cho hắn đánh mất hết thảy lo lắng ý niệm, vốn đang lấy tiểu nhân chi tâm nghĩ tới, Thu Nhi bái sư Hoàng Tuyền lão tổ có phải hay không đã chịu quá cái gì hát yêu ta bức, hiện tại xem ra cũng không phải. Hoàng Tuyền lão tổ không chỉ có là Thu Nhi sư phụ càng là đã cứu Thu Nhi ân nhân cứu mạng, hắn Dương Nghị Vân tự nhiên muốn tôn kính, lập tức tiến lên một bước, đôi tay ôm quyền 90 độ khom lưng đi xuống hành đại lễ nói, vãn bối Dương Nghị Vân bái kiến Hoàng Tuyền tiền bối, đa tạ tiền bối đối Thu Nhi chiếu cố. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi so sư phụ ngươi trời cao tà mạnh hơn nhiều, hiểu lễ nghĩa, là cái không tồi hảo hài tử, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, cùng Thu Nhi chi gian là chúng ta sư đồ duyên phận, là ta lão thái bà nên làm, đứng lên đi. Hoàng Tuyền lão tổ nói chuyện chung nhẹ nhàng vung tay lên, Dương Nghị Vân liền cảm nhận được một cổ thật lớn lực lượng một chút đem hắn nâng dựng lên, cái này làm cho hắn trong lòng kinh hãi. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Hoàng Tuyền lão tổ quả nhiên không đơn giản. Nhìn trong sân tình huống, bên kia Tam Đại Thiên Tôn trong lòng miễn bàn nhiều biệt nữ, quá rõ ràng a, Hoàng Tuyền lão tổ này không phải xuất hiện khuyên can, mà là tới trợ giúp Dương Nghị Vân, ai nấy đều thấy được tới, Hoàng Tuyền lão tổ đệ tử cùng Dương Nghị Vân tiểu tử này quan hệ phỉ thiện. Cái này nhưng phiền toái. Bọn họ ba cái có thể coi rẻ Dương Nghị Vân thêm một cái lục nhĩ mi hầu, nhưng là tuyệt đối không dám coi rẻ Hoàng Tuyền lão tổ, bởi vì ở bọn họ không có thành danh thời điểm, cũng đã ở tiên giới có thần bí Hoàng Tuyền lão tổ nghe đồn. Ba cái thiên tôn đánh cuộc chính xác coi liếc mắt một cái sau, phân biệt ôm quyền mở miệng nói, vãn bối lôi phạt thiên tôn một môn, lôi giã gặp qua Hoàng Tuyền tiền bối, vãn bối hạo mỗi ngày tôn một môn xe thông hà gặp qua Hoàng Tuyền tiền bối, vãn bối vu thiên tôn một môn vu nguyệt gặp qua Hoàng Tuyền tiền bối. Vài vị đều là thiên tôn tôn sư, không cần cùng ta cái này lão thái bà khách khí, hôm nay lão thái bà là tới khuyên giá. Không biết vài vị đạo hữu đối lão thái bà vừa rồi đề nghị khả năng đồng ý. Hoàng Tuyền lão tổ nhàn nhạt hỏi. Ba vị thiên tôn đều hai mặt nhìn nhau, đồng ý sao? Đây là nói giỡn đâu. Bọn họ ba người phân biệt đại biểu chính là tiên giới tam đại chúa tể thế lực. Dương Nghị Vân tiểu tử này giết sạch rồi tam gia thông ngộ, độc sát trăm vạn tiên nhân, hung hăng đánh bọn họ thể diện. Hơn nữa bọn họ đều tự mình rời núi. Nếu là không một cái cách nói, tam đại thiên tôn thế lực. Về sau cũng đừng tưởng ở tiên giới hỗn đi xuống. Lôi phạt một môn lôi giã mở miệng nói, Hoàng Tuyền tiền bối vãn bối nếu là nhớ không lầm nói, ngài lão thân phân tôn quý, đã từng có lời thề, tuyệt đối không tham dự tiên giới bất luận cái gì phân tranh, nếu chúng ta không đồng ý, chẳng lẽ tiền bối muốn tự hạ thân phận cùng chúng ta này đó vãn bối động thủ sao? Những lời này chính là thực bén nhọn. Nhưng ba vị thiên tôn cũng là có tự thân ích lợi suy xét chỉ có thể như vậy hỏi. Ha ha. Lão thái bà đích xác từng có như vậy lời thề, cho nên hôm nay là tới khuyên giá, đương nhiên các ngươi nếu là không đồng ý vậy đương lão thái bà chưa nói quá, kỳ thật ta bởi vì ta cái này đồ đệ rời núi, nên nói lão thái bà là nói, có được hay không xem các ngươi chính mình, bất quá có câu nói lão thái bà nói ở phía trước. Ta lão thái bà không tham dự tiên giới phân tranh, nhưng là nếu ai khi dễ ta bảo bối đệ tử, vậy đừng trách lão thái bà không cho mặt mũi, này nhưng không tính vi phạm lời thề. Hoàng Tuyền lão tổ nhàn nhạt nói chuyện. Này một phen nói ra tới, làm tam đại thiên tôn sắc mặt thành tím màu tương, nói nửa ngày lão thái bà vẫn là muốn động thủ a. Người cái đồ đệ thực rõ ràng cùng Dương Nghị Vân tiểu tử này là nhân tình. Dương Nghị Vân một khi cùng chúng ta động thủ, người đồ đệ cũng tất nhiên ra tay. Nếu là chúng ta cùng người đồ đệ đánh, người cái này Hoàng Tuyền lão tổ còn không phải làm theo muốn ra tay. Này quả thực là, khinh người quá đáng. Ha ha, nếu tiền bối lời nói đều như thế. Kia vãn bối ba người cũng không thể nói gì hơn. Lôi giã thanh âm cũng lạnh băng đi xuống, ở trong lòng hắn người Hoàng Tuyền lão tổ ở cường đại, có thể cường đại tới đó đi. Tiên giới cảnh giới tối cao chính là thông ngộ cửu trọng thiên đỉnh, chúng ta ba cái đều là, cùng lắm thì đánh một hồi mà thôi. Dương Nghị Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, bất quá hắn có hắn hành sự nguyên tắc, hôm nay trận này, không chỉ có là cá nhân ân oán, cũng là muốn đánh ra một cái tân trật tự tới. Cho nên hắn mở miệng nói, Thu Nhi ngươi không cần ra tay, hôm nay một trận chiến này ta chính mình tới, ngươi cùng Lục Nhĩ đại ca chỉ cần đem ngé con cùng vân lôi thú giải cứu xuống dưới là được. Này chiến, chính là ta vì chính mình, vì sư phụ, vì vân môn một trận chiến, ta thân là vân môn chi chủ,
một trận chiến này ngươi đừng trộn lẫn. Hắn cự tuyệt Thu Nhi, cũng cùng cấp cự tuyệt Hoàng Tuyền lão tổ, trong lòng có hắn ngạo khí, cũng là không nghĩ làm Hoàng Tuyền lão tổ khó làm. Tam đại thiên tôn vừa nghe tức khắc cười, tiểu tử xem ngươi chết như thế nào. Tiên sinh Thu Nhi tức khắc nóng nảy. Tin tưởng ta, nhà ngươi tiên sinh trước nay không có thua quá, ha ha. Dương Nghị Vân cười to. Nhà đầu, yên tâm đi, ngươi cái này tiểu tiên sinh là cái tình huống như thế nào vi sư đều nhìn không thấu, không có gì bất ngờ xảy ra, có người sẽ tao ương Nga, thiên đường có người qua đường ra không đi, một hai phải đi địa vực, một khi đã như vậy tùy ý đi. Tiên giới cũng đích xác yêu cầu trật tự mới xuất hiện Hoàng Tuyền lão tổ lại là khuyên can Thu Nhi. Cái này Ngô Mặc Thu cũng không nói lời nào. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn Lục Nhĩ liếc mắt một cái, gật đầu ý bảo, ngay sau đó trực tiếp tiến lên đi đến, mỗi một bước đều dưới chân sinh ra một đóa ngũ quang thập sắc hoa sen, hắn toàn thân đều mười sắc đại tác phẩm, trong tay kết ấn, hơi thở không ngừng bò lên, sau lưng hiện lên một tòa phát hiện, đúng là chính hắn bản mạng thần tượng. Ba vị nói thêm câu nữa, buông ra nghé con cùng Vân Lôi Thú, tha các người bất tử. Dương Nghị Vân nói chuyện trong ánh mắt đồng tử 10 ánh sáng màu vựng lập lòe, như lộng lẫy sao trời. Tiểu tử ngươi không tư cách làm chúng ta làm như thế, Sát Lôi Giã âm trầm mở miệng. Dương Nghị Vân biết, này ba người quyết tâm, hít sâu một hơi nói, vậy đưa các ngươi lên đường, thiên tôn, ta Dương Nghị Vân làm theo giết được. Dứt lời, Dương Nghị Vân bỗng nhiên ra tay, bạo giống một tiếng. Thập phương không gian, cửu cửu quy nhất, nói hóa muôn vàn, vây, chấn, phong. Tuy rằng dứt lời, ba cái pháp ấn hoàn thành, từ trong tay hắn ngưng tụ ba cái mười sắc khắc văn, bỗng nhiên bạo liệt mở ra, ở biển sao nổ tung. Tức khắc toàn bộ biển sao không gian nháy mắt yên tĩnh. Mà tam đại thiên tôn còn lại là trên mặt khẽ biến, bọn họ phát hiện thân thể thế nhưng không động đậy, bị đè nặng phong ấn, bỗng nhiên giống to toàn thân pháp lực đại tác phẩm, bắt đầu giãy giụa. Điểm này lực lượng quỷ dị, nhưng còn không làm khó được bọn họ ba người. Bất quá ở bọn họ phản kháng nháy mắt, Dương Nghị Vân lại là cách không một chảo, sao trời tí tách vang lên, ngay sau đó lại là tỏa kỵ bay vọt đi ra ngoài. Ở Dương Nghị Vân một chảo dưới nghé con cùng Vân Lôi Thú, một chút liền từ tam đại thiên tôn dưới thân không tự chủ được bay lại đây. Phiên tay chi gian Dương Nghị Vân ở nghé con cùng Vân Lôi Thú thân thượng cách hư không chụp hai đánh, lưỡng đạo pháp lực phong ấn chúng nó. Bởi vì nghé con cùng Vân Lôi Thú bị đối phương bí pháp khó khăn, không phòng ấn sẽ phản kích công kích. Cá trạch mang theo chúng nó đi xuống, Thu Nhi, Lục Nhĩ đại ca, Hoàng Tuyền tiền bối làm phiền các ngươi đi xuống bảo hộ Vân môn đệ tử. Dương Nghị Vân đem nghé con cùng Vân Lôi Thú đẩy đi nói. Hắn sợ đợi lát nữa một khi gay cấn chiến đấu lúc sau, ba cái thiên tôn sát đỏ mắt, sẽ đối phía dưới Tiên Sơn đại sư huynh bọn họ động thủ. Dương Nghị Vân Thái Thanh Sở Thiên Tôn cấp bậc có thể bộc phát ra kiểu gì uy lực. Bất quá hắn có biện pháp ứng đối. Hiện giờ có Hoàng Tuyền lão tổ xuất hiện, có thể cho hắn không có nỗi lo về sau, đương nhiên nghé con cùng Vân Lôi Thú cũng cứu, cuối cùng vướng bận cũng không có. Một trận chiến này hắn phải thân thủ, dập nát tam đại thiên tôn thế lực chúa tể thần thoại, đây là năm đó chính hắn nói chuyện mạnh miệng, hiện tại muốn thực hiện. Đi thôi. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, trực tiếp phung tay lên, đem Thu Nhi cùng những người khác mang đi, đi phía dưới Vân Trường Sinh đám người cùng nhau. Nếu Dương Nghị Vân có tin tưởng, như vậy tùy hắn đi thôi. Hơn nữa mặc kệ là Hoàng Tuyền lão tổ vẫn là Lục Nhĩ, kỳ thật đều cảm nhận được vừa mới Dương Nghị Vân cường đại, thật sự không phải bọn họ có khả năng nhìn thấu. Không nói đến khác, liền vừa rồi thiên địa đem ngưng tụ dựng lên 10 đại năng lượng cùng pháp tắc. Còn có hắn tam giấu tay nhớ, cũng đã ở nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Bất quá chỉ có Dương Nghị Vân chính mình biết, kỳ thật tam giấu tay nhớ vây không được tam đại thiên tôn, nhưng hắn cũng không nghĩ thật vây, mà là chỉ cần một cái thời gian, một cái đem nghé con cùng Vân Lôi Thú cứu ra thời gian mà thôi. Thực thành công. Này ba đạo giấu tay tự nhiên cũng là hắn ở hắc ám không gian bế quan thời điểm hiểu được, kỳ thật cùng loại còn có rất nhiều, hiện tại chẳng qua là một cái xác minh mà thôi. Bế quan 1000 năm, ở hắc ám không gian hiểu được 7-8 vạn năm, tự nhiên cũng là thu hoạch thật lớn, giống như là vừa rồi tam đại giấu tay, kỳ thật hắn phát hiện tu đạo một đường các mặt, kỳ thật đến cuối cùng thật là vạn pháp quy tông. Cái gì thần thông chiến kỹ, giấu tay trận pháp từ từ vận dụng, xét đến cùng đều là đối trong cơ thể pháp lực cùng thiên địa chi gian năng lượng phối hợp sử dụng, chỉ cần đem này đó nghiên cứu thấu triệt, hết thảy vận dụng đều là có thể. Nắm giữ nhiều ít thấu triệt. Là có thể phát huy ra bao lớn lực lượng.
biến hóa vô cùng, vận dụng vô cùng. Dương Nghị Vân biết chính mình tuy rằng không có hoàn toàn thấu triệt, nhưng có cái ưu thế là người khác vĩnh viễn vô pháp so sánh với, đó chính là trong thiên địa 10 đại lực lượng đã ở trong thân thể hắn cắm rễ nảy mầm. Cũng chính là 10 đại đạo loại ở tiên tinh thể trong vòng nảy mầm, cái này làm cho hắn thông qua nghiên cứu đạo chủng lực lượng, do đó hiểu biết thiên địa lực lượng biến hóa, có quỹ đạo có thể tìm ra, ở vận dụng này đó lực lượng thời điểm, có thể dùng nhỏ nhất pháp lực môi giới cậy động mấy lần mấy chục lần thượng trăm thậm chí hàng ngàn hàng vạn thiên địa chi lực tới chiến đấu. Đây mới là hắn chân chính tự tin, dám đi một người đối mặt tam đại thiên tôn tự tin, chút nào không luống cuống. Dương mẫu nhân tình huống hiện tại, kỳ thật có một câu hắn cảm thấy thực thích hợp chính mình, cho ta một cây tiểu bổng bổng, ta có thể cậy khởi địa cầu. Càng chuẩn xác cách nói là, Dương mẫu nhân khống chế cái này thiên địa lực lượng chìa khóa. Cho nên đi, hắn thật là không có đem tam đại thiên tôn quá đương hồi sự. Tuy rằng hắn mặt ngoài thoạt nhìn, thông ngộ cửu trọng thiên, trên thực tế sở khống chế lực lượng nhưng xa xa không ngừng. Điểm này ngay từ đầu kỳ thật hắn là không biết, cũng không rõ lắm. Nhưng là ở phía trước ước tam đại thiên tôn tiến vào sao trời hải thời điểm, hơn nữa Lục Nhĩ cùng Hoàng Tuyền lão tổ xuất hiện, đều vận dụng tự thân pháp lực, làm Dương Nghị Vân cảm nhận được trong thiên địa biến hóa. Hoặc là nói cảm nhận được thiên tôn cấp bậc đối thiên địa chi lực khống chế biến hóa. Bởi vì hắn thân cư 10 đại thiên địa chi lực, đối thiên địa chi gian lực lượng biến hóa nhất hiểu biết cùng mẫn cảm. Bởi vậy đến ra một cái kết luận, cùng mặt khác mấy cái thiên tôn so sánh với, hắn sở khống chế lực lượng có 10 thành 10, mà bọn họ khống chế hẳn là chỉ là một vài thành, nhiều nhất không vượt qua tam thành, bực này lực lượng khống chế chênh lệch, khác nhau như trời với đất, nghiền áp đều là cất nhắc. Hoàng Tuyền lão tổ cùng Lục Nhĩ mấy người rút lui sau, tam đại thiên tôn cũng tránh thoát trên người trói buộc. Ba cái tao lão nhân nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, sắc mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng, tuy rằng gắt gao là một lần ngắn ngủi trói buộc, nhưng lại chứng minh rồi tiểu tử này không đơn giản. Có thể đồng thời khống chế bọn họ ba người tam tức thời gian, mạnh mẽ đem hai đầu thần thú cứu đi, này phân đối thiên địa chi lực khống chế, đối đạo pháp vận dụng, đã viễn siêu tầm thường thiên tôn. Ba cái lão quỷ đối diện, không còn có một chút ít ý nghĩ khinh địch, lại mà đại chi chính là xưa nay chưa từng có khẩn trương, bọn họ biết nên ra toàn bộ lực lượng ứng đối Dương Nghị Vân, tiểu tử này thực sự là cái kình địch. Nếu là có chút đại ý, hôm nay nói không chừng bọn họ chung thật đúng là sẽ có người ngã xuống. Tuy rằng là thân kinh bách chiến ông trời tôn, nhưng giờ phút này lại là một đám toàn thân căng chặt lợi hại, đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Lôi Dã trầm giọng nói, tam tài hợp lực đi. Trong nháy mắt ba người phân tán mở ra, hợp thành nhất bình thường tầm thường tam tài trận. Nhưng Dương Nghị Vân lại là nghiêm túc lên, đại đạo chí giản, có đôi khi lại là đơn giản đồ vật, lại là cực có uy lực. Tam đại trận đơn giản, kia cũng phải nhìn người nào tới tạo thành trận pháp. Ba cái lão nhân đều là thiên tôn, tạo thành tam tài trận pháp, cơ hồ có thể là vô góc chết, lực lượng thống nhất, phát huy ra uy lực sẽ là lớn nhất. Dương Nghị Vân đang ở trận pháp trung gian. Hắn không nghĩ tới trước tiên đi chạy ra trận pháp, bởi vì hắn biết loại này cấp bậc chiến đấu, trốn là không có khả năng. Chỉ có đối mặt phá chi. Hắn nhắm lại hai mắt cẩn thận cảm thụ được quanh mình thiên địa sao trời biến hóa, lại là phát hiện ba cái thiên tôn đã tương lai bao phủ ở một cái kết giới chung. Hơn nữa tam đại thiên tôn mỗi một cái trên người đều ở dự trữ khủng bố vô cùng lực lượng. Dương Nghị Vân biết sinh tử chi chiến bắt đầu rồi. Hắn cũng không hề giữ lại. Thúc dục trong cơ thể thiên tinh trong vòng 10 đại đạo loại, tức khắc cường đại vô cùng 10 đại thiên địa chi lực ở bên ngoài thân hình thành 10 sắc phòng ngự, song trưởng mở ra, Dương Nghị Vân lòng bàn tay từng người xuất hiện hai luồng năng lượng thể. Bỗng nhiên bạo giống một tiếng, tụ. Một tiếng lạc bế, bốn phương tám hướng thiên địa chi lực bắt đầu hội tụ, thân thể hắn hóa thành một cái hấp thu hội tụ năng lượng hắc động, đây là hắn ưu thế, trong cơ thể có 10 đại đạo loại tồn tại, là có thể hấp thu bất luận cái gì thiên địa chi lực. Dựng lên căn bản sẽ không sợ nổ tan xác mà chết. Bởi vì dựa theo hắn sáng tạo càn khôn đạo chủng công ước nguyện ban đầu, cùng về sau phát triển, 10 đại đạo loại từ hạt giống đến nảy mầm, gần là bắt đầu, ngày sau sẽ trưởng thành vì che trời đại thụ, có thể nghĩ yêu cầu bao lớn nhiều ít thiên địa chi lực mới có thể làm 10 đại đạo loại trưởng thành vì che trời đại thụ. Đây là vô pháp ngẫm lại, ít nhất Dương Nghị Vân biết ở tiên giới là thỏa mãn không được 10 đại đạo loại trưởng thành vì 10 đại đạo thụ. Càng đừng nói đạo chủng suốt có 10 cây, hiện tại gần là nảy mầm mà thôi. Hắn yêu cầu hấp thu thiên địa chi lực, là vô pháp đánh giá.
Trọng điểm là thiên địa đem bất luận cái gì lực lượng hắn có thể hấp thu, bao gồm giờ phút này tam đại thiên tôn bày ra tam đại trận pháp. Trận pháp cũng chung quy là thiên địa năng lượng cấu thành, chỉ cần hắn hấp thu rất tam tài đại trận chi lực, cái này trận pháp tự nhiên liền phá. Vừa mới vừa động, tam đại thiên tôn sắc mặt liền đại biến. Không tốt, tiểu tử này cư nhiên ở luyện hóa trận pháp, sát sát sát. Lôi giã tam đại thiên tôn sốt ruột. Lôi phạt chu tà. Phu thần nguyền rủa cấm. Hạo ánh mặt trời huy, diệt. Cơ hồ là cùng thời gian, tam đại thiên tôn công kích liền dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Ầm ầm ầm. Tam đại thiên tôn kỳ thật đều thi triển ra từng người cường đại nhất cấm thuật, này đã là siêu việt tiên giới đạo pháp cường đại công kích. Có lôi đình chi uy, có nguyền rủa chi uy, có chí dương chí cương cực nóng vô cùng chói mắt quang huy. Thật xa nhìn lại, chiếu sáng sao trời chi hải. Lôi giã thả ra chính là một đạo màu tím lôi đình hóa thành một cái dao long tiến vào tam tài đại trận thẳng đến Dương Nghị Vân. Phu Nguyệt thả ra một đạo hắc khí, thẳng đến Dương Nghị Vân, đây là vô tôn một môn cấm kỵ nguyền rủa bị quấn lên cũng đừng tưởng nhúc nhích, chờ thạch hóa. Xe thông hà thi triển ra chính là hạo thiên cấm thuật, hạo ánh mặt trời huy, phá hủy hết thảy chí dương chí cương chi lực. Ba cái ông trời tôn biết Dương Nghị Vân khó đối phó, từ lúc bắt đầu trực tiếp chính là sát chiêu. Này một kích nếu là lộng bất tử Dương Nghị Vân, kia bọn họ ba cái liền nguy hiểm. Trực tiếp vận dụng cấm thuật giết địch. Nháy mắt ba người công kích dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Đã có thể trong nháy mắt này, Dương Nghị Vân trên người lại là bạo phát 10 đại các không giống nhau quang mang. Chỉ nghe Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, nói thụ hộ thể, đại đạo vô hình, cho ta cắn nuốt. Ngay sau đó tam đại thiên tôn chỉ thấy Dương Nghị Vân quanh thân xuất hiện 10 cây nhan sắc các không giống nhau che trời đại thụ, đương nhiên tuy rằng là hư ảnh chi tướng, nhưng lại làm cho bọn họ ba người cảm thụ tim đập nhanh, mạc danh tại đây một khắc trong lòng cú sốc dựng lên. Mà đối với Dương Nghị Vân mà nói, đương tam đại thiên tôn công kích mà đến thời điểm, hắn cũng ra đầu tê dại lên, bởi vì hắn cảm nhận được ba cái tao lão nhân thi triển ra tới công kích, xa xa vượt qua hắn dĩ vãng tiếp xúc quá bất luận cái gì đạo pháp chiến kỹ. Vượt quá tưởng tượng tới. Chi giác nói cho hắn, ba người công kích, tầm thường lực lượng là hóa giải không được, nhưng hắn chưa từng có tiếp xúc quá bực này lực lượng công kích. Này có lẽ mới là thiên tôn bổn hẳn là có thực lực cùng thủ đoạn. Trong đó không đơn giản là pháp lực đơn giản như vậy, còn có cường đại pháp tắc lực lượng, trừ cái này ra, tựa hồ còn hỗn loạn thần hồn, nhưng lại cảm giác không giống, hình như là ba người hoàn mỹ hợp nhất thuộc tính, mang theo chân chính thiên địa đại thế đột kích. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, nếu cái này hóa giải không được, hắn cảm thấy chính mình thật sự sẽ chết. Dưới tình thế cấp bách, Dương Nghị Vân cái gì cũng không màng, bỗng nhiên thúc giục càn khôn thần điện chi lực, đi trước bùng nổ mở ra ngăn cản, nhưng như cũ cảm giác là không đủ, cho nên Dương Nghị Vân cắn răng điều động tiên tinh trong vòng đạo chủng chi lực, trực tiếp làm 10 đại đạo loại lực lượng chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể. Nếu có thể phòng ngự tam đại thiên tôn lực lượng, hắn toàn thân duy nhất có thể khả năng chính là 10 đại đạo loại chi lực. Trong nháy mắt 10 đại đạo loại chi lực xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, làm hắn không nghĩ tới chính là, nháy mắt chi gian liền hóa thành 10 cây che trời đại thụ, đem hắn kín không kẽ hở bao vây ở trong đó. Giờ khắc này Dương Nghị Vân rốt cuộc cảm giác được một tia tâm an. Cường đại nổ vang vang lên. Tam đại thiên tôn lực lượng rốt cuộc tới, nhưng lại bị càn khôn thần điện chi lực ngăn cản đệ nhất hoàn, nhưng làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là tam đại thiên tôn lực lượng trực tiếp xuyên qua càn khôn thần điện chi lực. Dừng ở 10 đại đạo loại hình thành hư ảnh trên đại thụ. Hắn cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Thật không thầm nghĩ càn khôn thần điện lực lượng cũng chưa ngăn lại, bất quá trái lại tưởng tượng, cũng không có gì kỳ quái. Càn khôn thần điện chi lực nói đến cùng là thuần túy năng lượng thể, nhưng tam đại thiên tôn lực lượng là phi thường quỷ dị lực lượng, không khởi đến hiệu quả cũng bình thường. Nhưng là ngay sau đó lại là bị hắn 10 đại đạo loại hóa thành tới hư tương đại thụ cấp ngăn cản xuống dưới. Dương Nghị Vân trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó thực mau chấn định phản kích, trở tay chi gian trong lòng vừa động chỗ sâu trong tay, trực tiếp thúc giục càn khôn hồ lực cắn nuốt. Mà hậu quả nhiên không làm hắn 10 vạn, càn khôn hồ lực cắn nuốt như cũ là giống như trước đây bá đạo, trực tiếp liền bắt đầu cắn nuốt tam đại thiên tôn chi lực. Khoảnh khắc hấp thu không còn một mảnh. Cho ta phản kích. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười lạnh, hắn thấy được vài trăm thước ở ngoài tam đại thiên tôn trừng lớn trong mắt. Có lẽ ba cái lão gia hỏa cũng chưa nghĩ đến, hắn không chỉ có chặn bọn họ công kích, còn ở nháy mắt hấp thu cắn nuốt bọn họ lực lượng. Nói thụ che trời, cho ta khai. Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng.
ngay sau đó quay chung quanh ở hắn quanh thân 10 đại đạo thụ, bỗng nhiên ngũ quang thập sắc bùng nổ, ngay lập tức chi gian lần thứ hai biến đại. Oanh! Tam đại thiên tôn bày ra tam tài trận dập nát. Chạy mau! Lôi Dã sắc mặt thành thanh màu đỏ, hắn biết, áp chế không được Dương Nghị Vân, tiểu tử này quá tà môn, bọn họ ba người cường đại nhất công kích A, đó là siêu việt tiên pháp đạo thuật cấm thuật, cư nhiên trực tiếp bị tiểu tử này cấp cắn nuốt, lại không chạy liền xong rồi. Trên thực tế mặt khác hai người không cần nhắc nhở, cũng đều đã biết Dương Nghị Vân đáng sợ, vèo vèo vèo, ba người hóa thành tam đại lưu quang, cơ hồ là nhảy lên không gian chạy trốn. Nhưng Dương Nghị Vân có thể làm cho bọn họ trốn sao? Mới là lạ. Muốn chạy trốn, xong rồi. Dương Nghị Vân trực tiếp đứng ở tại chỗ, đôi tay bỗng nhiên hướng về ba người chạy đi phương hướng vũ động. Thiên địa chi lực, vì ta sử dụng, cho ta phong. Hắn này một giống, toàn thân 10 ánh sáng màu mang đại tác phẩm, chiếu xạ đi ra ngoài rất xa, bản thân hắn liền có 10 đại thiên địa chi lực, chu thiên trong vòng lực lượng đều có thể có nổ vang. Cái này hoàn toàn bùng nổ, cảm ứng nói chu thiên 10 đại thuộc tính pháp tắc chi lực. Một tiếng phong, tức khắc sao trời chi hải yên tĩnh. Một trận nhộn nhạo, mà bay chạy đi tam đại thiên tôn một chút tạm dừng, thân thể đều thả chậm xuống dưới. Phốc, 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 tam đại thiên tôn đại kinh thất sắc, không hẹn mà cùng cắn chót lưỡi lại là không chút do dự thiêu đốt toàn thân tinh huyết. Không thiêu đốt không được a, ai có thể nghĩ đến Dương Nghị Vân tiểu tử này như thế khủng bố, cư nhiên có thể phong tỏa sao trời chi hải. Này đã không phải thiên tôn có khả năng biện pháp lực lượng sao? Thiêu đốt tinh huyết lúc sau, tam đại thân thể khôi phục bình thường, tiếp tục chạy trốn. Nhưng như vậy nháy mắt chậm trễ, làm Dương Nghị Vân đã ở bọn họ trên người đánh thượng tử thần thư mời. Chết đi! Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, 10 đại đạo thụ hợp nhất, cuối cùng phân hóa hóa thành 3 đạo lưu quang, giống như mũi tên nhọn giống nhau truy kích 3 người. Ầm vang! Sao trời bên trong một tòa tiên sơn trực tiếp thành dập nát. Dương Nghị Vân thả ra 3 đạo lưu quang, đó là trong cơ thể nói thụ căn nguyên chi lực, đâu chỉ ngàn vạn trượng truy kích, càng ngày càng khổng lồ, nơi đi qua thẳng tắp mà đi, thẳng đến tam đại thiên tôn. Ầm ầm ầm. Sao trời chi hải tiên sơn vô số, bị Dương Nghị Vân 3 đạo lưu quang thẳng tắp va chạm, sôi nổi bạo liệt. 3 đạo nói số lưu quang nháy mắt phá hủy không dưới hơn 1000 tòa tiên sơn, dừng ở tam đại thiên tôn trên người. A, à, 3 tiếng kêu thảm thiết lúc sau, tam đại thiên tôn biến mất ở sao trời chung, Dương Nghị Vân 3 đạo nói số lưu quang cũng tiêu tán, hoàn thành sứ mệnh. Hô, Dương Nghị Vân phun ra một hơi, hắn sắc mặt vô cùng trắng bệch, vừa rồi cơ hồ là vận dụng sở hữu lực lượng thao túng 3 đạo nói thụ lưu quang chu sát tam đại thiên tôn. Uy lực vượt quá hắn tưởng tượng, nhưng cũng hao hết hắn toàn bộ lực lượng, đầy hứa hẹn hao phí thần hồn, hắn hư thoát, trước mắt tối sầm trực tiếp rơi xuống đi. Phía dưới xa xôi tiêu giao núi non, Hoàng Tuyền lão tổ, vung tay lên một đạo lưu quang lao ra phía chân trời thẳng vào sao trời hải, đem hư thoát Dương Nghị Vân lôi kéo mà đến. Hậu sinh khả úy a, hậu sinh khả úy, có lẽ lên trời lộ có hy vọng, vấn đỉnh thiên giới có hy vọng rồi. Hoàng Tuyền lão tổ hư than hai tròng mắt trung tinh quang lấp lánh tự nói. Nàng biết thiên giới từ hôm nay trở đi, thay trời đổi đất. 3 ngày lúc sau, Dương Nghị Vân từ từ tỉnh lại. Hắn không có gì vấn đề lớn, chính là hư thoát mà thôi. Như cũ ở tiêu giao cung di chỉ thượng. Tam đại thiên tôn bị hắn phế bỏ, dư lại cũng chỉ là đi cửu trọng thiên hoàn toàn hủy diệt tam đại thiên tôn thế lực căn cơ, chuyện này người liền tính là đại công cáo thành. Dương Nghị Vân tìm được rồi đại sư huynh Vân Trường Sinh thương nghị, dựa theo Vân Trường Sinh ý tứ, dư lại sự tình hắn cũng đừng quản, hảo hảo tĩnh dưỡng, đối với tam đại thiên tôn thế lực vấn đề, bọn họ đi giải quyết liền hảo. Tiểu sư đệ ngươi trở về đi, chuyện khác, chúng ta tới làm, trở về hảo hảo tu dưỡng đi, lần này ra tới, chiến đấu công lao đều bị ngươi một người thu phục, chúng ta cũng không ra thượng lực, kế tiếp Vân Môn muốn đối mặt chính là toàn bộ tiên giới. Đương nhiên không phải đối địch, mà là có thể tưởng tượng toàn bộ tiên giới thế lực thế tất sẽ bái phỏng Vân Môn, lấy chúng ta Vân Môn cầm đầu, mà những người khác cũng yêu cầu ở tiên giới đi một chút lộ cái mặt, bằng không đối Vân Môn phát triển bất lợi. Chúng ta đi trước phá hủy tam đại thiên tôn thế lực căn cơ, đến nỗi phi tiên điện, thiên địa môn, bất lão sơn tam gia, sư đệ ngươi là cái gì thái độ? Đương nhiên còn có những cái đó sản với trong đó đại tông đại môn, chúng ta hẳn là như thế nào đối mặt? Vân Trường Sinh hỏi. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, đại sư huynh ngươi xem làm đi, nghĩ đến kia mấy nhà có đã thu được này chiến tin tức,
chỉ mong bọn họ có thể làm ra lựa chọn, nếu bọn họ thái độ không tốt, diệt đó là, tiên giới sau này không cần ức hát iota nhỏ yếu bá chủ, sở hữu tiên giới tài nguyên bất luận cái gì tiên môn bất luận cái gì tiên giới sinh linh cùng chung. Tuyệt đối không cho phép trước kia tam đại thiên tôn thế lực cầm đầu phân công tu luyện tài nguyên bá chiếm tài nguyên sự tình xuất hiện, sau này tiên giới hẳn là một cái tương đối công bằng tu luyện hoàn cảnh. Mỗi cái tiên giới sinh linh đều hẳn là có cơ hội tiến vào các nơi bí cảnh đi đạt được cảnh giới tăng lên cơ hội, lớn nhỏ tông môn cũng giống nhau như thế. Tiên vương tiên đế tiên tôn thậm chí thông ngộ, thẳng đến thông ngộ cửu trọng thiên đều hẳn là không ngừng xuất hiện, nhiều hơn xuất hiện, bởi vì chính như lão nhân làm những chuyện như vậy, lên trời lộ mới là tiên giới sinh linh đường ra, cũng là càng cao theo đuổi, tiên giới chỉ là tam giới bên trong địa giới mà thôi, nhưng địa tiên phía trên là tiên giới phía trên là thần giới. Nào mới là chúng ta mỗi cái tiên giới sinh linh theo đuổi, tương lai hẳn là có nhiều hơn thông ngộ cửu trọng thiên thiên tôn ra đời, nhưng mà đi hướng lên trời lộ, tuy rằng ta không biết lên trời lộ đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng là nghĩ đến nơi nào yêu cầu càng nhiều tiên nhân đi tham dự, đi thông thần giới thông đạo. Sau này chúng ta Vân Môn không làm thống trị bá quyền, chúng ta chỉ làm một cái trọng tài nhân vật, phối hợp tiên giới tranh phong, giữ gìn tiên giới hòa bình trật tự, làm tiên giới ra đời càng nhiều cường giả. Đây là mục tiêu của ta, cũng là Vân Môn về sau yêu cầu đi lộ. Vân Trường Sinh đám người nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, một đám đều kích động lên, đích xác hiện tại xem ra tiên giới phía trên là có thần giới tồn tại, điểm này tiến vào thông ngộ lúc sau tu luyện sinh linh đều có thể cảm giác tới rồi. Hảo, liền dựa theo sư đệ lời nói làm, chúng ta đây muốn đi cửu trọng thiên, Vân Trường Sinh nói. Ân, các ngươi tất cả đều đi thôi, cửu trọng thiên tam đại thế lực trung hẳn là không cường giả tồn tại. Nhưng thông ngộ cấp bậc vẫn phải có. Dương Nghị Vân làm tất cả mọi người đi, bao gồm Hoa Sen Đen cùng Mai Tỷ các nàng. Chờ mọi người đi rồi, giữa sân còn dư lại ba người, một cái Lục Nhĩ, mặt khác chính là Thu Nhi cùng nàng sư phụ Hoàng Tuyền lão tổ. Hiền đệ kế tiếp nhưng có cùng tính toán, Lục Nhĩ trực tiếp hỏi Dương Nghị Vân. Đại ca có cái gì ý tưởng? Dương Nghị Vân cười cười nói. Lên trời lộ, Lục Nhĩ chớp mắt. Dương Nghị Vân cười nói. Như thế, chúng ta tưởng một khối đi. Khi nào lên đường, Lục Nhĩ hỏi lại. Dương Nghị Vân nói, đại ca cho ta 3.000 năm thời gian đi, 3.000 năm sau ngươi ta cùng nhau lên trời lộ, hoặc là nói từ những người khác, ta tuy rằng không biết lên trời lộ đến tột cùng như thế nào, nhưng ta thêm một cái người, luôn là có thể thêm một cái giúp đỡ, ngươi nói đi. Lục Nhĩ gật đầu nói, vậy chờ ngươi 3.000 năm, ta đi địa phương khác đi một chút, 3.000 năm sau ta tới Vân Môn tìm ngươi. Người ta cùng đi xông vào một lần lên trời lộ. Dương Nghị Vân cười nói, hảo, liền nói như vậy định rồi. Hai vị đạo hữu, tính ta một phần đi, ta lão bà tử đáp cái bạn, cùng các ngươi cùng đi lên trời lộ, hiện giờ quỷ quật truyền thừa đã giao cho Thu Nhi trong tay, cũng không có gì không bỏ xuống được. Mấy ngàn năm sư phụ ngươi trời cao tà mời ta rời núi, ta không đi, khi đó cảm giác không có gì hy vọng, nhưng là hiện tại ta lão thái bà không chuẩn bị đợi. 3.000 năm sau liền cùng các ngươi cùng nhau đi, không biết hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không. Lại là Hoàng Tuyền lão tổ trực tiếp mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân sửng sốt, ngay sau đó nói, có tiền bối cùng nhau tự nhiên là cầu mà không được. Nhưng Lục Nhĩ gật đầu nói một chữ. Theo sau ôm quyền nói, hiền đệ vi huynh đi trước. Đại ca không đi ta Vân Môn ngồi sao? Dương Nghị Vân thấy Lục Nhĩ phải đi có chút không tha. Không được. Ta tưởng hạ giới đi một chút, cũng có muốn đi sao trời chỗ sâu trong du lịch, 3.000 năm tái kiến. Lục Nhĩ như cũ là sấm rền gió cuốn tính cách, nói đi là đi. Đại ca bảo trọng, Dương Nghị Vân phất tay rời đi. Dương đạo hữu ta lão thái bà cũng nên đi, Thu Nhi liền giao cho ngươi trên tay, bất quá, Thu Nhi là ta quỷ quật truyền thừa, ngươi cần phải đem hắn sẽ cho ta Nga Hoàng Tuyền lão tổ có chút trêu ghẹo nói. Tiền bối yên tâm, ta tôn trọng Thu Nhi lựa chọn. Trước mắt chúng ta về trước Vân Môn, tiền bối có rảnh nhưng tùy thời tới ta Vân Môn làm khách. Dương Nghị Vân ôm quyền cung tiễn. Hoàng Tuyền lão tổ cười cười, đối Thu Nhi gật gật đầu, ngay sau đó hóa thành một cổ thanh phong biến mất không thấy. Giữa sân dư lại hắn cùng Thu Nhi hai người. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không có chia rẽ này đối uyên ương, đem thời gian để lại cho bọn họ. Thu Nhi tỷ tỷ ngươi cùng Kiều Phúc đâu? Dương Nghị Vân đương nhiên không có quên. Ta tới phía trước bọn họ đang bế quan tu luyện, chờ xuất quan liền sẽ tới Vân Môn, đi phía trước ta đều công đạo hảo, Thu Nhi nói. Dương Nghị Vân gật đầu, hảo, ta đây liền an tâm rồi.
Hai người bắt đầu hàn huyên một ít từng người trạng huống lúc sau, Thu Nhi đột nhiên nói, tiên sinh có thể hay không 5.000 năm sau lại đi lên trời lộ. Vì cái gì? Dương Nghị Vân sửng sốt nói. Sư phụ nói ta vấn đỉnh thông ngộ cửu trọng thiên còn cần 5.000 năm thời gian, ta tưởng cùng tiên sinh cùng đi lên trời lộ, không nghĩ rời đi tiên sinh. Thu Nhi đôi mắt nghiêm túc nói. Dương Nghị Vân ha ha cười nói, cái này mang thời điểm lại nói, 5.000 năm là có thể vấn đỉnh thiên tôn, Thu Nhi ngươi cái này thiên phú hẳn là vân môn đệ nhất nhân, không tồi không tồi, như cũ liền quỷ tiên thiên tôn, thật sự không tồi. Ta bất tài không thành quỷ tiên thiên tôn, ta phải làm chính là tiên giới quỷ đế, đây là đã tiên sinh nói qua, Thu Nhi thực thích quỷ đế cái này danh hiệu, hơn nữa ta ở quỷ quật thời điểm, cũng thích bọn họ kêu ta nữ đế đâu, hì hì. Thu Nhi giống như là một cái đã chịu đại nhân khen tiểu hài tử, thật cao hứng. Dương Nghị Vân nghe nàng nói chuyện tức khắc liền ngây ngẩn cả người, lão nhân tiên đoán quá Thu Nhi tương lai sẽ là tiên giới cường đại quỷ đế, chuyện này hắn trước kia cổ vũ Thu Nhi thời điểm cũng nói qua, làm nàng hảo hảo tu vi tiến vào trở thành một thế hệ quỷ đế. Không nghĩ tới nhà đầu này thật sự, lại còn có thật làm như vậy, không hiếm lạ thiên tôn danh hiệu, ngược lại cho chính mình một cái quỷ đế hoặc là nói nữ đế danh hiệu. Cái này làm cho Dương Nghị Vân dở khóc dở cười đồng thời cũng cảm động, hắn nói, ở Thu Nhi nơi này vẫn luôn là thánh chỉ giống nhau. Lúc này lại nghe Thu Nhi nói, tiên sinh kỳ thật Thu Nhi thiên phú cũng không phải tốt nhất, sư phụ ta nói qua, tiên giới Tiêu Giao Cung có một cái nữ hoa hoa, đương thuộc đương đại đệ nhất thiên tư. Nói là 9.000 năm nhưng vấn đỉnh thông ngộ cửu trọng thiên, thậm chí không dùng được như vậy nhiều thời gian, tính tính thời gian cũng có 2-3.000 năm thời gian. Đúng rồi, các ngươi lần này tấn công Tiêu Giao Cung cái kia Khương Ly thiên tài xuất hiện quá không có. Vẫn là nói đã bị giết, Thu Nhi hỏi Dương Nghị Vân, kỳ thật nàng là nghe sư phụ Hoàng Tuyền lão tổ đề qua rất nhiều lần Tiêu Giao Cung vạn năm không ra thiên tài Khương Ly, lúc này mới đem chuyện này ghi tạc trong lòng, hiện giờ Tiêu Giao Cung hủy diệt. Cũng không biết Khương Ly sống hay chết. Dương Nghị Vân nghe Thu Nhi như thế vừa nói, nhưng thật ra cũng nhớ tới cái này Tiêu Giao Cung gọi là Khương Ly thiên tài tới, bất quá sống hay chết hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao công Tiêu Giao Cung thời điểm, rất nhiều Tiêu Giao Cung đệ tử đều đào tẩu, hắn cũng không hạ lệnh đuổi theo, nhưng như cũ đã chết vài vạn người. Lắc đầu nói, có lẽ chết ở đại chiến chung đi, không nói nàng, chúng ta muốn tìm cái địa phương đi. Dương Nghị Vân nói xong kéo Thu Nhi tay, nháy mắt biến mất, ở xuất hiện thời điểm đã ở một chỗ năm tên tiên sơn. Lúc sau bắt đầu rồi tương tư chi tình. Tại đây ngồi vô danh tiên sơn hai người cư trú 3 năm, Dương Nghị Vân cũng khôi phục phía trước đại chiến thương đến nguyên khí. Lúc này mới chuẩn bị đi trước vân môn. Nghĩ đến 3 năm thời gian đại sư huynh bọn họ cũng kết thúc đối cửu trọng thiên tam đại thế lực chinh phạt. Thu Nhi cũng nghĩ đi gặp chư vị tỷ tỷ, vì thế hai người lập tức bay vọt dựng lên, rời đi Tiêu Giao tiên vực. Ở bọn họ rời khỏi sau, lại là không phát hiện, ở một cái khác ngọn núi phía trên, xuất hiện một cái bạch y nữ tử, trong ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn Dương Nghị Vân cùng Thu Nhi rời đi thân ảnh, lạnh giọng lẩm bẩm, Dương Nghị Vân ngày nào đó ta Khương Ly chắc chắn vì ta Tiêu Giao Cung báo thù rửa hận, ta sẽ giết ngươi. Dương Nghị Vân cùng Thu Nhi rời đi, lại là không nghĩ tới Tiêu Giao Cung thiên tài Khương Ly còn sống. Bất quá liền tính là hắn biết cũng không để bụng. Chỉ cần không phải thông ngộ cửu trọng thiên thiên tôn với hắn mà nói không có gì uy hát yêu ta. Tiến vào sao trời hải lúc sau, Dương Nghị Vân lôi kéo Thu Nhi tay, nhắm lại hai mắt, ngay sau đó bỗng nhiên vung tay lên, không gian chi lực đại động, một cái không gian môn hộ mở ra, mang theo Thu Nhi trực tiếp đi vào. Tái xuất hiện thời điểm, bọn họ hai người đã về tới vân môn. Đối với hiện tại Dương mẫu nhân tới nói, tiên giới vô thủ trên cơ bản làm được. Kế tiếp hắn chính là chuẩn bị lên trời lộ, bất quá lại là cho chính mình 3.000 năm giảm sóc thời gian, cũng là cho vân môn 3.000 năm phát triển thời gian, hắn tin tưởng có này 3.000 năm vân môn căn cơ cũng đủ cắm rễ ở tiên giới. Hắn nói qua muốn cho vân môn trở thành tiên giới đệ nhất, điểm này hiện tại làm được. Tam đại thế lực hủy diệt, mặt khác mấy nhà không đủ xem, cũng sẽ không cùng vân môn là địch, kế tiếp đó là vân môn tiến vào một cái bùng nổ kỳ quật khởi thời gian. Điểm này đã là có thể thấy. Mà hắn cùng Lục Nhĩ, Hoàng Tuyền lão tổ ước hẹn 3.000 năm sau cùng nhau lên trời lộ, cũng không phải tùy ý quyết định, gần nhất là làm vân môn quật khởi, thứ hai là chính hắn tu luyện yêu cầu thời gian tới lắng đọng lại. Tuy rằng hiện tại hắn biết thực lực của chính mình đã viễn siêu rất nhiều thông ngộ, nhưng kia chỉ là nhằm vào tiên giới tu sĩ mà nói. Đi lên trời lộ, kia đối hắn hoàn toàn chính là một cái không biết, lão nhân chờ một con thế hệ trước cường giả đi lúc sau.
không ai lại trở về, cho nên lên trời lộ tuyệt đối muốn cẩn thận. Lên trời lộ đi lúc sau nói không chừng liền rốt cuộc không về được, hoặc là nói ngắn hạn nội có thể là cũng chưa về, trước khi đi muốn đem vân môn việc, hoặc là nói tiên giới việc giải quyết, hắn tâm vô vướng bận mới có thể đi. Ở một cái hắn trong lòng còn vướng bận một người. Chuẩn xác mà nói là một nữ nhân, đối vân môn có công lớn nữ nhân. Nữ nhân này đó là Lục Tuyết Hy. Nàng muội muội Lục Phủ Thư phi thăng mà đến, thậm chí mặt khác nữ nhân cơ bản đều đến đông đủ, duy độc Lục Tuyết Hy đến nay không hề tin tức. Lục Tuyết Hy đi chính là tán tiên chi lộ, là một cái gian nan chi lộ, đến nay không hề tin tức, làm Dương Nghị Vân vẫn luôn thực lo lắng. Lục Phủ Thư còn chuyên môn đi tìm hắn, biểu đạt đối tỷ tỷ Lục Tuyết Hy lo lắng, Dương Nghị Vân cũng không có đình chỉ tìm kiếm Lục Tuyết Hy, nhưng đến nay đều không có tin tức. Tính tính thời gian mau vạn năm thời gian, nếu Lục Tuyết Hy còn ở, nàng đi lạc tiên chi lộ cũng đạt tới cửu chuyển tán tiên cấp bậc. Nhưng làm Dương Nghị Vân kỳ quái chính là, hoàn toàn không tin tức, mặc kệ là Lục Tuyết Hy, toàn bộ tiên giới kỳ thật hắn cũng chưa thấy qua có bao nhiêu tán tiên tồn tại quá, đương nhiên không phải hoàn toàn không có, mà là rất ít. Trước kia hắn không nghĩ nhiều quá chuyện này, hiện tại ngẫm lại thật đúng là không đúng lắm. Lẽ ra tán tiên ở toàn bộ tiên giới hẳn là một cái khổng lồ tu luyện quần thể, hoặc là nói sẽ tự thành nhất phái, nhưng Dương Nghị Vân kỳ quái chính là tán tiên ở tiên giới vẫn luôn cảm giác cũng chưa cái gì tồn tại cảm, hắn gặp qua tán tiên rất ít rất ít. Dọc theo đường đi nghĩ những việc này, chuẩn bị tìm đại sư huynh bọn họ hỏi một chút tán tiên tình huống đi. Trở về lúc sau Dương Nghị Vân mang theo Thu Nhi đi gặp Triệu Nam các nàng, tỉ muội gặp nhau tự nhiên không tránh được một phen thổn thức. Một đám nữ nhân díu dít có nói không xong nói, có tiếng cười có tiếng khóc. Dương Nghị Vân phát hiện trong đám người một cái cô đơn thân ảnh lặng yên đi ra đại môn, đúng là Lục Phủ Thư. Triệu Nam thấu đi lên nhỏ giọng, Tuyết Hy tỷ tỷ còn không có tin tức sao? Ân, vẫn luôn đều không có. Dương Nghị Vân gật đầu. Người đi xem Vũ Thư đi, Vân tử Tuyết Hy muội tử đối chúng ta Vân Môn có công lớn, nhất định phải tìm được nàng, Vân Môn có thể có hôm nay chi thành tựu. Chúng ta những người này bao gồm mấy cái hài tử đều phi thăng thành tiên, này trong đó công lao Lục Tuyết Hy cầm đầu công, thậm chí vân môn đại đa số người tu đạo vỡ lòng đều là Lục Tuyết Hy mở ra. Hiện giờ mọi người đều đoàn tụ, duy độc kém nàng, Lục Phủ Thư phi thường lo lắng nàng tỷ tỷ, chỉ là rất ít nói ra, nhà của chúng ta thua thiệt Tuyết Hy tỷ tỷ, ngươi cùng thua thiệt nàng, không dám như thế nào chúng ta đều hy vọng ngươi đem Tuyết Hy tỷ tỷ tìm trở về. Triệu Nam sâu kín nói. Dương Nghị Vân cười khổ. Hắn có gì nếm không biết này đó. Cười khổ gật đầu nói, yên tâm đi, quá chút thời gian ta liền đi tìm nàng, nhất định sẽ đem Lục Tuyết Hy tìm trở về. Đi xem Vũ Thư kia nha đầu đi, mấy năm nay nàng vẫn luôn ở lo lắng nàng tỷ tỷ, trong lòng là không vui. Triệu Nam nói, hảo, ta đi xem, trong nhà việc mấy năm nay vất vả ngươi. Dương Nghị Vân nắm Triệu Nam tay nhẹ giọng nói, đích xác những năm gần đây một chúng người nhà bằng hữu đều là Triệu Nam ở chăm sóc, có nàng ở. Mới không nhiễu loạn, này đó Dương Nghị Vân đều biết. Triệu Nam trong lòng run lên, một cổ ôn lưu ở trong lòng dâng lên, cái này oan gia trêu chọc nhiều ít phấn nhan chi kỷ, mấy ngàn năm qua hắn nhưng thật ra một thân nhẹ nhàng rời đi, nhưng cả gia đình nhân sự tình quá nhiều, nàng chủ tính chung thực sự hao phí không ít tâm tư. Chưa từng có đối bất luận kẻ nào tố quá khổ, một người đều thừa nhận, một chúng tỉ muội thậm chí vân môn đệ tử, đều là nàng ở cân bằng, nói không mệt đó là giả. Cũng may mấy ngày nghe thấy cái này oan ra những lời này, vậy là đủ rồi. Bị Dương mỗ nhân nắm tay, Triệu Nam đôi mắt đỏ lên, trong lòng lại là rộng rãi, phi một tiếng nói, đều lão phu lão thê còn nói này đó làm cái, đi đi đi, làm ngươi nên làm đi, trong nhà sự ngươi không cần lo lắng, chúng ta không cầu khác, chỉ cầu ngươi chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho chúng ta lo lắng. Dương Nghị Vân hai mắt tràn ngập nhu sắc nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, chờ ta ngày sau làm xong nên làm. Đợi khi tìm được lanh canh, chúng ta một nhà liền tìm cái không ai địa phương hảo hảo sinh hoạt đi, không bao giờ đi chạy loạn. Cùng Triệu Na liêu qua sau, Dương Nghị Vân đi ra ngoài, đi tìm Lục Phủ Thư, cái này đơn thuần nha đầu, nhiều năm như vậy đi qua, nàng tự nhiên cũng thành thục nhiều, đối mặt Thu Nhi trở về, cả gia đình đoàn tụ trường hợp, lại một lần làm nàng nhớ tới tỷ tỷ Lục Tuyết Hy. Nhưng Dương Nghị Vân nhìn hắn lẻ loi bóng dáng, chung quy vẫn là không có ở qua đi. Bởi vì hắn không biết như thế nào đối mặt Lục Phủ Thư, năm đó liền đáp ứng nàng tìm kiếm nàng tỷ tỷ Lục Tuyết Hy, nhưng đến bây giờ vẫn là không tin tức. Lúc này qua đi, đơn giản vẫn là nói một ít an ủi nói, ý nghĩa không lớn.
còn không bằng trực tiếp đi tìm đại sư huynh hỏi tình huống, đi thực thi hành động, đi tìm được Lục Tuyết Hy, mới là đối Lục Vũ Thư tốt nhất an ủi. Cho nên Dương Nghị Vân xoay người rời đi, trực tiếp đi truyền thừa đại điện. Nhoáng lên 3 năm thời gian trôi qua, đại sư huynh bọn họ đã sớm đã trở lại, trên thực tế đối tam đại thế lực chinh chiến đã sớm ở 3 năm trước đây kết thúc. Nghe Triệu Nam nói, đại sư huynh bọn họ chỉ dùng 1 tháng thời gian, liền phá hủy tam đại thế lực căn cơ, do đó quay trở về Vân Môn. Mà bay thiên điện, thiên địa môn từ từ mấy nhà, nhìn đến đại thế đã mất, chủ động người tới thần phục Vân Môn. Này 3 năm tới, kỳ thật mỗi ngày đều có lớn nhỏ tông môn tiến đến bái phỏng Vân Môn. Nói là bái phỏng, kỳ thật chính là biến tướng thần phục. Dương Nghị Vân năm đó biển sao hải một trận chiến, chém giết tam đại thiên tôn, đã truyền khắp toàn bộ tiên giới, hiện tại tiên giới hắn càn khôn thiên tôn đại danh, đã không người không biết không người không hiểu. Vân Môn đúng là trở thành tiên giới đệ nhất tông môn. Bắt đầu đi lên chính quy. Đi vào truyền thừa đại điện. Dương Nghị Vân không đi kinh động những người khác, hiện tại Vân Môn mỗi người đều rất bận rộn. Truyền âm cấp đại sư huynh đến thiên điện. Đại sư huynh hết thảy còn thuận lợi. Gặp mặt câu đầu tiên Dương Nghị Vân cười hỏi. Vân Trường Sinh cười khổ nói, năm đó một trận chiến truyền khắp tiên giới, không có người không phục, hết thảy thuận lợi, chính là tiểu sư đệ ngươi mới là Vân Môn chi chủ, ngươi mới là càn khôn thiên tôn, có thể hay không đừng trốn rồi. Hiện tại mỗi ngày đều có tông môn tiến đến bái phỏng ngươi cái này càn khôn thiên tôn, nhưng ngươi luôn là không thấy bóng người, ta đều mau mệt chết. Hắc hắc, đại sư huynh, ta còn có chuyện không có làm đâu, năm đó ngươi cũng nghe tới rồi, ta cùng Hoàng Tuyền lão tổ, Lục Nhĩ ước hẹn 3000 năm sau cùng đi lên trời lộ, kế tiếp 3000 năm ta còn có càng chuyện quan trọng làm, ngươi liền nhiều vất vả đi. Vân Trường Sinh trợn trắng mắt, tiểu tử ngươi, tính, ngươi là môn chủ, ta không thể nói ngươi. Bất quá tiểu sư đệ, có thể hay không thời gian lại trường điểm, 3000 năm thời gian quá ngắn quá ngắn. Cứ việc chúng ta Vân Môn đã có 7-8 trọng thiên cường giả, nhưng là muốn hỏi đỉnh thông ngộ cửu trọng thiên thiên tôn chi cảnh, liền tính là ở ngút trời kỳ tài, sợ là không đạt được. Thông ngộ cửu trọng thiên thiên tôn cấp bậc, tiên giới tu luyện cảnh giới kim tự tháp đứng đầu, này cũng không phải là chỉ cần nỗ lực tu luyện liền có thể đạt tới, đừng nói 3000 năm, chính là 6000 năm 9000 năm muốn ra tới một cái đều quá sức. Ngươi liền không thể từ từ, quá thượng 1-2 vạn năm, chờ chúng ta thông ngộ cửu trọng thiên nhiều một ít, ở đi lên trời lộ. Dương Nghị Vân nghe đại sư huynh nói chuyện, chỉ là cười cười không nói chuyện, hắn cũng không nhiều giải thích, hắn có chính hắn tính toán, thuận miệng nói, chuyện này đến lúc đó thấy lại nói, các ngươi kế tiếp mục tiêu chính là phát triển chúng ta Vân Môn, chúng ta căn cơ quá thiện, muốn làm Vân Môn vĩnh cửu truyền thừa đi xuống, yêu cầu hảo hảo tích lũy. Kế tiếp tiên giới những cái đó bị tam đại thế lực khống chế bí cảnh hiểm địa từ từ tu luyện tài nguyên, toàn bộ đều mở ra, Vân Môn cùng toàn bộ tiên giới cùng chung, làm cho cả tiên giới cùng nhau tiến bộ đi. Ân, chuyện này những cái đó đại tông đều tán thành, cũng đều nhất trí tôn sùng Vân Môn cầm đầu, cũng chính là chúng ta không có như tam đại thế lực giống nhau bá chiếm những cái đó tài nguyên, ngược lại mở ra cùng chung, cho nên thắng được toàn bộ tiên giới lớn nhỏ tông môn tán thành. Tuy rằng chưa nói minh, nhưng là đại gia đã cam chịu ta Vân Môn vì tiên giới chí tôn chi tông môn. Tiểu sư đệ ngươi đã là tiên giới ngày đầu tiên tôn, biết không? Hắc hắc, tiểu tử ngươi hiện tại có người người hâm mộ tên tuổi, là càn khôn chí tôn, là chí tôn, cũng không phải là thiên tôn. Toàn bộ tiên giới từ trước thời đại đến bây giờ, cũng chỉ có chúng ta sư phụ có một cái thiên tả chí tôn tên tuổi, hiện giờ ngươi là cái thứ hai. Đây chính là tiên giới chúng sinh cho ngươi vô thượng vinh dự. Cũng không phải là ai tự phong, bất quá tiểu tử ngươi hiện tại cũng đảm đương nổi cái này danh hiệu, càn khôn chí tôn A, đây là vô thượng vinh dự, với tiên giới có công lớn vinh dự. Chúng ta sư phụ là 12 kiếp tán tiên chí tôn, đây là ngạnh sinh sinh tu luyện ra tới, cũng là trước sau 2 lần lên trời lộ, tạo phúc tiên giới chúng sinh được đến tên tuổi, mà ngươi xem như đánh vỡ cũ trật tự, cấp tiên giới sinh linh mang đến hoàn toàn mới tu luyện tài nguyên, cũng là công lớn, mọi người đều tôn xưng ngươi vì càn khôn chí tôn. Điểm này đảo cũng hợp lý. Dương Nghị Vân nghe đại sư huynh nói chuyện, cười khổ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới cái gì danh dự mất danh dự, bất quá trong lòng vẫn là thực vui vẻ, càn khôn chí tôn A. Trừ bỏ lão nhân, toàn bộ tiên giới cũng chính là hắn. Nghe đại sư huynh nói lên lão nhân 12 tán tiên thân phận, Dương Nghị Vân thu hồi tươi cười, nghĩ tới Lục Tuyết Hy việc, nghiêm túc hỏi, đại sư huynh ta vẫn luôn có cái nghi vấn, cũng chưa tới kịp hỏi.
lẽ ra tán tiên cái này quần thể hẳn là cái đại quần thể, rốt cuộc người tu chân độ kiếp thất bại binh giải tu tán tiên người rất nhiều. Chính là ở tiên giới tựa hồ tán tiên rất ít, trên cơ bản không có tồn tại cảm cái loại này, đến nay ta ở tiên giới gặp qua tán tiên đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này là cái gì nguyên nhân? Ta có cái bằng hữu cũng là tu tán tiên chi đạo, lẽ ra nàng thiên tư không kém, hẳn là sẽ không sớm chôn vùi ở tán tiên thiên kiếp hạ, nhưng đến nay không hề tin tức, có phải hay không tán tiên việc, có khác cái gì ẩn tình tồn tại. Vân Trường Sinh nghe xong, cười nói, đối với tán tiên vấn đề, người thật đúng là hỏi đối người, nhà ta sư phụ chính là tán tiên xuất thân, trước kia giảng thuật quá tán tiên việc, sư phụ chưa cho người đã nói sao? Không có a. Người cũng biết ta cùng chết lão nhân chi gian tình huống như thế nào, hắn năm đó ở tán tiên đảo trọng tố tiên thể lúc sau, ta liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt, kỳ thật hắn rất ít đối ta nói hắn chuyện xưa, rốt cuộc tình huống như thế nào, đại sư huynh ngươi đừng úp úp mở mở nhanh lên nói. Dương Nghị Vân có chút sốt ruột nói. Ha ha ha, nói phía trước đến đem tiểu sư muội mời đến, ta muốn nói tán tiên việc, cùng tiểu sư muội có quan hệ, không đúng, chuẩn xác mà nói là cùng tiểu sư muội gia tộc. Tiên giới đệ nhất gia tộc Cơ gia có quan hệ. Vân Trường Sinh cười nói lời nói, ngón tay bắn ra một đạo lưu quang bay ra thiên điện, lại là triệu hoán tiểu sư muội Cơ Tím Hà. Dương Nghị Vân có chút hồ đồ, cái này Cơ gia có quan hệ gì? Kỳ thật đối với tiểu sư tỷ gia tộc Dương Nghị Vân cũng chưa thăm hỏi, chỉ biết tiểu sư tỷ là tiên giới đệ nhất gia tộc Cơ gia xuất thân, trước kia nghe được tiên giới đệ nhất gia tộc tên tuổi, hắn cũng líu lưỡi quá, bất quá còn tưởng rằng chỉ là một cái tên tuổi. Nhưng hiện tại nghe đại sư huynh trịnh trọng nói lên, Dương Nghị Vân liền biết tiểu sư tỷ gia tộc thật đúng là không đơn giản. Được xưng tiên giới đệ nhất gia tộc, nhưng lại ở mấy thế lực lớn chung, tựa hồ cũng không có gì tham dự tồn tại cảm. Cái này làm cho Dương Nghị Vân lúc sau liền không có nghĩ nhiều. Hiện giờ xem Cơ gia tựa hồ thật đúng là không phải đơn giản gia tộc. Nói như thế nào đâu tán tiên thật là tiên giới độc đáo quần thể, nhưng là mỗi một cái tu luyện quần thể. Kỳ thật đều có là có trung tâm hoặc là nói là có người tổ chức, mặc kệ là chủ động vẫn là tự phát, đều không phải tan rã. Tán tiên quần thể sau lưng chính là Cơ gia, bởi vì ta nghe sư phụ nói qua, tiên giới ra đời tán tiên chi nhất liền xuất từ Cơ gia, cũng chính là cái thứ nhất vượt qua sở hữu tán tiên kiếp, đạt tới tán tiên chí tôn người, là xuất từ Cơ gia người, thậm chí còn Cơ gia lịch đại đều sẽ ra tới một cái 12 kiếp tán tiên đại thành cường giả. Giống như Cơ gia có độc đáo tu luyện bí pháp có thể làm tu tán tiên chi đạo người vượt qua tán tiên 12 kiếp, trọng điểm là sư phụ nói, hắn có thể vượt qua 12 kiếp tán tiên kiếp, cũng là đến ích với Cơ gia hỗ trợ, cũng là khi đó thu tiểu sư muội vì đồ đệ. Đương nhiên các loại tất nhiên có tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chúng ta là không biết, nhưng nói Cơ gia là tán tiên gia lão tổ tông, kỳ thật là không quá. Dựng lên được xưng tiên giới đệ nhất gia tộc, cũng không phải thổi ra tới. Bởi vì Cơ gia lịch đại đều ra một vị 12 kiếp tán tiên, đây là kiểu gì khủng bố. Cho nên trên thực lực tới nói, được xưng tiên giới đệ nhất gia tộc một chút đều không khoa trương, muốn thực lực có thực lực, muốn lịch sử có lịch sử, thấp hơn chứa là có nội tình, cái này tiên giới đệ nhất gia tộc, kia thật là danh xứng với thật tồn tại. Sư phụ năm đó nói qua, Cơ gia mới là tiên giới chân chính siêu nhiên vật ngoại tồn tại, nếu là Cơ gia ra tới tranh bá tiên giới nói, liền không tam đại thế lực chuyện gì. Đáng tiếc Cơ gia gia huấn là không tham dự bất luận cái gì phân tranh, bọn họ một lòng theo đuổi chính là đại đạo. Mà Cơ gia nơi thần bí vô cùng, phiêu vô định sở, bị xưng là, nói ẩn không gian, đương nhiên tiên giới người càng thích kêu tán tiên không gian, bởi vì mấy nhà lịch đại gia tán tiên, càng là có bí pháp có thể đối kháng càng ngày càng cường đại tán tiên thiên kiếp, cho nên đại đa số tán tiên đều sẽ đi tán tiên không gian. Bởi vì ở tán tiên không gian có thể tránh né tán tiên thiên kiếp, càng là có cơ hội từ Cơ gia được đến độ tán tiên thiên kiếp bí pháp, 8-9 thành tán tiên hơn phân nửa sẽ đi Cơ gia nơi tán tiên không gian, người cái kia bằng hữu, nếu tiên giới tìm không thấy, 8-9 phần 10 hẳn là đi tán tiên không gian. Nghe đại sư huynh giảng thuật, Dương Nghị Vân nội tâm là thật lâu bất bình, không nghĩ tới tiểu sư tỷ nơi Cơ gia như thế nhiêu ích. Nói như thế tới, Lục Tuyết Hy còn thật có khả năng ở Cơ gia, hoặc là nói là tán tiên không gian chung. Đại sư huynh, nghe người ý tứ, tán tiên ở phi thăng thời điểm hơn phân nửa có thể trực tiếp tiến vào tán tiên không gian đi. Dương Nghị Vân ngẫm lại hỏi. Ân, ta nghe sư phụ nói qua, đích xác như thế, tán tiên không gian nơi cùng tán tiên chi gian là có thiên địa cảm ứng. Đại đa số tán tiên ở phi thăng thời điểm là có thể cảm giác được tán tiên không gian nơi,
do đó tiến vào tán tiên không gian, đương nhiên cũng có lựa chọn không đi, sẽ trực tiếp tiến vào tiên giới. Vân Trường Sinh nói, kia tán tiên không gian ở đâu, như thế nào đi, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Dương Nghị Vân nói. Cái này liền phải chờ tiểu sư muội trả lời, không nói là ngươi, ta cũng không biết, sợ là tiên giới đại đa số người là không biết tán tiên không gian ở đâu như thế nào đi, cũng may tiểu sư muội là cơ gia dòng chính, có nàng ở cái này không là vấn đề, cơ gia thân là tiên giới đệ nhất gia tộc, vô cùng thần bí, nơi tán tiên không gian nhập khẩu, nghe sư phụ nói căn bản là trôi nổi không chừng, không biết ở phương nào. Vân Trường Sinh nói, đại sư huynh cứ như vậy cấp triệu hoán ta làm gì? Giờ phút này ngoài điện vang lên Cơ Tím Hà mang theo bất mãn thanh âm, giọng nói rơi xuống, Cơ Tím Hà đã đi đến. Vân Trường Sinh cười khổ nói, tiểu sư tỷ không phải ta tìm ngươi, là tiểu sư đệ tìm ngươi nga. Tiểu sư đệ ngươi chừng nào thì trở về, ta còn chờ ngươi trở về tìm ngươi có việc đâu. Cơ Tím Hà tiến lên ở Dương Nghị Vân bả vai chính là một cái tát. Dương Nghị Vân nhếch miệng, hắn cái này tiểu sư tỷ vĩnh viễn đều là cái dạng này không lớn không nhỏ. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra bất mãn vội vàng nói, này không vừa trở về liền cấp cái sư tỷ báo danh sao. Thiết, thiếu tới, cho ta thỉnh an không đi ta tiên thú viện, ngược lại làm đại sư huynh triệu hoán ta tiến đến, người cái giá nhưng thật ra không nhỏ a Cơ Tím Hà mang theo uy hát yêu ta. Khụ khụ sư tỷ ta sai rồi, ta tìm ngươi có chính sự nhi thỉnh giáo. Dương Nghị Vân vội vàng cười làm lành. Liền biết tiểu tử ngươi có việc, nói đi chuyện gì. Cơ Tím Hà trợn trắng mắt nói. Dương Nghị Vân tổ chức một chút ngôn ngữ liền tưởng hắn tưởng tìm kiếm Lục Tuyết Hy sự nói ra. Theo sau bổ sung nói, sư tỷ ngươi không phải trở về quá một lần sao, có hay không gặp qua Lục Tuyết Hy? Cơ Tím Hà nghe xong nói, ngốc sư đệ, tán tiên không gian nói là một phương không gian, nhưng càng là một cái thế giới, chút nào không dị vực giới tiểu, thậm chí còn muốn đại thế giới, ta cơ gia chỉ là tán tiên không gian một bộ phận, xem như người lãnh đạo đi. Không có khả năng cái gì đều quản, hơn nữa cũng sẽ không đi quản. Nơi nào tán tiên trăm triệu ngàn ngàn nhiều, còn có vô số phàm nhân sinh tồn ở trong đó, thực khổng lồ, lại nói ta ra tới thiếu mấy ngàn năm không về nhà, sao có thể biết cái gì Lục Tuyết Hy? Ngươi cũng không tìm ta hỏi qua nhà của chúng ta sự sao. Vừa lúc, ta nhận được gia tộc đưa tin làm ta về nhà một chuyến, đem ngươi nếu muốn đi, ta mang ngươi đi, nếu ngươi nói cái kia Lục Tuyết Hy ở tán tiên không gian. Chúng ta là có thể tìm được. Hảo, sư tỷ, ta đây xử lý một chút đỉnh đầu việc, chúng ta liền đi như thế nào? Dương Nghị Vân vội vàng nói. Ngạch, cứ như vậy cấp A, ta còn tưởng nhiều chơi mấy năm đâu, về nhà lúc sau chưa chừng liền bằng không ta ra tới, ở chơi cùng nhau ngàn năm ta mang ngươi đi tán tiên không gian như thế nào? Cơ Tím Hà chớp chớp mắt nói, đối với nàng tới nói 1-2 ngàn năm, không phải quá dài thời gian. Dương Nghị Vân còn lại là lắc đầu nói. Sư tỷ Lục Tuyết Hy đối Vân Môn có công lớn, sớm một ngày tìm được ta sớm một ngày an tâm, như vậy đi, một năm sau, chúng ta liền đi. Cơ Tím Hà xem Dương Nghị Vân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đảo cũng không đang nói cái gì, ngẫm lại nói, hành, bất quá lần này trở về, ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Đừng nói một điều kiện, 10 cái đều được, ngươi là sư tỷ của ta, lại không phải người ngoài, nói đi điều kiện gì. Dương Nghị Vân hỏi, như vậy sảng khoái, hảo. Không được đổi ý, đến nỗi điều kiện gì. Cơ Tím Hà trong mắt vừa chuyển, cười cười nói, chờ ta về gia tộc ở nói cho ngươi. Ngạch sư tỷ ngươi sẽ không hố ta đi. Dương Nghị Vân nhìn tiểu sư tỷ quay tròn đảo quanh trong mắt, tức khắc liền cảm giác có chút không ổn. Ha ha, tiểu sư đệ ngươi sư tỷ ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy cái hình tượng sao? Lời nói đến cuối cùng Cơ Tím Hà đã nghiến răng nghiến lợi. Không không không, sư tỷ ngươi ở trong lòng ta là vô cùng vĩ đại. Kia gì sư tỷ, ta thật lâu không đem mấy cái hài tử, ta đi trước a, một năm sau chúng ta khởi hành đi tán tiên không gian, đi rồi. Ngay sau đó Dương Mẫu Nhân ở tiểu sư tỷ bão nổi phía trước trực tiếp để lại. Lưu lại Cơ Tím Hà tức giận đến dậm chân, lưu lại đại điện Vân Trường Sinh liền thành nơi trút giận. Dương Nghị Vân lưu tại Vân Môn một năm thời gian, kỳ thật cũng không có bao lớn sự tình, hoa sen đen, mai tỷ, tiểu phượng hoàng, tạp mao điểu, tử kim công công từ từ. Ngay cả cá trạch đều bế quan. Này đó tu vi trên cơ bản đạt tới thông ngộ 7-8 trọng thiên đại yêu, biết Dương Nghị Vân cùng Lục Nhĩ, Hoàng Tuyền lão tổ ước hẹn 3.000 năm sau lên trời lộ, một đám tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là đều dùng hành động tới chứng minh,
bọn họ cũng tưởng ở 3.000 năm sau cùng Dương Nghị Vân cùng nhau lên trời lộ, nhưng tiền đề là tu vi muốn đạt tới thông ngộ cửu trọng thiên. 3.000 năm thời gian kỳ thật đối thông ngộ đại yêu tới nói thực đoạn, có thể hay không ở 3.000 năm thời gian đạt tới thông ngộ cửu trọng thiên liền xem cá nhân cơ duyên. Dù sao Dương Nghị Vân cho rằng rất khó, nhưng cũng không có diệt đại gia nhiệt tình. Kỳ thật hắn nói 3.000 năm chính là không nghĩ mang những người khác lên trời lộ, bởi vì lên trời lộ đại biểu chính là không biết, hắn không nghĩ làm đại gia đi theo hắn mạo hiểm. Một năm thời gian thực mau qua đi, Vân Môn phát triển không ngừng, vận chuyển bình thường. Dương Nghị Vân biết hiện tại liền tính hắn không hề đều có thể. Cho nên một năm lúc sau, hắn tìm được tiểu sư tỷ lặng lẽ rời đi Vân Môn, đi trước tán tiên không gian, ai cũng không mang theo, bởi vì đại gia đa số đều bắt đầu bế quan tu luyện, thông ngộ cao giai tưởng ở 3.000 năm sau đi theo Dương Nghị Vân cùng nhau lên trời lộ. Chỉ có hắn cùng tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà. Hắn muốn đi tìm Lục Tuyết Hy, đây là lên trời lộ phía trước cuối cùng một cái tâm nguyện, đến nỗi mặt khác Vân Môn mọi người đều đã trở lại. Duy độc Lục Tuyết Hy một cái còn không tin tức, mà nhất khả năng tồn tại đó là tán tiên không gian, cũng chính là Cơ gia địa bàn. Dương Nghị Vân cùng tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà bay vào sao trời hải. Sư tỷ nhà ngươi như thế nào đi a? Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi đoán tiểu sư tỷ bướng bỉnh cười. Có phải hay không ở sao trời hải chỗ sâu trong a? Dương Nghị Vân truy vấn. Đừng đoán mò, Cơ Tím Hà cười cười nói. Tán tiên không gian kỳ thật ở tu chân giới cùng tiên giới giao hội chỗ, lệ thuộc với hai giới chi gian, phi thường độc đáo, là một chỗ độc lập không gian thế giới. Có một chút ta yêu cầu nhắc nhở ngươi trước đây a, đi tán tiên không gian người tu hành tuyệt đối không thể đối phàm nhân vô tội ra tay, nếu không Cơ gia định ra quy củ chính là tử hình. Điểm này tiểu sư đệ ngươi nhưng ghi nhớ, ta Cơ gia kỳ thật cường giả rất nhiều, cái này quy củ chính là ta Cơ gia đời thứ nhất lão tổ tông định ra. Ở tán tiên không gian, tán tiên tuy nhiều, nhưng càng có rất nhiều phàm nhân, có rất nhiều phàm nhân quá độ, một ít tán tiên thậm chí là cùng phàm nhân cùng nhau sinh hoạt, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ở phàm nhân trước mặt tùy ý triển lãm đạo pháp, cũng sẽ không dễ dàng sát phàm nhân. Tóm lại ở tán tiên không gian sinh hoạt ngược lại là phàm nhân so tu sĩ càng tự do, đối người tu hành hạn chế là phi thường nghiêm khắc, bất luận cái gì một cái người tu hành chỉ cần tới rồi phàm nhân thế giới, liền nhất định phải dựa theo phàm nhân cách sống đi thích ứng. Nên ăn cơm, cấp ngủ ngủ. Cho nên nói, tiểu sư đệ ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ a, đừng dễ dàng đối phàm nhân sử dụng pháp lực, nhà ta lão tổ tông kỳ thật là rất lợi hại nga. Nghe Cơ Tím Hà giảng thuật, Dương Nghị Vân liên tục gật đầu đáp ứng, lại cũng đối tán tiên không gian tràn ngập tò mò, nghe đi lên là một người cùng tự nhiên. Nga không đúng, là một cái tiên cùng người hài hòa ở chung thế giới. Hắn cũng là phàm nhân xuất thân. Nhưng lại là đã nhớ không rõ có bao nhiêu lâu không quá phàm nhân sinh sống, giờ phút này lại là ngược lại thực chờ mong. Sư tỷ cái này quy củ rất kỳ quái a, nhà ngươi tổ tiên vì cái gì muốn định ra như vậy cái quy củ, đối người tu hành như thế ước thúc, chẳng lẽ không sợ sai lầm sao? Dương Nghị Vân hỏi, cái này ngươi liền không hiểu, Cơ gia tổ tiên định ra cái này quy củ, vừa lúc là vì làm người tu hành càng tốt thể ngộ thiên đạo, đặc biệt là đối tán tiên tới nói, tu tâm đặc biệt quan trọng. Bởi vì tán tiên mỗi cách 1.000 năm một lần tán tiên thiên kiếp, cái này là trong lòng áp lực rất lớn, nóng nảy sốt ruột, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Liền vô pháp tính hạ tâm tới càng tốt tu luyện, chỉ có lòng yên tĩnh xuống dưới, mới có thể càng tốt tu luyện, mới có thể bình tĩnh đi đối đãi mỗi cách 1.000 năm một lần tán tiên thiên kiếp. Mà tu tâm không gì hơn hồng trần rèn luyện, cũng chính là dung nhập phàm nhân thế giới, trải qua nhân sinh chua ngọt đắng cay sinh tử vui sướng, nhất có thể tu luyện tâm cảnh. Cho nên Cơ gia tổ tiên định ra này quy củ, là có đạo lý. Cơ Tím Hà nghiêm túc nói. Dương Nghị Vân lại là nghe minh bạch, hắn hiện giờ cũng coi như là một cái tu đạo cao thủ, nghe tiểu sư tỷ như thế vừa nói, hồi tưởng một chút phàm nhân sinh hoạt, liền biết đến xác đây là một cái tu luyện tâm tình không có con đường thứ hai, như thế chuyện đơn giản, lại là rất ít có người tu hành có thể làm được. Nhưng Cơ gia lão tổ lại là đã sớm nhìn thấu hồng trần bản chất, thật sự cũng là một vị ghê gớm nhân vật. Hảo, ta chuẩn bị mở ra không gian thông đạo, ngươi chuẩn bị tốt, tán tiên không gian sự tình, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cơ Tím Hà nói chuyện chung, lại là lòng bàn tay một phen, trong tay lấy ra một kiện pháp khí, chuẩn xác nói là một khối tràn ngập lôi đình hơi thở lệnh bài. Thúc giục pháp lực lúc sau trong miệng lẩm bẩm, trong tay lệnh bài ánh sáng tím đại tác phẩm, ngay sau đó sao trời chi hải lôi đình nổ vang, một đạo lôi đình xuất hiện lúc sau, ầm vang một tiếng.
ở bọn họ hai người trước người xuất hiện một cái lôi đình lốc xoáy, lại là tràn ngập lôi đình cùng không gian chi lực môn hộ. Hảo, có thể đi vào, Cơ Tím Hà nói xong đi đầu mà nhập. Dương Nghị Vân theo sát sau đó. Ngắn ngủi choáng váng qua đi, Dương Nghị Vân trong tầm mắt sáng ngời, lại là đã xuất hiện ở một cái trời xanh mây trắng thế giới. Dương Nghị Vân cảm giác rất quen thuộc hơi thở, trong lúc nhất thời không thể nói tới, suy nghĩ nửa ngày là không khí, nơi này không khí cho hắn quen thuộc cảm giác tựa hồ lúc trước ở địa cầu thời điểm giống nhau, không biết quá càng tươi mát tự nhiên. Thiên địa bên trong cũng có năng lượng tồn tại, nhưng so sánh với tiên giới nơi này năng lượng tuy rằng loãng, lại là càng thêm thuần tịnh nhu hòa. Thật là dưỡng lão hảo địa phương a, Dương Nghị Vân cầm lòng không đậu nói. Dưỡng lão, cái gì dưỡng lão? Cơ Tím Hà nghe được có chút mạc danh, đối với tiên nhân tới nói tự nhiên không có dưỡng lão cái này từ ngữ. À, không có việc gì, chúng ta tới rồi đi. Dương Nghị Vân hỏi. Cơ Tím Hà mở miệng nói, đương nhiên, nơi này chính là tán tiên không gian, này một phương thế giới tương đối thanh tĩnh, có lớn nhỏ quốc gia, nhưng lại rất ít có chiến tranh, mọi người yêu thích hòa bình, mặc dù có đứng ở cũng sẽ thực mau bình ổn. Phàm nhân theo đuổi chính là tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Người cùng tự nhiên cùng tồn tại, nơi này mọi người theo đuổi chính là ăn, nghiên cứu chính là các loại thực vật, đem thiên địa chung thực vật lực lượng phát huy tới rồi lớn nhất, chuyển hóa thành đủ loại kiểu dáng đồ ăn, cùng với sinh hoạt cùng một nhịp thở đồ dùng. Dương Nghị Vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này người, liền không theo đuổi trường sinh? Hoặc là nói các ngươi cơ gia phong tỏa tu đạo? Cơ Tím Hà trắng Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói, đương nhiên không phải. Cơ gia hoàn toàn tương phản, mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần tu hành đại hội, cho nơi này mỗi một cái hài tử cơ hội, có tu luyện thiên phú tự nhiên sẽ tiến vào cơ gia thôn tu hành, hơn nữa cũng cổ vũ nơi này tán tiên thu đồ đệ, đương nhiên tiền đề là muốn nơi này mọi người nguyện ý. Ngạch chẳng lẽ còn có không muốn tu tiên? Dương Nghị Vân nhìn không được đánh gãy. Đương nhiên là có, bởi vì nơi này có rất nhiều tán tiên độ kiếp 12 thứ, chân chính có thể đi đến cuối cùng lại là thiếu chi lại thiếu. Đa số đều ngã xuống, hơn nữa bước lên tu chân độ kiếp thiên thời điểm, cũng có độ kiếp thất bại nhiều đếm không xuể, nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người nhìn đến tu hành tàn khốc cùng gian nan, ngược lại không đi cố tình theo đuổi tu hành. Nơi này mọi người tín ngưỡng tự nhiên, theo đuổi mỹ thực, hoặc là nói theo đuổi hết thảy trong sinh hoạt tốt đẹp, đại đa số phàm nhân cho rằng, đây mới là sinh mệnh tốt nhất, tu hành khó nhập lên trời, thiên đạo tàn khốc, ngược lại thực đạm nhiên. Bất quá nếu là có cơ duyên cũng sẽ bắt lấy, do đó đi nỗ lực theo đuổi, đại gia tin tưởng đây là thiên đạo an bài, dù sao nơi này mọi người tự nhiên, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cơ Tím Hà giải thích nói. Dương Nghị Vân vừa nghe, thật đúng là một phương cõi yên vui giống nhau thế giới. Còn có cái vấn đề Dương Nghị Vân rất kỳ quái, vừa rồi tiểu sư tỷ nói cơ gia thôn ba chữ, hắn đều cảm giác có phải hay không chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi, sư tỷ ngươi vừa rồi nói, cơ gia thôn. Ta không nghe lầm đi. Cơ Tím Hà cười cười phảng phất đã sớm đoán được Dương Nghị Vân sẽ như vậy hỏi, cười cười nói, ngươi không nghe lầm, chúng ta cơ gia đời thứ nhất lão tổ là thực tự nhiên người, hắn không chủ trương cái gì phát triển thế lực, cơ gia tuy rằng ở chỗ này là đại gia tộc, nhưng lại chưa từng có tổ chức. Mà là mỗi một hộ cơ người nhà đều là thực tự nhiên mà vậy cư trú, đương nhiên cũng có thể quần cư, cũng có thể đơn độc đi ra ngoài tìm địa phương tu luyện cư trú, không có gì hạn chế. Cho nên cơ gia dòng chính đến nay cũng chính là phát triển một cái lớn một chút thôn mà thôi, này vẫn là vì giữ gìn tán tiên thế giới mới hình thành dòng chính thôn, bằng không thôn đều sẽ không có một cái, hì hì, có phải hay không rất kỳ quái? Cơ Tím Hà hỏi. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đâu chỉ kỳ quái a, quả thực vô pháp lý giải. Hì hì, người chậm rãi sẽ biết, đi thôi, chúng ta hai cái từ bên ngoài khai thông không gian tiến vào dùng pháp lực, nhưng là ở chỗ này sau. Lại là không thể dễ dàng sử dụng pháp lực, hành sự chuẩn tắc không đến vạn bất đắc dĩ phải là phàm nhân giống nhau. Ta cơ gia thôn khoảng cách nơi này ước chừng 2.000 dặm, ở tiếng sấm dưới chân núi, ta đã phát ra đưa tin, chờ một lát gia tộc sẽ phái tới, ngàn dặm phi hành thú, ta trước mang ngươi đi nhà ta. Cơ Tím Hà nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, sư tỷ nếu không ngươi muốn đi đi, nếu tới, ta liền chính mình du lịch một chút, cũng rèn luyện chính mình tâm cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đi cơ gia thôn tìm ngươi, nói thật, ta tu luyện quá nhanh, tâm cảnh vẫn luôn không xong, nhưng tiến vào nơi này sau, ta đều có thể cảm nhận được yên lặng, cho nên ta tưởng chính mình du lịch. Cơ Tím Hà gật đầu nói, cũng đúng, dù sao tiếng sấm sơn cơ gia thôn thực hảo tìm,
chờ ngươi rèn luyện kết thúc nhớ rõ tới tìm ta, ta về trước ra nhìn xem, lão tổ tông đã đưa tin ta rất nhiều lần, khả năng có việc gấp, mặt khác trở về lúc sau ta cũng giúp ngươi hỏi thăm Lục Tuyết Hy sự tình, có tin tức ta trước tiên cho ngươi đưa tin. Ầm ầm ầm. Cơ Tím Hà dứt lời hết sức, mặt đất một trận chấn động vang lên, nơi xa đường chân trời lại là chạy như bay mà đến một đôi nhân mã. Dương Nghị Vân vừa thấy lại là 8-9 thất phi mã chạy như bay mà đến. Sư đệ là ta Cơ gia người thương đội, mỗi cái địa phương đều có như vậy thương đội, cùng các nơi đô thành đi thương, ta thả ra đưa tin tín hiệu sau, gần nhất người sẽ đến. Cơ Tím Hà nói. Dương Nghị Vân gật đầu đó là lý giải, thực mau 9 thất phi mã tới rồi hai người trước người, có hai thất là trống không, dư giả 7 thất phi mã đều có người. 7 người lại là 7 cái cường đại tán tiên. Dương Nghị Vân vừa thấy cư nhiên là vượt qua 8 kiếp tán tiên, này đã tương đương với tiên quân cấp bậc tu vi, một lần liền xuất hiện 7 cái, không hổ là tán tiên không gian. Cung kính đại tiểu thư về nhà. Đặt tên tán tiên xuống ngựa cung kính hành lễ. Nguyên lai là tiểu lục tử A, đều đứng lên đi. Cơ Tím Hà thân thiết chào hỏi, thoạt nhìn cùng tiểu lục tử rất quen thuộc. Hồi bẩm đại tiểu thư, ta chờ vừa mới đi Lâm Đô Thành đi thương, thấy được tiểu thư đưa tin tín hiệu liền chạy đến. Hành, về trước ra đi. Cơ Tím Hà hấp tấp tính cách một chút đều không cọ sát, lập tức cưỡi lên một con phi mã, ngay sau đó đối Dương Nghị Vân nói, tiểu sư đệ ta tưởng trở về, ở Cơ gia thôn chờ ngươi tiến đến, đúng rồi, cái này cho ngươi, bằng không ngươi vào không được thôn. Nói chuyện chung Cơ Tím Hà đem lệnh bài cấp Dương Nghị Vân ném lại đây. Ngay sau đó mang theo tiểu lục tử đoàn người rời đi. Dương Nghị Vân nhìn tiểu sư tỷ rời đi bóng dáng. Cười khổ nói, thật đúng là hấp tấp a. Hắn không sốt ruột đi theo tiểu sư tỷ đi Cơ gia thôn, bởi vì hắn biết dựa theo tiểu sư tỷ nói, đối nơi này tán tiên cùng phàm nhân Cơ gia đều là không thế nào quản, cho nên đi lúc sau chưa chắc có thể tìm được Lục Tuyết Hy, hơn nữa nếu tới, hắn cảm thấy thế giới này rất có ý tứ, phải hảo hảo nhìn xem. Đối tiểu sư tỷ nói, hắn yêu cầu rèn luyện tâm cảnh tự nhiên cũng không phải lời nói dối, bởi vì hắn tu luyện quá nhanh, tâm cảnh cũng đích xác không xong. Toàn bộ ở chỗ này du lịch một phen, một bên cũng tìm xem Lục Tuyết Hy, tìm người cũng không phải một chốc là có thể tìm được. Chỗ đặt chân là hoang dã nơi, nhưng lại có một cái tiểu đạo, Dương Nghị Vân nhìn cùng địa cầu hoàn cảnh tương tự sơn xuyên hoàn cảnh, lại là tâm tình cũng hảo vài phần, nhấc chân bước chân, theo tiểu đạo mà đi, không có mục tiêu, đi chỗ nào tính chỗ nào, hoàn toàn chính là một lần du lịch. Trong lòng nghĩ thể nghiệm một phen không sử dụng pháp lực phàm nhân sinh hoạt đảo cũng không tồi. Dựng lên từ tiến vào nơi này sau, hắn liền phát hiện kỳ thật thiên địa bên trong tồn tại một cổ hắn đều không thể kháng cự lực lượng tồn tại, chính là nhằm vào pháp lực giam cầm. Nơi này hạn chế sử dụng pháp lực, thật đúng là không phải nói, đương nhiên nếu là hắn mạnh mẽ thi triển pháp lực cũng là có thể, bất quá cảm giác thượng như vậy không tốt, mạnh mẽ sử dụng pháp lực khả năng sẽ khiến cho không tốt sự tình, cho nên hắn cũng thuận theo tự nhiên, từ giờ trở đi làm một phàm nhân cũng khá tốt, coi như là tu luyện chính mình tâm cảnh. Hắn không phải không nóng nảy tìm Lục Tuyết Hy, mà là đã qua đi thời gian dài như vậy, sốt ruột cũng vô dụng, nếu tới liền nhập ra tùy tục. Trọng điểm là hắn biết trước thiên phú thấy được một cái mơ hồ hình ảnh, một cái bóng hình xinh đẹp, tựa hồ như là Lục Tuyết Hy, chi giác cũng nói cho hắn hẳn là một người đi một chút nhìn xem, không chừng sẽ có Lục Tuyết Hy tin tức. Đây mới là hắn không đi theo tiểu sư tỷ đi nguyên nhân. Mặt khác còn lại là tiểu sư tỷ nếu về nhà, cũng là trong nhà triệu hoán. Vậy nhất định có việc, hắn hiện tại liền đi theo tiến đến không quá thích hợp, luôn là phải có cái giảm sóc thời gian, nếu không chẳng phải là thực xấu hổ. Cho nên hắn một người hiện tại cái này tán tiên thế giới nhìn xem, đến lúc đó tiểu sư tỷ bên kia cũng nên không sai biệt lắm, ở đi bái phỏng không muộn. Còn có một nguyên nhân là đối tiểu sư tỷ nơi Cơ gia hắn suy nghĩ nhiều giải một ít, toàn bộ tiên giới đều nghe đồn đệ nhất gia tộc, lại há là đơn giản như vậy. Không nhiều lắm hiểu biết một chút. Tùy tiện tiến đến, gặp được đột phát vấn đề, vậy thực xấu hổ. Đương nhiên hắn biết nhà mình tiểu sư tỷ đối hắn chính là thân nhân giống nhau, nhưng không đại biểu toàn bộ Cơ gia đều hữu hảo, điểm này vừa rồi hắn từ trước tới đón tiểu sư tỷ mấy cái tán tiên trên người liền cảm nhận được nhàn nhạt bài xích, cứ việc bọn họ che giấu thực hảo, nhưng há có thể tránh được hắn cảm giác. Cho nên hiện tại không đi, nhiều hiểu biết một chút Cơ gia là phi thường tất yếu. Hắn một người khắp nơi đi một chút, cũng tìm xem Lục Tuyết Hy, cái này lựa chọn ít nhất trước mắt với hắn mà nói là không tồi. Tán tiên không gian này một phương thế giới cấp Dương Nghị Vân cảm giác đích xác bất đồng với tiên giới,
Có lẽ là bởi vì nơi này cách sống lấy phàm nhân vì chuẩn nguyên nhân, nhiều một ít pháo hoa khí, làm hắn cảm giác thực thoải mái. Tâm cũng ở bất chi bất giác trung an tĩnh xuống dưới, cùng ở tiên giới thời điểm bất đồng, ở chỗ này Dương Nghị Vân tâm thần thực thả lỏng, cho nên hắn thích loại này nơi này. Đương nhiên có lẽ là hắn đem tiên giới địch nhân toàn bộ giải quyết lúc sau thần kinh thả lỏng. Một đường mà đi, đi một chút nhìn xem coi như là du sơn ngoạn thủy, không có phương hướng cùng mục tiêu, hoàn toàn là đi chỗ nào tính kia cái loại này. Nơi này thế giới đồng dạng có thái dương, cùng địa cầu giống nhau. Mặt trời lặn thời điểm, Dương Nghị Vân thấy được một cái thôn nhỏ. Không chút do dự đi vào. Đây là đi vào tán tiên thế giới đụng tới cái thứ nhất thôn, nhìn qua thực phục cổ, vật kiến trúc thực chú ý, chủ liêu tựa hồ là bó củi cùng thạch tài, nóc nhà là cỏ tranh, nhưng lại một chút đều không keo kiệt, ngược lại chỉnh thể nhìn qua thực thuận mắt. Tiểu sư tỷ nói qua, nơi này mọi người theo đuổi thiên nhiên, hiện tại xem ra một chút đều không giả, kiến trúc tài liệu cơ bản đều là không như thế nào trải qua gia công trực tiếp dùng để kiến tạo phòng ốc, cho nên nhìn qua ngược lại đẹp tự nhiên. Không có mấy tầng cao kiến trúc, đều là từng tòa độc lập phòng ốc, cùng hắn ở địa cầu quê quán hoàn cảnh tương tự. Đồng dạng có rào che tường vây tiểu viện, hoa hoa thảo thảo tùy ý có thể thấy được, đi vào thôn nhìn lại đều là trải qua tỉ mỉ xử lý. Thôn này nhìn qua, cũng liền mười mấy hộ nhân gia. Thái Dương lạc thượng, thôn ngoại đồng ruộng lao động nông hộ nói nói nho nhỏ trở về đi. Dương Nghị Vân cách thật xa quay lại, đều có thể cảm thấy này đó thôn dân mặc kệ nam nữ già trẻ đều tinh thần diện mạo không tồi, này thuyết minh bọn họ nhật tử quá thực phong phú. Hồi thôn trên đường nhỏ top 5 top 3 thôn dân về nhà, Dương Nghị Vân đi rất chậm, đem chính mình trở thành một cái du khách giống nhau, chậm gì gì hướng về thôn đi đến. Liền ở hắn sắp vào thôn thời điểm, phía sau lại là truyền đến một thanh âm hô, hậu sinh ngươi tới chúng ta Thanh Sơn thôn làm chi. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ sự tình, lại là thật đúng là không đi lưu ý phía sau có người, vừa quay đầu lại là một cái 60 lão giả trong tay cầm cái cuốc vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Có loại xem cường đại hoặc là kẻ cắp ý tứ. Trong tầm mắt cái này lão giả một thân áo vải thô, ống quần vãn khởi trần trụi trên chân tràn đầy bùn, cái trán có vài đạo nếp nhăn giờ phút này thực rõ ràng, người rảnh rỗi là cuối cùng một cái từ đồng ruộng đi ra. Hắn một cái người xa lạ muốn đi nhân gia thôn, lão giả cảnh giác cũng là bình thường, bất quá nhìn qua, lão giả hai tròng mắt chung đối hắn trừ bỏ cảnh giác còn có vài phần sợ hãi chi sắc, nhưng lại cũng không phải quá mức sợ hãi. Rất có Dương Nghị Vân nếu là có cái gì hành động thiếu suy nghĩ hắn liền sẽ kêu người tư thế. Đối này, Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, này vẫn là mấy ngàn năm qua lần đầu tiên có loại bị người trở thành cường đại hoặc là tặc thời điểm. Giờ khóc giờ cười nói, lão nhân gia chớ có kinh hoàng, ta không phải người xấu. Nói còn chưa dứt lời, đã bị lão giả cười lạnh ngắt lời nói, người xấu sẽ nói chính mình là người xấu a. Ách Dương Nghị Vân thiếu chút nữa bị sặc chết. Đường đường càn khôn thiên tôn, cư nhiên bị người trở thành người xấu. Đương nhiên hắn cũng không sinh khí, rốt cuộc đối phương chính là bình thường phàm nhân, không có gì hảo so đo. Trên mặt mang lên tươi cười nói, lão nhân gia ta chỉ là một cái du khách, này không trời sắp tối rồi, đuổi một ngày đường, một đường đi tới cũng chưa nhìn thấy quá có cái gì thôn xóm. Các ngươi thôn này là ta đuổi vài trăm dặm lộ nhìn thấy cái thứ nhất thôn, cho nên muốn vào thôn thảo nước miếng uống, thật sự không có gì ác ý. Nếu không chào đón, ta đây liền không vào thôn. Dương Nghị Vân đối mặt một cái bình thường lão nhân chút nào không tức giận, kiên nhẫn giải thích một phen, cũng tỏ vẻ chính mình không vào thôn. Bất quá lúc này lão giả phản ứng lại là tới một cái đại chuyển biến, thần sắc nhẹ nhàng không ít, mang theo nghi hoặc chi sắc hỏi, một ngày đuổi vài trăm dặm lộ. Ngươi, ngài là thượng tiên. Cái này đến phiên Dương Nghị Vân kinh ngạc, hắn rõ ràng không có bất luận cái gì hơi thở phát ra. Bản thân liền đem chính mình trở thành bình thường phàm nhân, không nghĩ tới lão giả. Không đúng a, là lời nói bại lộ, một ngày lên đường vài trăm dặm này không phải phàm nhân có thể làm đến, khó trách lão giả hỏi như vậy. Lão nhân gia tuệ nhãn Dương Nghị Vân cũng không tính toán giấu giếm. Lão giả sắc mặt vui vẻ vội vàng nói, tiểu lão nhân gặp qua thượng tiên, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thượng tiên chớ trách, tiểu lão nhân là Thanh Sơn thôn thôn trưởng, kêu vương đại tài, thượng tiên mau mau vào thôn. Hảo đi, lão giả sắc mặt chuyển biến quá nhanh, đều làm Dương Nghị Vân không chuyển qua cong tới, ngây người hết sức đã bị lão giả túm vào thôn. Dương Nghị Vân có thể cảm giác được rõ ràng, lão giả đối thượng tiên có kính, nhưng lại một chút đều không sợ, rất có hảo cảm, cái này làm cho hắn ngược lại không thích ứng. Mơ màng hồ đồ đã bị kêu vương đại tài lão giả túm tiến ra.
Vào thôn đệ nhất gia chính là Vương Đại Tài gia. Rào che tiểu viện tiến vào sau là tam gian nhà cửa, Vương Đại Tài mang theo cao hứng ngữ khí ở trong viện liền hô, tiểu hoa nhi, mau mau pha trà nấu cơm, có thượng tiên buông xuống nhà chúng ta. Gia gia trở về. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài từ phòng trong đi ra. Mang theo tò mò chi sắc đánh giá Dương Nghị Vân. Ngươi thật là thượng tiên sao? Kêu tiểu hoa nhi tiểu nữ hài hỏi Dương Nghị Vân, một chút đều không sợ người lạ. Tiểu hoa nhi không được vô lễ, mau đi pha trà. Vương Đại Tài sụ mặt quát lớn cháu gái, nhưng thấy thế nào đều tràn ngập sủng ái. Ngay sau đó đối Dương Nghị Vân giải thích nói, thượng tiên chớ trách tiểu hài tử không hiểu chuyện, nàng là tiểu lão nhị cháu gái, thượng tiên trong phòng nói chuyện. Không sao không sao. Hai người nói chuyện tiến vào phòng khách, nhập tòa lúc sau, tiểu nữ hài đã bưng hai chén nước trà tiến vào. Gia gia uống trà, thượng tiên uống trà. Cảm ơn Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ. Thượng tiên ngươi có phải hay không thượng tiên đâu, thấy thế nào cùng chúng ta giống nhau, một chút đều không uy nghiêm tiểu hoa nhi mang theo tò mò lại hỏi. Ha ha, tiểu hoa nhi ngươi gặp qua thượng tiên bộ dáng gì? Hoặc là nói ngươi trong tưởng tượng hẳn là bộ dáng gì đâu? Dương Nghị Vân cười cười nói, hắn nhưng thật ra cảm giác có ý tứ. Ta trong tưởng tượng thượng tiên là hồng diệp trên núi bay tới bay lui, thần long thấy đầu không thấy đuôi như vậy tiểu hoa nhi nói. Hảo, tiểu hoa nhi đi chuẩn bị nấu cơm đi, ra ra xuống đất làm việc nhưng mệt muốn chết rồi, còn có thượng tiên buông xuống trong nhà, hảo hảo chiêu đãi. Vương Đại Tài làm cháu gái đi nấu cơm. Hảo đi, vị nào đi trước nấu cơm, thượng tiên trong chốc lát tự cấp ta nói thượng tiên chuyện xưa bái. Tiểu hoa nhi sắp ra cửa thời điểm chớp mắt nói. Hảo, Dương Nghị Vân hơi hơi mỉm cười đáp ứng, hắn nhưng thật ra đối này đối ra tôn thực lại hảo cảm, đặc biệt là tiểu hoa nhi tuy rằng không có đi cố tình kiểm tra, nhưng Dương Nghị Vân cảm giác tiểu hoa nhi là cái có thể tu hành thể chất. Rất có linh tính. Chờ tiểu hoa nhi sau khi rời khỏi đây, Dương Nghị Vân nâng chung trà lên uống ngụm nước trà nhìn Vương Đại Tài nói, lão nhân ra tiểu hoa nhi trong miệng Hồng Diệp Sơn là chỗ nào? Chính là có tiên nhân tồn tại. Vương Đại Tài tựa hồ đã sớm biết Dương Nghị Vân sẽ hỏi, mở miệng nói, Hồng Diệp Phong ở thôn đầu mười mấy nơi, là một tòa cao vào đám mây ngọn núi, mãn thượng sinh trưởng Hồng Diệp Thụ, đích xác mặt trên cư trú thượng tiên người, nhưng chúng ta rất ít gặp qua. Nhưng thật ra ông nội của ta bối thời điểm có người gặp qua, nói là có một ngày trong thôn nháo ôn dịch, liền có Hồng Diệp Sơn tiên nhân xuống núi trị bệnh cứu người, như thế mới kéo dài chúng ta Thanh Sơn thôn. Tiên nhân ở chúng ta thế giới này không phải cái gì bí mật, mọi người đều biết, hơn nữa có rất nhiều có quan hệ tiên nhân truyền lưu chuyện xưa, trị bệnh cứu người trời giáng tai họa gì đó, giống nhau đều sẽ có tiên nhân xuất hiện, cho nên chúng ta đối với các ngươi này đó thượng tiên không tính xa lạ. Thanh Sơn thôn chỉ là núi sâu tiểu địa phương, thượng tiên ít người, Hồng Diệp trên núi tiên nhân cực nhỏ lộ diệt, chúng ta hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối tồn tại, một ít đại thành trì nơi, nghe nói thượng tiên rất nhiều. Ở chúng ta người bình thường trong mắt thượng tiên đều là người tốt, mọi người đều đối thượng tiên thực cung kính. Bởi vì chúng ta thế giới này thượng tiên chỉ biết trợ giúp người thường nhưng lại sẽ không hại người, nhà ta tiểu hoa sở dĩ truy vấn thượng tiên việc, kỳ thật là tưởng nhập đạo, đi tìm hắn cha mẹ. Tiểu hoa cha mẹ ở 3 năm trước đây thời điểm, vào núi săn thú liền rốt cuộc không trở về, cho nên tiểu hoa nhi tưởng tu tiên, chỉ có tu tiên lúc sau có tất cả đạo pháp, nhưng phi thiên độn địa, liền dám đi tìm kiếm cha mẹ, ai. Đứa nhỏ này cũng là nghe được thượng tiên chuyện xưa nhiều, sinh ra ý nghĩ sằng bậy. Thượng tiên ngài đừng trách móc a, tiểu lão nhân từ bậc cha chú nào biết đâu rằng, tu hành chi lộ không phải một cái hảo tẩu lộ, chỉ mong tiểu hoa nhi chỉ là như thế ngẫm lại. Dương Nghị Vân không nói chuyện, chính là nghe Vương Đại Tài giảng thuật, hoặc là càng như là tố khổ giống nhau nhắc mãi, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, Vương Đại Tài đụng tới chính mình vẻ mặt cao hứng. Lại làm sao không phải tưởng cầu chính mình hỗ trợ tìm xem tiểu hoa nhi cha mẹ đâu. Đích xác núi sâu tìm người, đối với người thường tới nói, ăn như lên trời, nhưng là đối với tiên nhân tới nói lại là một bữa ăn sáng. Mấu chốt là tiểu hoa nhi cha mẹ còn sống sao? Vào núi săn thú mất tích 3 năm, tồn tại khả năng tính đã phi thường nhỏ. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, lại là mở miệng nói, thu đồ đệ việc liền không nói, nếu người ta tương ngộ bên kia là thiên đạo duyên phận. Ta có thể giúp ngươi vào núi tìm một chút, bất quá 3 năm đi qua, hy vọng đừng ôm quá lớn. Đa tạ thượng tiên, Vương Đại Tài run giọng quỳ xuống nói lời cảm tạ. Dương Nghị Vân vung tay lên đem hắn nâng dậy nói, thuận tay mà làm, hy vọng không lớn. Tiểu lão nhân biết, đa tạ thượng tiên,
Kỳ thật tiểu lão nhân mấy năm nay mỗi năm đều phải đi vài lần Hồng Diệp Sơn quỳ cầu tiên nhân trợ giúp, nhưng vẫn luôn tin tức toàn vô, cũng gần là hiểu biết ta chính mình cùng tiểu hoa nhi tâm nguyện, xin hỏi thượng tiên chính là Hồng Diệp Phong trên núi tới tiên nhân. Vương Đại Tài kỳ thật từ lúc bắt đầu coi như Dương Nghị Vân là bọn họ thôn 60 dặm ngoại Hồng Diệp trên núi tới tiên nhân, còn tưởng rằng là hắn mỗi ngày đi cầu, cảm động trên núi tiên nhân, lúc này mới có Dương Nghị Vân xuất hiện. Nhưng Dương Nghị Vân không phải. Hơn nữa lúc này Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, nheo lại hai mắt. Lắc đầu nói, không phải. Tâm lý lại là nghĩ đến cái gì Hồng Diệp trên núi tiên nhân, sợ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, dựa theo Vương Đại Tài cách nói. Ba năm tới mỗi năm đều đi Hồng Diệp chân núi đi cầu tiên hỗ trợ, nhưng lại là có cầu vô ứng. Này thuyết minh Hồng Diệp trên núi tiên nhân, cũng không phải cái gì hảo điều. Bá tánh có cầu, không trả lời, chẳng phải là bạch bạch cô phụ dưới chân núi bá tánh đối bọn họ tín ngưỡng. Cái này Hồng Diệp Sơn xem ra có thể đi đi một chuyến, vừa lúc có thể tìm bản thổ tiên nhân hỏi thăm một chút Lục Tuyết Hy tung tích. Đến nỗi giúp Vương Đại Tài tìm nhi tử con dâu đảo cũng đơn giản. Này một phương thế giới tuy rằng bằng không vận dụng pháp lực, nhưng hắn Dương Nghị Vân là thiên tôn tồn tại, động cái thần niệm gì đó hoàn toàn không tính chuyện này. Vương Đại Tài xem như hắn ở tán tiên thế giới tiếp xúc cái thứ nhất phàm nhân, đều là duyên phận, đảo cũng có thể hỗ trợ. Tu hành chi đạo, lại cũng là coi trọng cơ duyên, cơ hội cùng duyên phận đúng là như thế. Dương Nghị Vân ở Vương Đại Tài ra ngủ lại một đêm, ngày hôm sau hắn liền vào núi. Dựa theo Vương Đại Tài cách nói. Con của hắn con dâu tiến vào săn thú địa phương cùng Hồng Diệp Sơn là một chỗ. Đều là rất lớn núi non, có nguyên thủy rừng rậm tồn tại. Nơi này hoàn cảnh cũng là bốn mùa rõ ràng, tới rồi mùa đông lúc sau trong thôn thanh tráng lao động sẽ vào núi săn thú bổ khuyết gia dụng, hoàn toàn chính là người thường ra sinh hoạt nhật tử. Có một chút bất đồng chính là, săn thú ra cửa, đa số sẽ là gia đình tổ chức, tiểu hoa nhi cha mẹ chính là hai vợ chồng cùng nhau vào núi săn thú kết quả rốt cuộc không trở về. Dương Nghị Vân nếu đáp ứng rồi liền phải đi tìm một chút. Chẳng qua trước khi đi thời điểm, Dương Nghị Vân nhổ một cây tiểu hoa nhi đầu tóc, tìm kiếm đã chú định, hắn chỉ cần thi pháp liền biết tiểu hoa nhi cha mẹ có phải hay không còn sống, nếu tồn tại tự nhiên đưa bọn họ tìm trở về, nếu đã chết. Tính, đã chết cũng nên có thi thể tồn tại, hắn vẫn là sẽ đi một chuyến. Mặt khác chủ yếu mục đích chính là đi một chuyến Hồng Diệp Sơn. Nhưng thật ra muốn đi xem Hồng Diệp trên núi rốt cuộc có hay không người tu hành tồn tại. Coi như là hắn ở tán tiên không gian thế giới rèn luyện cái thứ nhất nhiệm vụ đi. Hỏi rõ ràng phương hướng lúc sau, Dương Nghị Vân trực tiếp vào núi. Vương Đại Tài đem hắn đưa đến cửa thôn, tưởng nói điểm cái gì, lại là trung quy không biết nói cái gì hảo. Dương Nghị Vân lại là minh bạch Vương Đại Tài phải làm nói cái gì, cười cười nói, không cần lo lắng, lần này liền giúp ngươi hiểu biết một cọc tâm nguyện. Vẫn là câu nói kia, đối với ngươi nhi tử con dâu đừng ôm quá lớn hy vọng. Tiểu lão nhân biết, đa tạ thượng tiên, còn thỉnh thượng tiên nhiều hơn chú ý an toàn mới là. Vương Đại Tài khom mình hành lễ. Dương Nghị Vân lại vẫn là thân hình chợt lóe nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu, trở về chờ tin tức đi, 10 ngày trong vòng tất nhiên có tin tức cho ngươi. Tuy rằng không cần pháp lực, nhưng người tu hành chung quy là người tu hành, chỉ cần thân thể đều là phàm nhân vô pháp so sánh với. Đặc biệt Dương Mỗ Nhân vẫn là thiên tôn, hắn thân thể cường đại càng là viễn siêu tầm thường tiên nhân. Mấy cái nhấp nhô liền trèo đèo lội suối, tiến vào mười mấy ở ngoài núi rừng chung. Dương Nghị Vân trong tay cầm tiểu hoa nhi đầu tóc trong miệng lẩm bẩm bắt đầu cách làm, tìm kiếm tiên nhân không dễ dàng, nhưng là tìm kiếm có huyết thống quan hệ phàm nhân với hắn mà nói không cần tốn nhiều sức. Vài phút Dương Nghị Vân cách làm kết thúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía núi non chỗ sâu trong. Hắn đã cảm ứng được. Lầm bầm lầu bầu cười nói, tiểu hoa nhi vận khí không tồi a đều còn sống. Một hồi cách làm xuống dưới, hắn rõ ràng cảm nhận được thiên địa chi gian nổ vang, đến từ trong tay tóc. Tiểu hoa nhi đầu tóc bay đi ra ngoài, hơn nữa cảm ứng nói liên quan sinh cơ nổ vang. Này liền thuyết minh tiểu hoa nhi cha mẹ còn sống. Dương Nghị Vân thực mau theo cảm ứng mà đi. Mười mấy phút sau. Một tòa cao như mây đoan mãn sơn sinh trưởng Hồng Diệp thụ núi lớn xuất hiện ở trước mắt. Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt. Hắn vào núi lúc sau đầu tiên tưởng đó là tìm kiếm tiểu hoa nhi cha mẹ, ở lúc sau liền đi Hồng Diệp Sơn đi một chuyến, không nghĩ tới cách làm lúc sau theo tóc cảm ứng tìm kiếm tiểu hoa nhi cha mẹ, lại là tại đây tòa Hồng Diệp trên núi. Vương Đại Tài nói qua Hồng Diệp trên núi có thượng tiên.
Hiện tại hắn cách làm thiên địa nổ vang tiểu hoa nhi cha mẹ tung tích ở Hồng Diệp Sơn, này liền có chút kỳ quái. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, tiểu hoa nhi cha mẹ 3 năm trước đây vào núi Thượng Hồng Diệp Sơn đi lên tu hành chi lộ, nhưng là cũng nói không thông a, liền tính là ở Hồng Diệp Sơn tu hành, cũng không cần thiết rớt xuống lão phụ thân cùng nữ nhi tiểu hoa nhi. Này một cái không hợp lý. Thứ hai, tiểu hoa nhi cha mẹ là bị bắt Thượng Hồng Diệp Sơn. Nếu là đệ nhị điều nói, như vậy Hồng Diệp Sơn tiên nhân liền có chút đáng giận, chảo phàm nhân đây là tán tiên thế giới tối kỵ. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy cao như mây quả nhiên Hồng Diệp Sơn, nhấc chân đi đến. Đối với phàm nhân tới nói muốn bước lên này tòa Hồng Diệp chân núi vốn là không có khả năng, nhưng là đối tiên nhân tới nói không gọi sự, như vậy có cái gì trận pháp tồn tại đều không sao cả. Nhưng bước đầu tiên bước lên Hồng Diệp Sơn trên núi tiểu đạo lúc sau, Dương Nghị Vân liền cảm giác bốn phía có thiên địa năng lượng biến hóa, mắt thường nhìn lại cũng là cảnh tượng đại biến. Trong tầm mắt sương mù nổi lên bốn phía, trước mắt năm lộ, tràn ngập bụi gai. Trướng mắt mê huyễn thật mà thôi. Dương Nghị Vân cười cười chút nào không ngừng, tiếp tục bước lên mà đi, trực tiếp vọt vào sương mù, một chân bước vào bụi gai chung. Ngay sau đó cảnh tượng lần thứ hai một lần, dưới chân lộ vẫn như cũ là tiểu đạo quanh co khúc khuỷu trực tiếp thông hướng đỉnh núi mà đi. Đi bước một lên núi, sân vắng xoải bước, sau nửa canh giờ, Dương Nghị Vân đã bước lên đỉnh núi. Trong tầm mắt xuất hiện một tảng lớn kiến trúc. Một ngọn núi môn cũng xuất hiện, tấm biển thượng có ba cái sáng lên đánh chữ kể trên, Hồng Diệp Tiên Cung. Thật là có điểm ý tứ. Dương Nghị Vân đứng ở sơn môn trước nhìn đỉnh núi này tòa tiên cung tự nói. Kỳ thật nói là tiên cung, một chút cũng không tính đại, chính là ba tòa đại điện thêm một cái tiểu viện mà thôi. Đương nhiên hắn trong mắt không lớn là cùng tiên giới những cái đó tiên cung so sánh với mà nói. Cùng nơi này phàm nhân kiến trúc so sánh với nói, đây là một tòa chiếm địa hảo mười mấy mẫu tiên cung. Phương nào đạo hữu tiến đến ta Hồng Diệp Tiên Cung? Liền ở Dương Nghị Vân đánh giá này tòa Hồng Diệp Tiên Cung thời điểm, một tiếng lạnh nhạt mang theo không tốt vang lên. Ngay sau đó tuy rằng dứt lời, đại môn lại là kéo kẹt một tiếng mở ra. Ngay sau đó đi ra hai gã nữ tử. Dương Nghị Vân ánh mắt đảo qua lại là hai cái tương đương với hỗn nguyên đạo hạnh tán tiên. Nhìn qua cũng không phải chủ nhân, chính là chân nhỏ sắc mà thôi. Bất quá Dương mẫu nhân tới nơi này, không tính toán động thủ, gần nhất là tìm tiểu hoa nhi cha mẹ, thứ hai cũng là nghĩ đến nhìn xem nơi này tán tiên, thuận tiện hỏi thăm một chút có hay không Lục Tuyết Hy tin tức. Đang nói một hắn Dương mẫu nhân hiện giờ tu vi thân phận nếu là động thủ nói, truyền ra đi cũng sẽ bị người chê cười, ỷ lớn hát yêu ta nhỏ. Tiên giới Dương Nghị Vân tiến đến bái phỏng. Lúc này Dương mẫu nhân vẫn là có điểm phong độ, tốt xấu là nhất môn chi chủ, không đối hiện tại Vân môn đã là tiên giới siêu nhiên đệ nhất thế lực, hắn càng là được xưng càn khôn thiên tôn. Chẳng sợ nơi này là cơ gia địa bàn, là tiểu sư tỷ gia tộc nơi, có rất nhiều quy củ, hắn cũng đã là Dương Nghị Vân, là Vân môn chúa tể, là càn khôn thiên tôn. Nếu không phải cấp tiểu sư tỷ mặt mũi, hắn làm việc sẽ cùng không kiêng nể gì. Không có che giấu cái gì. Mặc kệ thế giới này tiên nhân có biết hay không hắn danh hào, hắn vẫn là sẽ báo thượng danh hào. Cũng không ý cùng thế giới này tán tiên phát sinh cái gì xung đột. Cho nên giảng lễ nghĩa. Đương nhiên hắn cũng nghe đến ra tới, người tới nói chuyện là bất thiện. Nhà ta cung chủ đang bế quan, thứ không tiếp đãi, đạo hữu mời trở về đi. Trong đó một nữ tử, lạnh nhạt mở miệng. Nếu không phải nàng nhìn không thấu Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới, đã sớm ra tay. Hảo không lễ nghĩa ra hỏa, cư nhiên trực tiếp đấu đá lung tung tới rồi các nàng Hồng Diệp Tiên Cung. Dương Nghị Vân nghe nữ tử nói chuyện, mày hơi hơi nhăn lại. Trong lòng chửi má nó, không kiến thức tiểu tán tiên a, anh em ta đường đường càn khôn thiên tôn, các ngươi không nên là cung cung kính kính mời ta đi vào sao? Như thế nào còn đuổi người? Dương mẫu nhân thực khó chịu. Nhưng là hắn áp xuống trong lòng buồn bực nói, đạo hữu thật không dám giấu giếm. Ta có hai vị phàm nhân vợ chồng bằng hữu ở các ngươi Hồng Diệp Sơn, một cái kêu Vương Thiết Trụ, hắn tức phụ kêu Trương Thúy Liên, ta là tới tìm bọn họ vợ chồng. Lời này vừa nói ra, sơn môn khẩu hai cái nữ tán tiên sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, trước hết nói chuyện nữ tán tiên lạnh băng nói có nói đùa, tán tiên thế giới tiên nhân cũng không cùng phàm nhân có cái gì giao tế, ta Hồng Diệp Tiên Cung không có gì phàm nhân, đạo hữu mời trở về đi. Dứt lời đối với đồng bạn ý bảo, xoay người đi vào đi liền phải đóng cửa. Chạm vào.
Hồng Diệp Tiên Cung đại môn nháy mắt đóng lại. Dương Nghị Vân nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Này mẹ nó, tình huống như thế nào? Có vấn đề. Cái này Hồng Diệp Tiên Cung tuyệt đối có vấn đề lớn a. Không phàm nhân. Ha ha, tiểu gia ta đường đường Càn Khôn Thiên Tôn, cách làm chẳng lẽ còn có thể có sai? Nhất định có vấn đề. Một phen nói chuyện với nhau, bị hai cái tiểu tán tiên liên tiếp vấp phải trắc trở, cái này làm cho Dương Nghị Vân phi thường khó chịu. Cái này cũng hảo. Nếu các ngươi không cho ta đi vào, lại còn có như thế chột dạ, nói các ngươi Hồng Diệp Tiên Cung không có phàm nhân. Hảo, các ngươi cái này Hồng Diệp Tiên Cung rốt cuộc có cái gì mưu nị, tiểu gia ta còn liền phải lộng cái hiểu không có thể. Vốn dĩ đi, tiểu gia ta muốn làm một hồi có phong độ phân rõ phải trái số thân sĩ, nhưng các ngươi nếu không cho cơ hội, một hai phải so tiểu gia ta làm mãng phu. Một khi đã như vậy, vậy thỏa mãn các ngươi hảo. Lập tức Dương Nghị Vân khóe miệng cười lạnh, đối với Hồng Diệp Tiên Cung sơn môn chính là tùy ý vung lên. Ầm vang, cao lớn hoa lệ sơn môn tức khắc ở một tiếng vang lớn lúc sau chia năm xẻ bảy, hóa thành hôi phi.